Hồi 31, Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ bản sơ, huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ lưu biểu, Tào Tháo thừa cơ viên thiệu thua, đem quân mã đuổi theo cùng đường. Viên thiệu đội khăn xéo, mặc áo đơn, dẫn hơn 800 quân kỵ mã chạy đến bờ phía bắc sông Lê Dương, đại tướng là tưởng Nghĩa Cử ra chạy đón rước. Thiệu kể chuyện đầu đuôi với Nghĩa Cử, Nghĩa Cử thu thập tàn quân lại, quân sĩ nghe tin viên thiệu ở đó, theo về đông như kiến, quân thế lại mạnh, mới bản mưu về ký châu khi đem quân đi dọc đường đêm ngủ trong núi thiệu nằm trong trướng nghe văng vẳng có tiếng khóc bèn lẻn ra nghe xem đều là những tàn quân họp nhau lại than khóc những nỗi mất anh chết em xa họ hàng lìa bạn hiểu người nào người ấy vỗ bụng than thở nếu chúa công nghe lời điền phong chúng ta đâu đến nỗi này thiệu nghe thấy rất hối hận nói ta không nghe lời điền phong binh thua tướng mất nay trở về còn mặt mũi nào trông thấy hắn nữa. Hôm sau, cưỡi ngựa đang đi, Phùng Kỳ dẫn quân lại đón. Thiệu bảo Phùng Kỳ ta không nghe lời Điền Phong đến nỗi thua, bây giờ trở về, trông thấy hắn thật xấu hổ. Phùng Kỳ nhân thể nói xem, Điền Phong ngồi trong ngục, nghe tin chúa công thua, vỗ tay cười to, ta nói có sai đâu, viên thiệu cả giận, mắng, thằng hủ nhỏ ấy lại dám nhạo báng ta, ta phải giết đi nói rồi sai sứ cầm bảo kiếm đi trước về ký châu vào ngục giết điền phong điền phong đang ở trong ngục một hôm cai ngục lại vào thăm nói tôi xin vào mừng ông phong hỏi có việc gì đáng mừng cai ngục lại nói viên tướng quân thua to mới về phen này ông sẽ được trọng dụng phong cười nói ta sắp chết thì có cai ngục lại hỏi ai cũng mừng cho ông ông lại bảo ông sắp chết là nghĩa thế nào phong nói viên tướng quân trông ngoài mặt thì khoan hòa nhưng trong bụng hay ghen ghét không nghĩ đến người trung thành, nếu được mà mừng, may ra còn tha ta, này thua tất hổ thẹn, ta còn mong sống sao được. Cai ngục còn chưa tin, đã thấy sứ giả cầm gươm vào truyền lệnh viên thiệu đem điển phong ra chém. Cai ngục giật mình, phong nói, ta đã biết thế nào cũng chết mà, bọn cai ngục ai nấy đều khóc thương. Điền Phong nói, làm thân đại trượng phu sống trong trời đất không biết kén chúa mà thờ, thật là ngu dốt, ngày nay chịu chết, còn thương tiếc làm chi nói rồi tự vẫn ở trong ngục. Điền Phong có thơ rằng, lần trước thua quân mất thu thu, hôm nay trong ngục giết Điền Phong, cột giường Hà Bắc đền long gãy, viên thiệu hòng sao khỏi bại vong, viên thiệu về ký châu, ruột gan bối rối, không trông coi được chính sự. Vợ là lưu Thị, khuyên thiệu lập con nối nghiệp, thiệu có ba con, con trưởng là viên đàm, tự là hiền tử, giữ thanh châu, con thứ hai là viên hy, tự là hiền dịch, giữ ủ châu, con út là viên thượng, Tự Hiền Phụ là con của vợ thứ Lưu Thị, hình dong tuấn tú, thiệu rất yêu, nên cho ở luôn bên cạnh mình. Từ khi thua trận ở quan đổ, Lưu Thị khuyên thiệu lập viên thượng lên nối nghiệp. Thiệu đem việc ấy bản với bốn người là Thẩm Phối, Phùng Kỳ, Tân Bình, Quách Đồ. Thẩm, Phùng, hai người vốn theo viên thượng, Tân, Quách, hai người vốn theo viên đàm. Bốn người ai cũng có bụng vì chủ cả, thiệu nói, nay lo ở ngoài chưa yên, việc trong nhà nên phải sớm liệu ta muốn lập kế tử con trường là đàm thì tính hung bạo hay giết người con thứ là hy thì nhu nhược khó làm nên được gì có con thứ ba là thượng có dáng anh hùng lại biết trọng người hiền quý kẻ sĩ ta muốn lập thượng các ông nghĩ thế nào quét đồ nói trong bọn công tử đàm là trưởng lại ở ngoài chúa công nếu bỏ trưởng lập thứ đó là gây cái mầm biến loạn hiện nay quân huy vừa nhụt quân giặc lại đến áp ngoài bờ cõi, há lại để trong nhà cha con anh em có việc tranh lẫn với nhau hay sao? Xin Chúa Công hãy lo kế đánh giặc, còn việc lập tự về sau bàn cũng được. Viên thiệu còn trù trừ chưa định, chợt có tin báo viên hy dẫn 6 vạn quân tự U Châu đến, viên đàm dẫn 5 vạn quân tự Thanh Châu đến, con rể là Cao Cán cũng dẫn 5 vạn quân tự Tinh Châu đến, cùng đến ký châu trợ chiến. Thiệu mừng lắm, trình lại quân mã đi đánh Tào Tháo bấy giờ Tào Tháo dẫn quân đắc thắng, đóng ở trên sông Hoàng Hà. Dân địa phương đem cơm nước ra đón. Tháo thấy có mấy cụ già, đầu râu tóc bạc, sai mời vào ngồi trong trướng rồi hỏi các cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy ông già thưa, chúng tôi đều gần trăm tuổi cả. Tháo nói: Quân ta quấy nhiễu làng các cụ, ta rất không được an tâm. Mấy ông già nói: Thời vua Hoàn Đế có ngôi sao vàng mọc ở phận đất sở đất tống, ở Liêu Đông có người tên là Ân Quỳ tài xem thiên văn, đêm nằm ở đây có nói chuyện với chúng tôi rằng, hoàng tinh chiếu thẳng vào chỗ này. 50 năm nữa sẽ có một đấng chân nhân, giấy lên ở vùng lương bái. Này tính ra, vừa đúng 50 năm, và viên thiệu thu thuế nặng quá, dân ai cũng oán. Thừa tướng cất quân nhân nghĩa, cứu dân trừ kẻ có tội, một trận đánh ở quan đổ, phá được 500 vạn quân của viên thiệu, chính ứng vào lời của ân quỳ ngày xưa muôn dân có thể mong được thái bình từ đây. Tháo cười, nói, tôi đâu dám nhận lời nói của các cụ, nói rồi, truyền lấy rượu, thịt, lụa, vải tặng các phụ lão, lại hiệu lệnh trong ba quân rằng, ai dám vào làng giết gà chó của dân, phải tội cũng như giết người. Bởi thế, quân dân ai cũng phục, Tháo cũng mừng thầm, chợt lại có quân báo, viên thiệu họp quân bốn châu được hai ba mươi vạn, đến hạ trại ở Thương Đình. Tháo đem quân tiến lên, đóng trại đâu đấy? Hôm sau hai bên đối nhau giàn trận, tháo dẫn các tướng ra, thiệu cũng đem ba con trai, một chàng rể và các văn võ ra trước trận. Tháo nói, bản sơ này đã kế cùng, sức hết, sao chẳng đầu hàng, đợi đến gươm kề cổ, hối sao cho kịp. Thiệu giận lắm, ngoảnh lại hỏi các tướng, ai dám ra đánh, viên thượng muốn ra khoe tài trước mặt bố, liền múa đôi dao, tế ngựa ra trận, rong ruổi chạy đi chạy lại. Tháo trỏ hỏi các tướng, người này là người nào, có người biết thưa đó là viên thượng con thứ ba của viên thiệu nói chưa dứt lời sử hoán là bộ tướng của từ hoàng nhảy ra hai bên đánh nhau được ba hiệp thượng quay đầu ngựa chạy về sử hoán đuổi theo viên thượng dừng ngựa lại dương công đặt tên quay mình bắn một phát trúng giữa mắt trái sử hoán hoán ngã ngựa chết viên thiệu thấy con đánh được giơ roi vẫy một cái đại đội quân mã kéo ổ ra hai bên đánh nhau một trận to rồi cùng khua chiêng thu quân về trại Tháo trở về bàn với các tướng trước phá viên thiệu, trình dục dâng kế mai phục mười mặt, khuyên Tháo lui về bờ sông Hoàng Hà phục mười đội quân, như cho thiệu đuổi đến bờ sông, quân tàu không có đường lui nữa, tất phải cố chết mà đánh thì phá được viên thiệu. Tháo nghe kế ấy, tả hữu mỗi bên chia làm năm đội, tả có đội nhất hạ hầu đô, đội nhì trương liêu, đội ba lý điển, đội tư nhạc tiến, đội năm hạ hầu uyên. Hữu có đội nhất tàu hồng đội nhì trương cáp đội ba tư hoàng đội tư vu cấm đội năm cao lãm trung quân thì hứa chử làm tiên phong hôm sau mười đội đi trước mai phục đâu vào đấy nửa đêm tháo sai hứa trừ dẫn quân tiến lên giả vờ cướp chạy năm chạy binh mã của viên thiệu kéo ùa cả ra hứa trừ rút chạy viên thiệu dẫn quân đuổi theo Hò reo ầm ĩ vừa đến sáng rõ thì quân thiệu đuổi đến bờ sông hoàng hà quân tàu hết đường lui tháo hô to, hết đường chạy rồi. Anh em sao không liều chết đánh bừa đi. Quân tào quay lại, hăng hái tiến đánh, hứa chữ tế ngựa đi trước. Tay chém một lúc chết vài chục tướng thiệu. Quân thiệu rối loạn, vội vã quay về. Quân tào đuổi theo, trong khi đang chạy, bỗng nghe hồi trống nổi lên, bên tả hạ hầu uyên, bên hữu cao lãm sông ra. Thiệu tụ tập ba con trai và một dề, liều chết mở đường máu mà chạy. Chưa được mười dặm, lại gặp nhạc tiến, vô cấm ở đâu trổ ra, bắn giết quân thiệu, thây nằm đầy đồng máu chảy thành suối. Chạy được vài dặm nữa, lại gặp Lý Điển, từ hoàng đón đánh một trận. Mấy bố con viên thiệu, hoang mang lo sợ, chạy về trại cũ, sai quân đi thổi cơm ăn. Sắp sửa ăn thì hai cánh quân của Trương Liêu và Trương Cáp lại xông ập vào trại. Thiệu vội nhảy lên ngựa, chạy đến thượng đình, người đói lả, ngựa mệt ngoài. Thiệu đang muốn đứng lại nghỉ thì đại quân Tào Tháo đuổi kịp viên thiệu liều mạng vùng té chạy đang chạy gặp tàu hồng hạ hầu đôn chắn ngang đường thiệu hô lớn nếu không cố chết mà đánh thì sẽ bị bắt thôi mấy bố con sông sáo thoát khỏi vòng vây viên hy cao cán đều bị thương binh mã thương vong gần hết thiệu ôm ba con khóc lóc một hồi bất giác mất đi ngã gục xuống đất mọi người súng lại cứu chữa miệng thổ máu tươi ròng ròng thiệu than ta từng xông pha mấy mươi trận không ngờ hôm nay suy đốn đến nỗi này đó là trời giết ta, các con ai hãy về châu nấy, thề cùng với giặc tào quyết một trận sống mãi. Rồi thiệu sai tần bình, quách đồ đi theo viên đàm lập tức về thanh châu phòng giữ sợ tào tháo xâm phạm bờ cõi, sai viên hy về u châu, cao cán về tịnh châu, ai nấy đều phải thu xếp quân mã, sẵn sàng chuẩn bị. Còn thiệu thì đem bọn viên thượng về ký châu dưỡng bệnh, giao cho thượng cùng thẩm phối, phùng kỳ tạm trông non việc quân. Sau trận thắng lớn ở thượng đình, Tào Tháo khao ba quân, rồi sai người sang thăm dò tình hình ký châu. Quân do thám về báo, viên thiệu ốm nằm liệt giường, viên thượng, thẩm phối phòng thủ giáo giết. Còn viên đàm, viên hy, cao cán thì người nào về châu người nấy cả rồi. Các tướng tá đều khuyên Tào Tháo tiến đánh ký châu ngay. Tháo nói, ký châu lương thực rất nhiều, thẩm phối lại có mưu trí, chưa dễ phá ngay được, hiện nay lúa má còn ở ngoài đồng, sợ làm thiệt hại nghề nông của dân ta muốn đợi mùa màng xong hãy đem quân đi đánh cũng chưa muộn. Trong khi đang bàn, chợt có thư của Tuần Úc đến báo Lưu bị ở Nhữ Nam, được vài vạn quân của Lưu Tích, cung đô, nghe thấy thừa tướng đem quân đánh Hà Bắc, liền sai Lưu Tích giữ Nhữ Nam, còn bị tự dẫn quân đến hứa xương thừa cơ định đánh Úc. Xin thừa tướng mau mau đem quân phòng ngự tháo giật nảy mình, sai tàu hồng đóng quân giữ bên sông, giả vờ phô trương thanh thế còn tháo đem đại quân đến nhữ nam đón đánh lưu bị lại nói huyền đức cùng quan trương triệu định đem quân đánh úp hứa đô đi gần tới núi tượng sơn thì vừa gặp quân tào tháo keo đến huyền đức liền cắm trại ở chân núi chia quân làm ba đội vân trường đóng ở góc đông nam trương phi đóng ở góc tây nam còn huyền đức cùng triệu vân lập trại ở mặt chính nam quân tào tháo đến huyền đức đánh chống ra quân tháo giàn thành thế trận rồi gọi huyền đức ra nói chuyện huyền đức cưỡi ngựa ra cửa cờ tháo giơ roi mắng rằng ta đãi người làm thượng khách sao người nỡ trai nghĩa quên ơn huyền đức đáp người giả danh tướng nhà hán thực là giặc nước ta là tôn thân nhà hán vâng mật chiếu của thiên tử đến đây đánh phản tặc nói rồi ngồi trên ngựa giờ tờ chiếu vua từng viết trong cân đai gửi đồng thừa ra đọc tháo giận lắm sai hứa chử ra đánh triệu vân đứng sau huyền đức vác giáo cưỡi ngựa xông lên hai tướng đánh nhau ba mươi hiệp chưa phân thắng bại. chợt nghe tiếng reo ầm ĩ, quan vũ ở phía đông nam kéo lại, trương phi cũng từ phía tây nam xốc tới, ba mặt ùa vào đánh giết. quân tào vừa ở xa đến còn mệt, không địch nổi, thua lớn rút chạy. huyền đức thắng trận về trại, hôm sau lại sai triệu vân ra khiêu chiến, suốt một tuần mười hôm, quân tào nhất định không ra. huyền đức lại sai trương phi thách đánh, quân tào cũng làm thinh. Huyền Đức càng hoài nghi, chợt có người báo, cung đồ tải lương đến, bị quân Tàu bao vây, Huyền Đức vội sai Trương Phi ra cứu, thì lại có tin báo rằng, Hạ Hầu Đôn dẫn quân đi lèn phía sau đến lấy Nhữ Nam. Huyền Đức thất kinh nói, nếu vậy, trước mắt và sau lưng ta đều bị địch chặn cả, không có đường về rồi. Liền sai Vân Trường đến cứu, hai đạo quân đều kéo đi, được vài ngày có người tế ngựa về báo, Hạ Hầu Đôn đã đánh vỡ Nhữ Nam, Lưu Tích phải bỏ thành chạy hiện nay vân trường đang bị vây huyền đức lo lắm lại được tin cả trương phi đi cứu công đô cũng bị bao vây huyền đức muốn rút quân về nhưng lại lo quân tào tháo đuổi theo đang lưỡng lự thì có quân vào báo có hứa chử đến thách đánh ở ngoài trại huyền đức không dám ra đợi đến đêm ra lệnh cho quân sĩ ăn thật no bộ binh đi trước kỵ binh đi sau trong trại vẫn cứ việc đánh trống cầm canh như thường bọn huyền đức đi ước được vài dặm vừa qua núi đất thấy đèn đuốc sáng rực, ở trên đỉnh núi có tiếng hô lớn, đừng để lưu bị chạy thoát, thừa tướng đợi ở đây đã lâu, huyền đức hoàng sợ, tìm đường chạy, triệu vân nói, chúa công đừng lo, xin cứ theo tôi mà đi, triệu vân vác giáo tế ngựa, chém giết mở đường, huyền đức cầm song kiếm đi sau. Đang đánh thì hứa trừ đuổi tới, đánh nhau kịch liệt với triệu vân. Phía sau vô cấm, lý điển lại đến tiếp, huyền đức thấy tình hình nguy cấp, cướp đường mà chạy. Khi thấy tiếng hò reo đã xa, Huyền Đức mới lẻn đi vào đường tắt trong núi, một mình một ngựa đi trốn. Mãi đến sáng, ở phía cạnh sườn có một toán quân sông ra. Huyền Đức sợ quá, nhìn xem hóa ra lưu tích dẫn hơn một nghìn kỵ binh thua trận, hộ tống vợ con Huyền Đức tới. Tôn Càn, Giản Ung, Mi Phương cũng đến cả. Mọi người đều nói, thanh thế quân hạ hầu đôn lớn lắm, chúng tôi phải bỏ thành rút chạy, quân tàu đuổi theo may có Vân Trường chặn lại, nên mới thoát nạn. Huyền Đức hỏi, thế Vân Trường nay ở đâu? Lưu tích thưa, xin tướng quân hãy đi đã, sau sẽ liệu, đi được vài dặm, một hồi trống nổ, phía trước một toán quân kéo đến. Viên tướng đi đầu là trương cáp quát to, Lưu bị xuống ngựa chịu hàng, mau, Huyền Đức đang trực lùi lại, thì thấy hàng cờ đỏ ở phía núi chuyển động rồi một toán quân từ trong hang kéo ra, đại tướng cao lãm đi trước. Huyền Đức bị nghẽn cả hai phía, ngẩng mặt lên trời kêu to, trời hỡi, sao để ta cùng cực thế này? Sự thể đã đến nỗi này, chi bằng chết quách cho rành. Nói xong, rút gươm định tự vẫn, liều tích vội ngăn, để tôi xin liều chết, đánh mở đường cứu ngài. Nói đoạn, liền ra địch với Cao Lãm, đánh nhau chưa được ba hiệp, bị Cao Lãm đâm chết. Huyền Đức đang lo, định xông ra đánh, chợt thấy hậu quân của Cao Lãm rối loạn, một tướng xông thẳng vào trận. Phóng giáo chúng cao lãm chết lăn xuống ngựa nhìn ra thì là triệu vân, huyền đức mừng quá, vân quất ngựa, mua giáo, đánh tan đội quân sau, rồi vọt lên tiến quân đánh trương cáp. Được 30 hiệp, cáp quất ngựa chạy, vân thừa thế xông lên đánh, nhưng bị quân cáp giữ vững cửa ải đường hẹp không ra được. Vân đang cố cướp lấy đường thì thấy quan công, quan bình, chu thương dẫn 300 quân đến. Hai bên ập vào đánh lui trương cáp, bọn huyền đức ra khỏi được cửa ải, tìm chỗ núi hiểm cắm trại huyền đức sai vân trường đi tìm trương phi số là trương phi đem quân đi cứu công đô nhưng chưa tới nơi thì đô bị hạ hậu uyên giết chết rồi phi cố sức đánh lui hạ hậu uyên đang loay hoay đuổi theo lại bị nhạc tiến đem quân bao vây vân trường đi dọc đường gặp quân thua chạy về liền tìm lối theo đến đánh lui nhạc tiến rồi cùng trương phi về gặp huyền đức giữa lúc ấy có người báo đại quân tào tháo đuổi đến Huyền Đức sai ngay bọn tôn cản dẫn gia đình già trẻ đi trước, còn mình cùng với Quan, Trương, Triệu Vân đi sau, vừa đánh vừa chạy. Thấy Huyền Đức đi đã xa, tháo thu quân về, không đuổi nữa. Huyền Đức cùng với ngót một ngàn quân tan tác chạy trốn. Đi đến một con sông, cho gọi dân địa phương lại hỏi, biết là sông Hán, Huyền Đức tạm đóng chạy nghỉ. Nhân dân ở đó biết là Huyền Đức, đem dê và rượu đến dâng mọi người bèn cùng nhau quây quần uống rượu trên bãi cát huyền đức than rằng các ngươi đều có tài giúp vua cả rủi theo lầm phải lưu bị này số bị vất vả làm liên lụy cả đến các ngươi cho đến nay bị vẫn chưa có mảnh đất cắm rồi e rằng làm lỡ các ngươi các ngươi sao chẳng bỏ bị này tìm chủ anh minh mà lập lấy công danh mọi người đều bưng mặt khóc vân trường nói anh nói sai rồi cao tổ ngày xưa tranh thiên hạ với hạng vũ bị vụ đánh cho thua luôn, sau chỉ thắng có một trận ở núi Cửu Lý mà gây nên cơ nghiệp 400 năm. Được thua là việc thường của nhà cầm quân việc gì anh phải nản trí. Tôn Cản nói, có lúc được cũng có lúc thua, không nên ngã lòng. Đây cách Kinh Châu không xa lắm, lưu cảnh thăng ngồi chấn chín quận, binh mạnh lương nhiều, và lại cũng là tôn thân nhà Hán, sao ngài không sang đó nương tựa có hơn không? Huyền Đức nói, chỉ e họ không dung. Càn nói, tôi xin sang nói trước, khiến cảnh thăng phải ra biên giới đón chúa công. Huyền Đức mừng rỡ, sai tôn Càn gấp rút đến Kinh Châu. Đến nơi, Càn vào ra mắt lưu biểu, thi lệ xong. Biểu nói, ông đi theo Huyền Đức, tại sao lại đến đây? Càn thưa, lưu sứ quân là anh hùng thiên hạ, tuy binh đơn tướng ít, nhưng có chí muốn giúp xạ tắc. Lưu tích, công đô ở Nhữ Nam, vốn không thân thích gì, cũng đem cái chết để đền ơn minh công đây với lưu sứ quân cùng là dòng dõi nhà hán nay sứ quân vừa bị thua muốn sang giang đông theo tôn quyền tôi can rằng không nên bỏ người thân mà đi nhờ người sơ lưu tướng quân ở kinh châu kính người hiền trọng kẻ sĩ nhân tài trong thiên hạ kéo đến như nước xuôi dòng chảy về đằng đông huống chi lại là người cùng họ vì thế sứ quân có sai tôi đến đây thưa chuyện trước minh công dạy cho thế nào biểu mừng lắm nói rằng, huyền đức làm em ta, ta vẫn ước ao được họp mặt mà không được, nay muốn đến thăm, thật may mắn quá. Sái mạo dèm rằng, không nên, lưu bị trước theo lã bố, sau thờ tào tháo, mới rồi lại đi theo với viên thiệu, ở với ai cũng không được thủy chung, thế đủ biết con người ấy thế nào rồi. Nay nếu ta chưa hắn, tào tháo tất đem quân đến đánh, gây nên chiến tranh vô ích. Chi bằng lấy đầu tôn càn đem dâng tào tháo, tháo tất trọng đãi chúa công. Tôn Càn nghiêm sắc mặt nói, Cản đây không phải là người sợ chết, lưu sứ quân một lòng chung vì nước, lũ lã bố, tào tháo, viên thiệu, đâu có sánh kịp. Trước kia lưu sứ quân bất đắc dĩ phải theo chung đấy thôi. Này nghe lưu tướng quân đây là dòng dõi nhà Hán, tình nghĩa đồng tông, cho nên không quản đường nghìn dặm đến theo. Người sao dám dèm pha để hại người hiền như vậy, lưu biểu nghe lời, mắng sái mạo rằng y ta đã quyết, người chớ nhiều lời sái mạo hồ thẹn lui ra, lưu biểu liền sai tôn càn về báo trước, một mặt thân ra khỏi thành ba mươi dặm nganh tiếp. Huyền Đức ra mắt lưu biểu, giữ lễ phép rất cẩn thận. Biểu cũng đối đãi rất hậu, huyền Đức dẫn quan, trương vào ít kiến lưu biểu, biểu cùng bọn huyền Đức vào Kinh Châu, sắp xếp nhà cửa cho ở. Lại nói Tào Tháo dò biết Huyền Đức đã sang Kinh Châu theo Lưu Biểu, muốn đem quân đến đánh ngay. Trình Dục tâu rằng, chưa trừ, trừ xong viên thiệu đã vội đánh kinh, tương, ngộ viên thiệu từ mặt bắc kéo đến, thì được, thua chưa biết ra sao. Chi bằng hãy đem quân về hứa đô nghỉ ngơi dưỡng sức, ít lâu sau đợi sang xuân ấm áp, sẽ khởi binh, trước đánh viên thiệu, sau lấy kinh, tương, vừa được lợi cả nam lẫn bắc, như vậy chỉ một chuyến là thu được cả vào tay mình. Tháo nghe theo, truyền lệnh kéo quân về hứa đô, đến tháng giêng năm kiến an thứ bảy, 203 công nguyên tháo lại bàn việc cất quân. Trước hết, sai hạ hầu đôn, mãn sổng chấn thủ nhữ nam đối phó với lưu biểu, tảo nhân, tuần úc ở lại giữ hứa đô. Còn tháo tự thống lĩnh đại quân ra đóng ở quan đô. Đây nói viên thiệu bị bệnh thổ huyết từ năm ngoái, nay mới hơi bớt, đã bản đem quân đánh hứa đô. Thẩm phối can rằng năm ngoái thua ở quan đổ, thượng đình, lòng quân đến nay vẫn chưa phấn chấn lên được xin Chúa Công hãy cứ thành cao hào sâu để dưỡng sức quân dân. Giữa lúc bàn bạc, chợt có tin báo Tào Tháo lại đem quân đến đóng ở quan độ để đánh ký châu. Thiệu nói, nếu giặc đến chân thành, tướng đến biên giới mới tìm cách chống cự thì muộn mất rồi. Ta phải thống lĩnh đại quân ra nghênh địch mới được. Viên thượng can rằng, cha chưa được khỏe, không nên đi đánh xa. Con xin đem quân ra chống cử. Thiệu đồng ý rồi sai người đến gọi viên đàm ở Thanh Châu, viên hy ở U Châu cao cán ở Tinh Châu về. Bốn lộ quân hợp sức đánh Tào Tháo, thật là vừa tới Nhữ Nam khu chống trận lại sang ký Bắc gióng chiêng quân, chưa biết phe này ai được ai thua, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 32, cướp ký Châu, viên thượng tranh hùng khơi sông Trương, hứa du hiến kế, viên thượng từ khi chém được sử hoán, cậy mình khỏe mạnh, không đợi binh mã của bọn viên đàm đến, tự dẫn vài vạn quân ra Lê Dương, gặp ngay tiền quân của Tào Tháo trương liêu tế ngựa ra trước viên thượng vác giáo lại đánh chưa được ba hiệp trông đỡ không nổi thua chạy trương liêu thừa kế đánh trận thượng liệu thế không địch nổi tất cả kéo quân về ký châu viên thiệu nghe tin con bị thua lo sợ quá bệnh cũ tái phát thổ ra hàng chậu máu mất đi ngã lăn xuống đất Lưu phu nhân vội vàng ra cứu vực vào giường nằm bệnh tình thiệu mỗi ngày một nguy liêu thị cho gọi ngay thẩm phối Phùng Kỳ đến bên giường viên thiệu để bàn công việc về sau. Thiệu bấy giờ đã u ớ, không nói được nữa, chỉ lấy tay chỉ trò được thôi. Lưu Thị hỏi, viên thượng kế tự được không? Thiệu gật đầu, thẩm phối đến ngay bên giường, viết một tờ di chúc. Thiệu chờ mình, kêu to một tiếng, lại thổ ra hơn một chậu huyết rồi chết. Người sau có thơ than rằng, mấy đời công tướng tiếng nhà dòng, chi khí tung hoành cũng đã ngông. Tuấn Kiệt ba ngàn nhiều cũng phí, hùng binh trăm vạn có như không, mình dê, ra hồ làm chi nổi, lồng phượng, gan gà việc khó xong, đến nỗi đàn con gây vạ lẫn, thương thay, nỗi ấy rất đau lòng, viên thiệu chết rồi, bọn thẩm phối lo liệu ma chay. Liều thị bắt năm nàng hầu yêu quý nhất của thiệu đem giết đi. Lại sợ âm hồn những người ấy xuống chín suối còn đi lại được với thiệu trăng. Liều thị bèn sai gọt tóc, đâm nát mặt mũi, băm nát mình mầy họ ghen tuông đến thế là cùng, viên thượng lại sợ sau này họ hàng những người ấy báo thù, nên lại lùng bắt giết sạch. Thẩm phối, phùng kỳ lập viên thượng làm đại tư mã tướng quân, lĩnh chức mục bốn châu, ký, thanh, u, tinh, rồi cáo phó khắp nơi. Khi ấy, viên đàm đã cất quân ra khỏi thanh châu, nghe tin bố chết, liền cùng với quách đồ, tân bình bàn bạc. Đồ nói, chúa công không ở ký châu. Thẩm phối và phùng kỳ tất lập hiền phụ lên làm chủ ta phải đi mau mới được. Tân Bình nói, thầm, ừ, hai người ắt đã chuẩn bị cách đối phó, nếu đến ngay sẽ bị tai họa. Viên đàm nói, vậy thì làm thế nào? Quách đồ nói, hãy đóng quân ở ngoài thành, tôi xin vào trước thăm dò xem động tĩnh ra sao đã. Đàm nghe lời, quách đồ vào ký châu, ra mắt viên thượng. Thì lễ âm, thượng hỏi, anh ta làm sao không đến, đồ thưa, bị đau, nằm ngoài trại, không vào ra mắt được thượng nói di trúc của cha ta để lại lập ta làm chu ta phong anh ta làm xa kỵ tướng quân nay quân tào đã tiến đến bờ cõi xin anh làm tiền bổ ta điều quân theo sau tiếp ứng đồ nói trong quân không có ai bàn tính mưu kế xin cho thẩm phùng hai người ra giúp việc thượng nói ta cũng cần đến hai người ấy sớm tối bảy mưu tính kế cho đi sao được đồ nói trong hai người đó xin cho một người đi thì thế nào thượng bất đắc dĩ sai hai người rút thăm, Phùng Kỳ rút chúng, thượng liền hạ lệnh cho Phùng Kỳ mang ấn tín, đi theo quách đồ ra trại quân viên đàm. Kỳ theo đồ đến trại, thấy viên đàm không đau ốm gì, trong bụng áy náy. Khi Kỳ đệ trình ấn tín, đàm nổi giận toan chém Phùng Kỳ. Quách đồ nói nhỏ, nay quân tàu đến sát bờ cõi, hãy nên khoản đãi và giữ Phùng Kỳ ở đây cho yên lòng thường. Đợi khi nào phá được tàu, bấy giờ sẽ về cướp ký châu cũng không muộn. Đàm nghe lời, liền nhổ trại kéo quân đến Lê Dương chống cử với quân Tào. Đàm sai đại tướng là Uông Chiêu ra trận, tháo sai từ Hoàng đón đánh, được vài hiệp, từ Hoàng vung đao chém Uông Chiêu chết lăn xuống ngựa. Quân Tào thừa kế đánh bừa, đàm thua to, thu quân kéo về Lê Dương rồi sai người cầu cứu viên thượng. Thượng bàn với thẩm phối chỉ phái 5.000 người đến giúp. Tào Tháo biết quân cứu đã đến, sai nhạc tiến, lý điển đón đường giết sạch đàm thấy thượng chỉ cho 5.000 quân đi cứu, lại bị chết cả, giận lắm, liền gọi Phùng Kỳ ra trách mắng, kỷ nói, để tôi viết thư về nói với chúa công đem quân ra cứu. Đàm bảo Kỳ viết thư và sai ngay người đem tới ký châu cho viên thượng, thượng và thẩm phối bàn với nhau, phối nói, quách đồ lắm mưu, lần trước đàm bỏ đi, không tranh giành gì, vì có quân tàu ở ngoài cõi. Này nếu đàm phá được tàu, tất lại về tranh ký châu chi bằng không đi cứu để mượn sức tào tháo trừ đi. Thương nghe, không cho quân đi cứu viện, sứ giả chạy về báo lại, đàm giận lắm, liền đem chém phùng kỳ và bản ra hàng tào tháo. Quân do thám về mật báo với viên thượng, thượng bàn với thẩm phối để cho đàm hàng tào, hợp sức lại đánh thì ký châu nguy mất. Thượng sai ngay thẩm phối và đại tướng Tô Do ở lại giữ ký châu tự mình mang đại quân ra Lê Dương cứu viên đàm. Thượng hỏi các tướng tá, ai dám đi tiền bộ? hai anh em đại tướng la khoáng, lã tưởng xin đi. Thượng cho ngay ba vạn quân và cho làm tiên phong, đến Lê Dương trước. Đàm nghe tin thượng đến cứu, mừng lắm, không nghĩ đến việc hàng tàu nữa. Đàm đóng quân trong thành, thượng đóng ngoài thành, làm thế ỉ dốc. Được mấy hôm, Viên Hy và Cao Cán cũng kéo quân đến ngoài thành, đóng đồn ba chỗ, ngày nào cũng đem binh ra cầm cự với Tháo. Thượng thua luôn, quân Tháo thắng liên tiếp đến tháng 2 năm kiến an thứ 8, Tào Tháo chia đường ra đánh. Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm, Cao Cán đều thua to, phải bỏ cả Lê Dương rút chạy. Tháo dẫn quân đuổi đến Ký Châu, Đàm và Thương vào thành giữ vững. Hy và Cán đóng trại cách thành 30 dặm để phô trương thanh thế. Tháo đánh luôn mấy hôm không được. Quách ra hiến kế, Viên Thiệu bỏ con trưởng lập con thứ. Mấy anh em nhà Viên hiện đang tranh giành nhau. Kéo bẻ kéo cánh, đánh gấp thì chúng cứu nhau chỉ hoãn thì chúng tranh nhau chi bằng rút quân về kinh châu đánh lưu biểu đợi khi nào anh em họ viên có biến ta quay lại đánh thì chỉ một trận là xong việc tháo nghe theo sai giả hủ làm thái thú giữ lê dương tào hồng đem binh giữa quan đô tào tháo dẫn đại quân tiến sang kinh châu đàm và thượng thấy quân tào tháo rút lui cùng nhau ăn mừng viên hy và cao cán từ giã ra về viên đàm bàn với quách đồ tân bình rằng ta là con trường lại không được nối nghiệp, thượng là con mẹ kế, lại hưởng chức lớn, ta thật áy náy trong lòng. Đồ nói, chúa công nên đem quân ra đóng ngoài thành giả vờ mời hiền phụ và thẩm phối đến uống rượu rồi phục quân đao phủ mà giết đi, việc lớn ắt xong. Đàm theo kế ấy, chợt có quân biệt giá Thành Châu là vương tu vừa đến. Đàm đem việc ấy ra bàn, tu nói, anh em với nhau như hai cánh, này đường định với người ngoài, lại đem chặt tay phải đi rồi nói mình nhất định thắng thì có được không? Anh em mà xa rời nhau không thân nhau thì trong thiên hạ còn ai là người thân thiết nữa? Ông bị người dèm pha ly dán cốt nhục để kiếm chút lợi, xin bịt tay lại, chớ nên nghe. Đàm nổi giận quát đuổi vương tu ra, rồi sai người đi mời viên thượng. Thượng lại bàn với thẩm phối. Phối nói đây là mưu của quách đồ đây. Hễ chúa công đi tất có tai hỏa chi bằng thừa kế đánh luôn. Viên thượng nghe lời. Nài nịt lên ngựa, dẫn năm vạn quân ra ngoài thành. Viên Đàm thấy Viên Thượng đem quân đến, biết mưu đã bị lộ, cũng mặc áo giáp cưỡi ngựa, đánh nhau với Thượng. Thượng mắng Đàm thậm tệ, Đàm cũng mắng lại, mày bỏ thuốc độc giết bố để tranh lấy tước vị, nay lại đến giết nốt anh nữa phải không? Hai người giáp chiến, Viên Đàm thua to, Thượng xông pha tên đạn đánh trận. Đàm phải rút quân chạy về Bình Nguyên, Thượng cũng thu quân về đàm và quách đồ lại bàn tiến quân sai sầm bích làm tướng kéo quân đi trước thượng tự dẫn quân ra ký châu hai bên đối diện cờ mở trống rong bích ra trận quát mắng thượng muốn ra đánh đại tướng la khoáng vỗ ngựa múa đao đánh lại sầm bích chưa được vài hiệp khoáng chém sầm bích chết lăn xuống ngựa quân đàm lại thua chạy về bình nguyên thẩm phối khuyên thượng nên đem binh đuổi đến tận nơi đàm không địch nổi rút vào trong thành giữ vững không ra. Thượng bùa vây ba mặt, đảm bàn với quách đồ, đồ nói, nay trong thành ít lương, quân địch đang hăng khó lòng giữ nổi. Theo ý tôi, nên sai người ra hàng tào tháo, để tháo đem binh đánh ký châu, thượng tất phải về cứu. Tướng quân bấy giờ đánh giáp lại, chắc bắt được thượng. Nếu tháo phá vỡ quân thượng thì ta thu lấy quân hắn để cự với tháo. Quân tháo ở xa đến, không tiếp tế luôn được, tất phải rút về ta vẫn giữ được ký bắc để tính việc tiến thủ. Đàm nghe theo, hỏi rằng ai có thể đi theo sứ được. Đồ nói, có em Tân Bình là Tân Tỷ, tự là Tá Chi, hiện đương làm quan lệnh ở Bình Nguyên. Người ấy nói năng khéo léo, nên sai đi, đàm lập tức cho người đi mời. Tỷ vui vẻ đến ngay, đàm viết thư giao cho tỷ, rồi sai ba nghìn quân đưa đi. Tỷ vội vã mang thư đến ý kiến Tào Tháo, bấy giờ Tào Tháo đương đóng quân ở Tây Bình để đánh lưu biểu biểu sai huyền đức dẫn quân đi trước. Chưa kịp giao chiếu thì tân tỷ đem thư đến trại tháo. Thì lễ xong Tào Tháo hỏi đến có việc gì? Tỷ trình bày ý kiến viên đàm và đệ trình thư. Tào Tháo xem xong bàn với các tướng. Trình dục nói viên đàm bị viên thượng đánh gấp nên bất đắc dĩ phải lại hàng, không nên tin. Lã Kiền, mặt sủng cũng nói thừa tướng đã đem quân đến đây, lẽ nào không đánh lưu biểu mà lại giúp đàm. Tuân Du nói bà ông nói chưa được đúng lắm. Theo tôi, đang lúc thiên hạ lắm việc, Lưu Biểu ngồi yên giữ miền giang hán, không dám bước ra khỏi cõi, rõ là không có chí vùng vẫy bốn phương rồi. Còn như họ viên giữ đất bốn châu, quân mã vài mươi vạn. Giả sử anh em hắn hòa thuận với nhau, cùng giữ cơ nghiệp của bố, tình hình thiên hạ sẽ chưa biết ra sao. Chi bằng nhân dịp anh em hắn đương đánh lẫn nhau, đàn thế cùng đến hàng ta, trước hết, ta điều quân trừ viên thượng, sau có cơ hội giết nốt viên đàm việc lớn thiên hạ có thể định được. Dịp tốt này không nên bỏ lỡ, tháo mừng lắm, mời ngay tân tỷ vào uống rượu và hỏi rằng họ viên xin hàng, thực hay dối, quân viên thượng ta đánh có chắc thắng được không? Tân tỷ thưa, mình công chẳng cần phải hỏi thật hay giả, chỉ nhìn tình hình cũng đủ biết. Họ viên mấy năm nay thua luôn, quân tướng thì mệt nhọc ở ngoài, mưu thần thì bị giết ở trong, anh em lại hiềm khích lẫn nhau, đất nước chia sẻ, lại thêm mất mùa, đói khát thiên tai nhân họa rất nhiều. Như thế dầu người khôn hay ngu cũng đều thấy rõ cái cơ tan vỡ rồi. Đó là dịp trời diệt họ viên vậy, này xin minh công đem quân đánh nghiệp quận, viên thượng không về cứu thì mất xào huyệt, bằng về cứu thì viên đàm đuổi đánh mặt sau, đem thế mạnh của minh công mà đánh quân đã mỏi mệt có khác gì gió lốc quét lá vàng. Sao minh công chẳng tính nước ấy, mà lại đi đánh Kinh Châu? Kinh Châu là miền phong phú, nước hòa dân thuận, chưa dễ lay động được. Huống chi Hà Bắc bây giờ, so với các nơi là chỗ đáng lo nhất. Minh công định được Hà Bắc tất dựng được nghiệp bá. Xin Minh công xét cho kỹ, Tháo mừng lắm nói, ta tiếc vì gặp tân tá trị muộn quá, ngày hôm ấy, Tháo đốc quân về lấy ký châu, huyền đức sợ Tào Tháo có mưu kế, không dám đuổi theo, rút quân về Kinh Châu. Lại nói viên thượng được tin Tháo sang qua sông Hoàng Hà, vội vàng kéo quân về nghiệp quận và sai lã khoáng lã tường đi chặn phía sau. Viên đàm thấy viên thượng rút quân, liền huy động toàn bộ binh mã ở bình nguyên đuổi theo. Đi chưa được vài chục dặm, bỗng tiếng pháo nổ vang, hai cánh quân sông lên, bên tả lã khoáng, bên hữu lã tường. Hai anh em chặn đánh viên đàm, đàm kìm ngựa, bảo hai tướng rằng khi còn cha ta, ta chưa từng bạc đãi hai ông. Này sao nỡ theo em ta mà ức hiếp ta, hai người nghe nói liền xuống ngựa hàng viên đàm đàm nói xin đừng hàng ta nên ra hàng tàu thừa tướng hai tướng theo đàm về trại đàm đợi quân tàu tháo đến dẫn hai tướng vào ra mắt tàu tháo tháo mừng lắm hẹn gả con gái cho viên đàm và sai ngay lã khoáng lã tường làm mối đàm đề nghị tháo tiến đánh ký châu tháo nói hiện nay lương thảo không tiếp tế được vận tải rất khó khăn ta phải qua sông hoàng hà chắn nước sông kỳ cho chảy vào bạch câu để mở thông đường vận lương rồi sẽ tiến binh tháo bảo đàm hãy ở bình nguyên còn mình thì dẫn quân lui về đóng ở lê dương phong cho lã khoáng lã tường làm liệt hầu cho đi theo để sai khiến quách đồ bảo viên đàm tảo tháo hẹn gà con gái cho ông chưa chắc đã thật đâu nay lại phong tước cho lã khoáng lã tường và đem đi theo trong quân đó là có ý muốn lung lạc người hà bắc sau này nhất định sẽ làm hại ta xin chúa công nên khắc ngay hai cây ấn tướng quân mật sai người đưa cho anh em họ lã sai làm nội ứng đợi khi tào tháo phá được viên thượng ta sẽ nhân dịp ra tay đàm nghe theo sai khắc ngay hai quả ấn mật sai người đem đi hai anh em họ lã lĩnh ấn rồi mang trình ngay tào tháo tháo cười rộ đàm mật đưa ấn đến đỉnh nhờ các ngươi làm nội ứng đợi khi ta phá được viên thượng hắn sẽ phản ta các ngươi cứ nhận lấy ta đã có chủ trương rồi từ đó Tào Tháo có ý muốn giết viên đàm, lại nói, viên thượng bàn với thẩm phối, ngay quân Tào vận lương vào bạch câu, tất đến đánh ký châu, vậy nên làm thế nào? Phối nói, nên đưa hịch sai quan trường ở Vũ An là Doãn Khải đóng đồn ở Mao Thành, giữ suốt đường tải lương ở thượng đẳng, sai thư hục là con thư thu giữ hàm đan để làm thanh thế, còn chúa công thì nên tiến binh sang bình nguyên đánh gấp viên đàm. Giết xong đàm bấy giờ ta sẽ đánh tháo, viên thượng mừng lắm. Đề thẩm phối và trần lâm ở lại giữa ký châu sai mã diên trương dĩ làm tiền phong liền đêm mang quân đánh bình nguyên được tin quân thượng tới nơi đàm cáo cấp với tào tháo tháo nói phen này ta chắc được ký châu rồi còn đang bản tính thì hứa du từ hứa xương tới nghe thấy viên thượng lại đánh viên đàm liền vào nói với tháo rằng thừa tướng ngồi giữ ở đây để đợi thiên lôi đánh chết hai anh em họ viên hay sao tháo cười nói ta đã định liệu cả rồi liền sai tàu hồng mang quân đi trước đánh nghiệp quẩn tháo tự dẫn một toán quân đánh doãn khải quân tàu tháo kéo đến khải điều quân chống cử. khải xông lên tháo gọi hứa trọng khang đâu hứa trừ nhảy vọt ra chỉ một nhát dao chém chết khải quân khải vỡ chạy tán loạn tháo chiêu hàng được hết và cấp tốc đem quân lấy hàm đan thư hộc ra đón đánh trương liêu ra ngựa giao chiến chưa được ba hiệp hộc thua chạy liêu đuổi theo khi hai ngựa gần nhau, Lưu Dương cung bắn một phát, hộp chết lăn xuống ngựa. Tháo thúc quân đánh ập vào, quân hộp chạy tan tác. Rồi đó, Tháo kéo đại quân đến Ký Châu, Tàu Hồng đã đến chân thành. Tháo sai ba quân đắp ụ quanh thành, và đào hầm dưới đất để đánh vào. Thẩm phối lập kế giữ thật vững, pháp lệnh rất nghiêm. Tướng giữ cửa đông là Phùng Lễ, vì say rượu bỏ bê canh gác bị phối mắng thậm tệ. Phùng Lễ tức, lẻn ra hàng Tào Tháo. Tháo hỏi mẹo đánh thành, lễ nói chỗ cửa đột môn đất dày có thể đào đường hầm để vào thành. Tào tháo sai ngay phùng lễ dẫn ba trăm tráng sĩ, liền đêm hôm ấy đào đường hầm tiến vào. Lại nói, từ khi phùng lễ ra hàng, thẩm phối đêm nào cũng lên mặt thành, trông non quân mã. Đêm hôm ấy, phối đứng ở cửa đột môn, trên gác nhìn ra ngoài không thấy có đèn đốt gì cả. Phối nói, chắc phùng lễ dẫn quân đi đường hầm vào rồi, nói đoạn, sai ngay tinh binh chuyển đá lấp kín cửa đường hầm lại. Phùng lễ và 300 tráng sĩ đều chết trong hầm, tháo bị thiệt nặng, đành bỏ, không dùng kế đào hầm, rút ngay về đóng trên sông Viên Thủy, đợi viên thượng quay binh lại. Viên thượng đi đánh Bình Nguyên, bỗng nghe tin Tào Tháo đã phá được Doãn Khải, thư hục, quân Tào lại vây ký châu giết lắm, liền kéo quân về cứu. Bộ tướng là Mã Diên nói, nếu đi theo đường lớn, Tào Tháo tất có mai phục nên đi theo đường nhỏ từ tây sơn ra cửa sông phù thủy lẻn đến cướp trại tàu chắc giải được vây thượng nghe lời tự lĩnh đại quân đi trước sai mã diên trương dĩ đi hậu vệ quân do thám vội về báo tháo nói nếu chúng đi đường lớn ta nên tránh nếu theo đường nhỏ tây sơn thì chỉ một trận là có thể bắt sống được viên thượng ta đoán viên thượng thế nào cũng đốt lửa làm hiệu cho trong thành ra tiếp ứng ta nên chia quân ra mà đánh mọi việc xếp đặt đâu vào đấy cả. Viên thượng ra khỏi cửa sông Phu Thủy, nhằm phía đông kéo đến Dương Bình, đóng quân trong một tòa đình, cách ký châu 17 dặm, một mặt dựa vào sông Phu Thủy. Thượng sai quân sĩ chứa củi khô cỏ giáo, đến đêm đốt lửa làm hiệu, rồi quan chủ bạ là Lý Phu Giả làm đô đốc quân Tàu, đi thẳng đến chân thành gọi to, mở cửa ra, thẩm phối nhận được tiếng Lý Phu, mở cửa cho vào. Vào đến nơi, phu nói viên thượng đã dẫn quân ở đình dương bình đợi tiếp ứng nếu quân trong thành kéo ra cũng đốt lửa lên làm hiệu phối liền sai chất dơm đốt lửa để làm hiệu báo tin phu lại nói trong thành hết lương phải huy động những người già yếu tản binh và đàn bà ra hàng quân tàu không phòng bị ta đem quân theo ra đánh ngay phối nghe lời hôm sau trên thành kéo một lá cờ trắng trên viết mấy chữ to trăm họ ở ký châu xin ra hàng tháo nói đây là trong thành hết lương dua dân giả yếu ra hàng thế nào cũng có quân lính ra theo liền sai trương liêu từ hoàng mỗi người dẫn ba nghìn quân phục ở hai bên cửa tháo cưỡi ngựa che lọng đến tận dưới thành quả nhiên thấy cửa thành mở toang trăm họ già trẻ dắt díu nhau tay cầm cờ trắng đi ra dân đi vừa hết thì quân lính kéo ồ ra tháo sai người cầm lá cờ đỏ vẫy một cái trương liêu từ hoảng, hai bên ập vào đánh giết. Quân trong thành lại phải quay vào, tháo tế ngựa đuổi theo đến tận cầu treo. Trong thành tên nỏ bắn ra như mưa, chúng ngay trỏ mũ tào tháo, suýt nữa suốt đến đỉnh đầu, các tướng vội vàng cứu về. Tháo thay áo đổi ngựa rồi lại dẫn các tướng đến đánh trại viên thường. Thượng thân ra nghênh chiến, lúc bấy giờ, các đạo quân nhất tề kéo đến, hai bên đánh nhau kịch liệt. Thượng thua to, rút quân về đóng ở Tây Sơn, rồi sai người đi thúc mã diên. Trương dĩ đem quân đến, không ngờ Tào Tháo cho lã khoảng, lã tưởng đi chiêu an được hai tướng rồi. Tào Tháo phong tước cho Diên và Dĩ, ngay hôm ấy tiến binh đánh Tây Sơn, trước hết sai hai anh em họ Lã và Diên, dĩ. dĩ đi chẹn đường chuyển lương của viên thượng. Thượng liệu kế không giữ nổi Tây Sơn, liền đêm chạy ra Lam Khổng. Thượng lập chạy chưa xong thì lửa bốn mặt cháy ngùn ngụt, quân mai phục kéo ổ ra. Người chưa kịp mặc giáp, ngựa chưa kịp thắng yên, quân thượng đã tan vỡ, phải rút lui 50 dặm, thế cùng sức kiệt thượng buộc phải sai thứ sử dự châu là am quy đến trại tàu xin hàng. Tháo giả vờ nhận lời, nhưng lại sai trương liêu, từ hoảng ngay đêm hôm ấy đến cướp trại. Thượng phải bỏ cả ấn tín, tiếp viện và lương thực trốn vào Trung Sơn. Tháo đem quân ngay về đánh ký châu, hứa du lại hiến kế rằng thừa tướng sao không khơi sông Trương Hà cho nước tràn vào thành. Tháo nghe theo, trước hết sai quân xẻ một cái hào ở ngoài thành chu vi bốn mươi dặm thẩm phối đứng trên thành trông thấy quân tháo đào hào ở ngoài thành nhưng đào nông lắm bèn cười thầm nói chúng mày định khơi nước sông trương hà làm ngập thành mà đào nông thế kia thì ăn thua gì rồi khinh thường không phòng bị đêm hôm ấy tào tháo huy động thêm 10 vạn quân sĩ ra sức đào xúc vừa đến sáng rõ hào sâu hai trường nước tràn vào thành ngập đến vào thước Và lại lương thực trong thành cũng cản nên quân sĩ đều chết đói Tân tỷ ở ngoài thành, lấy ngọn giáo, bêu ấn tín và mũ áo của viên thượng lên, kêu gọi những người trong thành ra hàng. Thẩm Phối nổi giận đùng đùng, bắt hết ra thuộc nhà Tân tỷ, già trẻ hơn 80 người, đem cả lên mặt thành chém rồi quăng đầu xuống. Tân tỷ kêu khóc thảm thiết, cháu thẩm Phối là thẩm Vinh, vốn thân thiết với Tân tỷ, thấy gia thuộc Tân tỷ bị hại giận lắm, liền mật viết một lá thư xin dâm cửa thành buộc trên đầu tên bắn ra ngoài thành, quân sĩ nhặt được đưa cho Tân Tỷ, tỷ đem trình Tào Tháo. Trước hết, Tháo hạ lệnh nếu vào được thành ký châu, không được giết hại gia đình họ Viên, quân dân xin hàng, đều tha tội chết. Sáng hôm sau, Thẩm Vinh mở toang cửa tây cho quân Tào vào. Tân Tỷ tế ngựa vào trước, quân tướng theo sau, Thẩm Phối đứng ở trên lầu mé đông nam, thấy quân Tào đã ùa vào, liền dẫn vài tên kỵ binh xuống liều chết chống cự gặp ngay từ hoàng vui bị từ hoàng bắt sống điệu ra ngoài thành giữa đường gặp tân tỷ tỷ nghiến răng mắm miệng dơ roi đập vào đầu phối nói thằng giặc sát nhân hôm nay mày phải chết phối mắng tân tỷ đồ phản tặc kia mày dẫn tào tháo đánh phá ký châu ta giận không băm vằm được mày ra từ hoàng giải phối đến trước tào tháo tháo hỏi ngươi có biết ai dâng cửa thành cho ta không phối nói không biết tháo nói ấy cháu ngươi là thẩm vinh đó phối giận quá chỉ nói, trẻ con mất dậy mới đến nỗi này. Tháo nói, hôm qua ta đến dưới thành, tên đâu mà bắn ra nhiều thế. Phối nói, hiềm rằng còn ít, còn ít, Tháo lại hỏi, người chung với họ viên như thế là đúng, nay chịu hàng ta không? Phối nói, không hàng, không hàng, tần tỷ khóc lại xuống đất thưa, gia đình tôi hơn 80 người đều bị tay thằng này giết hại, xin thừa tướng giết đi để rửa thù này. Phối nói, ta sống làm tôi họ viên, chết làm ma họ viên không như lũ chúng mày là những thằng a dua nịnh hót mau chém ta đi tháo sai đem chém trước khi chết thẩm phối nạt quân đao phủ rằng chúa ta ở phương bắc không thể bắt ta trông về phương nam mà chết được nói xong ngồi quỳ về phía bắc vươn cổ đón lưỡi dao đời sau có thơ rằng hà bắc lắm danh sĩ ai bằng thẩm chính nam vua hèn thân bị hại lòng ngay chết cũng cam trung trực nói vẫn thẳng thanh liêm giả dạ chẳng tham chết còn ngoảnh về bác thẹn thay kẻ đầu hàng thẩm phối chết rồi tháo thương là người trung nghĩa sai đem táng ở phía bắc thành ký châu các tướng bấy giờ mời tháo vào thành sắp khởi hành thấy bọn đao phủ điệu một người đến tháo nhìn xem ai té ra là trần lâm tháo hỏi lâm trước mày làm bài hịch cho bản sơ kể tội ta ra cũng được nhưng sao lại dám nói nhục đến cả ông cha ta trần lâm đáp mũi tên đặt trên dây cung không thể không bắn đi được tả hữu khuyên tào tháo giết đi tháo tiếc là người có tài cho làm tòng sự lại nói con trường tào tháo là tào phi tự là từ hoàn năm ấy 18 tuổi lúc phi ra đời có một đám mây xanh tía tròn như cái lọng phủ trên mái nhà một ngày không tan có người trông thấy mật nói với tháo rằng đó chính là khí thiên tử công tử quý hết chỗ nói lên 8 tuổi phi đã giỏi văn mau trí khôn bác cổ thông kim cưỡi ngựa bắn cung đều khá, mua kiếm cũng tài. Hồi tháo pha ký châu, phi theo cha trong quân, vào thành, phi đem quân tùy tùng đến thẳng phủ viên thiệu, xuống ngựa tuốt gươm bước vào. Một viên tướng ngăn lại, nói thừa tướng đã ra lệnh, không ai được vào phủ viên thiệu. Phi quát mắng tướng ấy phải lui, rồi sách gươm đi thẳng vào nhà sau. Vào đến nơi, thấy có hai người đàn bà ôm nhau khóc. Phi xông lại định giết, thật là khanh tướng bốn đời thành giấc mộng một nhà cốt nhục lại lâm nguy chưa biết tính mệnh hai người đàn bà ấy ra thế nào xem hồi sau sẽ rõ hồi 33, mươi tào phi nhân loạn lấy châu thị quách ra dặn kế định liêu đông lại nói tào phi thấy hai người đàn bà kêu khóc rút gươm toan chém chợt thấy một đám hồng quang trói lọi trước mắt liền chống gươm hỏi chúng bay là người nào một người thưa thiếp là liêu thị vợ viên tướng quân phi lại hỏi người con gái này là ai lưu thị thưa nó là Trần thị vợ con trai thứ của tôi là viên hy chồng nó ra trấn U châu nó không chịu đi xa nên ở lại đây phi kéo người con gái ấy lại gần thấy đầu bù mặt nhỏ phi lấy vạt áo lau mặt lộ rõ màu da trắng như ngọc mặt đẹp như hoa có vẻ nghiêm thành nghiêm nước phi liền nói với lưu thị ta là con cả tào thừa tướng xin bảo toàn gia đình nhà ngươi nàng cứ yên tâm đừng lo sợ, nói rồi cầm gươm ngồi trên nhà canh giữ. Tào Tháo thông lĩnh binh tướng kéo vào ký châu, vừa đến cửa thành, hứa dù tế ngựa tới gần, lấy roi trỏ vào cửa thành bảo Tháo không có ta, làm sao aman vào được cửa này? Tháo cười ầm lên, các tướng ai cũng bất bình. Tháo đền cửa phủ thiệu hỏi có ai đã vào đây không? tướng canh cửa thưa có thế tử ở trong ấy. Tháo gọi ra cửa mắng. Lưu thị ra lạy mà kêu rằng mày nhờ có thế tử, nhà thiếp mới được an toàn. Thiếp xin dâng chân thị để nâng khăn sửa túi, hầu hạ thế tử. Tháo sai gọi ra, chân thị sụp xuống lạy, tháo xem mặt và nói, thực xứng đáng làm dâu ta, liền bảo Tào Phi nhận chân thị làm vợ, bình định xong ký châu, tháo ra tận mộ viên thiệu tế viếng quỳ lạy khóc lóc rất bi thương, rồi ngoảnh lại bảo các tướng rằng, khi xưa, ta với bản sơ cùng khởi binh, bản sơ hỏi rằng, nếu việc không thành, thì nên tính mặt nào? Ta mới hỏi lại, ý túc hạ định làm sao? Bản sơ đáp, ta đây, mặt nam giữ hà bắc, ngăn lấy yên, đại, mang cả quân lính vùng sa mạc, hướng về nam để tranh thiên hạ, liệu việc có xong không? Ta đáp, ta dùng tài trí trong thiên hạ, lấy đạo nghĩa để phòng ngự làm thế nào cũng được cả, lời ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, này bản sơ đã mất, ta không thể không rơi nước mắt, mọi người đều cảm động tháo sai lấy vàng lụa, lương gạo cấp cho lưu thị, rồi hạ lệnh dân Hà Bắc gặp tai nạn chiến tranh, năm nay miễn cả siêu thuế. Rồi dâng biểu về chiều, tháo tự lĩnh chức ký châu mục. Một hôm hứa chử cưỡi ngựa vào cửa đông vừa hay gặp hứa du. Du gọi chử bảo rằng, các ngươi không có ta, làm sao được đi vào cửa này? Chử nổi giận mắng rằng, chúng ta vào sanh gia tử, xông pha tên đạn, cướp được thành trì, sao ngươi dám nói láo? Du mắng, các ngươi là đồ sát phu không dám đếm xỉa, trừ giận lắm, rút gươm chém hứa du, sách đầu vào chỉnh tào tháo, nó vô lễ nên tôi giết đi. Tháo nói, tử viễn là bạn cũ của ta, cho nên nói đùa như vậy, sao ngươi lại giết? Tháo trách mắng hứa trừ thậm tệ rồi sai ăn táng cho hứa du rất tử tế. Tháo lại sai người đi tìm hỏi những hiền sĩ ở Ký Châu. Dân nói, ở đây có quan kỵ đô ý thôi diểm, tự là quý khuê người ở Đông Vũ Thành quận Thanh Hà. Trước đã mấy lần bày mưu cho viên thiểu. thiệu không dùng nên cáo ốm về ở nhà, Tháo lập tức cho triệu thôi diểm, cử làm biệt giá tổng sự trong châu. Tháo nhân hỏi, hôm qua xem sổ hộ tịch châu này, tổng cộng có 30 vạn dân, có thể gọi là châu lớn. Diệm thưa, hiện nay thiên hạ chia sẻ, chín châu tan nát, hai anh em họ viện tranh giành nhau, dân châu ký phơi xương nhan nhản ở ngoài đồng. Thừa tướng chưa kịp hỏi thăm phong tục, cứu kẻ lầm than, đã vội tính ngay sổ hổ khẩu, thì dân còn trông mong gì? Tào Tháo nghe nói thay đổi nét mặt và tạ lỗi, đãi diệm làm thượng khách. Bình định xong ký châu, Tháo sai người dò la tin tức viên đàm. Lúc ấy, đàm mang quân đi cướp bóc các vùng Cam Lăng, An Bình, Bột Hải và Hà Giang, nghe tin viên thượng thua chạy vào Trung Sơn, liền đem quân đổi đánh. Thượng mất tinh thần, chạy sang U Châu với Hiên Vi. Bao nhiêu quân lính đều hàng đàm. Đàm có ý muốn đánh lấy lại ký châu, Tháo sai người gọi Đàm, Đàm không đến. Tháo giận lắm, đưa thư cắt đứt lời hứa gả con gái khi trước, rồi thống lĩnh đại quân kéo thẳng đến Bình Nguyên. Đàm thấy Tháo dẫn đại quân đến, sang cầu cứu Lưu Biểu. Biểu mời Huyền Đức đến bàn, Huyền Đức nói, Tào Tháo đã phá được ký châu, uy thế đang mạnh. Không bao lâu nữa, anh em họ Viên sẽ bị Tào Tháo bắt hết, cứu cũng vô ích. Và Tháo vẫn có ý chiếm cả kinh tương, ta phải dưỡng sức quân để phòng thủ không nên kinh động. Biểu nói, thế thì từ chối làm sao? Huyền Đức nói, nên viết thư cho hai anh em họ viên, dùng lời lẽ khéo léo để từ chối. Biểu nghe theo, lập tức viết thư, trước hết gửi cho viên đàm. Trong thư đại ý nói, người quân tử lánh nạn, không bao giờ đặt chân lên đất kẻ thù. Trước đây, nghe tin ngài quỳ gối hàng tàu, theo tôi, đó là quên cả thù của ông cha bỏ cả tình tay chân thân thiết và để lại cái nhục cho đồng minh. Nếu ký châu, chỉ viên thượng, không hòa thuận, ta cũng phải hết sức giúp đỡ. Đợi khi công việc xong rồi, hay giờ thế nào đã có thiên hạ bình nhị, hà chẳng cao nghĩa lắm du, lại gửi cho viên thượng nói, thanh châu, chỉ viên đàm, tính nóng này, không biết phải trái. Ngài nên trừ tào tháo trước để rửa hận cho cha, công việc hoàn thành rồi sẽ tính đến những chuyện nhỏ, há chẳng hay lắm sao nếu không tỉnh ngộ thì chẳng khác gì hai con hàn lư và đông quách tranh mồi nhau rốt cục chỉ người đi săn là được lợi đàm được thư của biểu biết biểu có ý không cứu lại tự liệu sức mình không địch nổi tháo liền bỏ bình nguyên chạy sang giữ nam bì tháo đuổi theo đến nam bì bấy giờ đang mùa đông tiết trời giá lạnh nước sông thành băng thuyền lương không sao đi được tháo hạ lệnh bắt dân phu ra phá băng và kéo thuyền dân nghe tin bỏ trốn sạch tháo giận lắm định bắt đem chém chăm họ thay thế phải đến trại đầu thú tháo nói nếu không giết chúng bay thì hiệu lệnh của ta không nghiêm mà giết thì lòng ta không nữa thôi chúng bay nên trốn cả vào trong núi đi chớ để cho quân ta bắt được chăm họ đều ứa nước mắt mà đi viên đàm đem quân ra đánh nhau với quân tàu hai bên giàn trận tháo cưỡi ngựa dơ roi trỏ vào đàm mắng rằng ta hậu đãi mày như thế sao mày dám thay lòng đổi giả đàm nói mày xâm phạm bờ cõi ta cướp thành trì của ta, quyến rũ vợ con ta, còn trách ta đổi dạ à. Tháo giận lắm, sai từ hoàng gia, đàm gọi bành an tiếp chiến, chưa được vài hiệp, hoàng chém an chết lăn xuống ngựa. Quân đàm thua chạy, rút vào nam bì, tháo sai quân bao vây bốn mặt, đàm hoàng sợ, sai ngay tân bình ra trại tháo xin hàng. Tháo nói, viên đàm cháo chở, không thể tin được, em ngươi là tân tỷ ta đã trọng dụng rồi, chi bằng ngươi cũng ở lại đây với ta. Bình thưa, thừa tướng lầm rồi, tôi nghe nói, chúa sang trọng thì bầy tôi vẻ vang, chúa lo âu thì bầy tôi nhục nhã. Tôi thờ họ viên đã lâu, nay sao nỡ bỏ, tháo biết không lưu được, cho về, bình về gặp đàm nói, tào tháo không cho hàng, đàm mắng rằng, em mày hiện đương thờ tào tháo, hay là mày cũng muốn phản ta nốt hay sao, bình nghe nói, tức đầy ruột, quất lên, ngã gục xuống đất, đàm sai vực dậy, được một lát thì chết đàm bấy giờ mới hối, quách đồ bảo đàm rằng ngày mai nên bắt cả trăm họ đi trước, quân lính theo sau, quyết một trận sống mái với tàu. Đàm nghe lời, đang đêm bắt toàn dân Nam Bì chuẩn bị gươm giáo chờ lệnh. Sáng hôm sau, bốn cửa thành mở toang, nhân dân đi trước, quân đi sau, hò reo ẩm ĩ, ùn ùn kéo ra, thẳng đến trại tàu. Hai bên đánh nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ, chưa phân thắng bại, người chết đầy đồng. Tháo thấy chưa giành được toàn thắng liền go ngựa chạy lên núi khua trống. Tướng sĩ thấy vậy, ai cũng gắng sức tiến lên, quân đàm thua to, nhân dân bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Tào hồng tả sung hữu đột, gặp ngay viên đàm, múa dao chém lia lìa Viên đàm bị tào hồng giết chết tại trận, quách đồ thấy trận thế rối loạn, vội rút vào thành. Nhạc tiến trông thấy, dương công đặt tên bắn một phát, quách đồ chết cả người lẫn ngựa. Tháo đem quân vào Nam Bì, vỗ yên chăm họ chợt có một toán quân kéo đến, đó là Tiêu Súc và Trương Nam, hai bộ tướng của Viên Hy. Tháo tự dẫn quân nganh chiến, hai người chờ giáo cởi giáp đầu hàng, Tháo đều phong cho tước hầu. Tiếp đó tên tướng giặc ở núi Hắc Sơn là Trương Yên, cũng dẫn 10 vạn quân đến Quy Thuận, được phong làm bình bắc tướng quân. Tháo sai đem bêu đầu viên đàm và ra lệnh kẻ nào cả gan đến khóc thì chém. Đầu đàm treo ngoài cửa bắc, có một người đội mũ vải, mặc đồ tang đến khóc thê thảm lính canh bắt nộp tào tháo tháo hỏi ra là biệt giá vương tu vì can viên đàm bị đàm đuổi về nay được tin đàm chết vội đến khóc viếng tháo hỏi người không biết lệnh ta à tu thưa biết chớ tháo hỏi người không sợ chết à tu thưa tôi đã vâng mệnh ra giúp chúa nay chúa chết mà không khóc thật là phi nghĩa sợ chết quên cả nghĩa thì còn đáng đứng trên thế gian sao nếu được chôn cất cho đàm dẫu chết tôi cũng không oán hận gì Tháo nói đất hà bắc thật nhiều nghĩa sĩ, tiếc rằng họ viên không biết dùng người. Nếu biết dùng thì ta đâu dám nhòm ngó miền này liền sai chôn cất viên đàm rồi đãi tu làm thượng khách và cho làm tư kim trung lang tướng nhân tiện hỏi tu này viên thượng đã theo viên hy muốn đánh thì dùng mẹo gì. Tu không trả lời tháo nói thật là trung thần tháo hỏi quách ra ra nói nên sai tiêu xúc và trương nam là bọn hàng tướng của họ viên đi đánh tháo nghe lời một mặt sai ngay tiêu xúc trương nam lã khoáng lã tường mã diên và trương dĩ ai nấy dẫn minh mã của mình chia làm ba đường đánh u châu một mặt sai lý điển nhạc tiến hợp với trương yên sang tinh châu đánh cao cán nói về viên thượng viên hy được tin quân tàu kéo đến liệu địch không nổi liền bỏ thành chạy sang liêu tây theo ô hoàn thứ sử u châu là ô hoàn xúc hợp các quan lại ở u châu uống máu ăn thề bàn việc hướng về tào tháo và phản lại họ viên ô hoàn xúc nói trước ta biết tào thừa tướng là anh hùng trong thiên hạ đời nay nay qua đầu hàng ai không tuân lệnh sẽ bị chém đầu mọi người lần lượt uống máu ăn thề đến lượt quan biệt giá hàn hành hành quảng gươm xuống đất hô lớn ta chịu ơn sâu của cha con họ viên nay chủ bại vong ta đã không có tài cứu được lại không có gan liều chết đối với đạo nghĩa thật thiếu sót lớn nếu ngoảnh về phía bắc hàng tào ta nhất định không làm. Ai nấy tái mặt, ô hoàn xúc nói, phàm làm việc lớn, phải dụng nghĩa lớn, việc thành hay bại không phải do một người. Hàn hành đã có chí như thế, xin cứ tùy tiện. Nói rồi đẩy hàn hành ra, ô hoàn xúc ra ngoài thành đón ba lộ quân, đi thẳng đến hàng tháo. Tháo mừng lắm, phong cho chức chấn bắc tướng quân, chợt, có thám mã về báo, nhạc tiến, lý điển và trương yên đi đánh tinh châu, cao cán giữ ải hồ quan vững lắm không sao phá được. Tháo tự cất quân đi, ba tướng đều nói cán cầm cử, khó đánh lắm, tháo họp các tướng lại bàn. Tuân Du nói muốn phà được cán, phải dùng kế trá hàng, tháo gọi lã khoáng, lã tưởng đến ghé vào tay nói nhỏ mấy câu. Lã khoáng dẫn vài chục tên lính thẳng đến trước ải, gọi to lên rằng chúng tôi nguyên là tướng cũ họ viên, bất đắc dĩ phải hàng tàu. Tào Tháo là người quỷ quyệt, bạc đãi chúng tôi, nay lại xin về giúp chủ cũ, mau mở cửa ải cho tôi vào cao cán chưa tin chỉ bảo hai tướng lên cửa ải nói chuyện hai tướng cởi giáp xuống ngựa đi vào rồi bảo cán quân tàu mới đến nên nhân dịp lòng quân chưa yên kéo ra cướp trại hai chúng tôi tình nguyện đi đầu cán mừng lắm theo lời ấy đến đêm sai hai tướng họ lã đi trước còn cao cán dẫn hơn vạn quân kéo theo gần đến trại tàu bỗng có tiếng reo ầm ĩ quân mai phục bốn phía sông ra cán biết là mắc mẹo vội quay về hồ quan thì nhạc tiến lý điển đã cướp được thành rồi cao cán cướp đường chạy thoát sang nhờ viện hung nô tháo lĩnh binh đóng giữ cửa ải rồi sai người đuổi cao cán cán đến địa phận của đất hung nô thì gặp ngay vua bắc phiên tả hiền vương cán xuống ngựa quỳ lại thưa rằng tào tháo lấn cướp mất cả bờ cõi nay lại muốn xâm phạm đất đai của ngài xin ngài cứu viện góp sức cùng tôi đánh lấy lại để giữ vững phương bắc Tả Hiền Vương nói, ta cùng Tào Tháo không thù hằn gì nhau, lẽ đâu Tháo xâm phạm vào đất nước ta. Người lại muốn cho ta kết oán với họ Tào hay sao? Nói rồi, mắng đuổi cao cán đi, cán cùng đường buộc phải sang theo lưu biểu, đi đến thượng lộ thì bị đô úy vương viêm giết, đem đầu đến dâng Tào Tháo. Tháo phong cho viêm tước hầu, bình định xong tinh châu, Tháo bản định quay sang phía tây đánh ô hoàn. Bọn Tào Hồng nói, viên hy, viên thượng binh thua tướng mất sức hết thế cùng, đã trốn tránh sang miền sa mạc. Nay ta đem quân sang tấn phía Tây, nếu lưu biểu, lưu bị thừa cơ đánh úp hứa đô, ta cứu ứng không kịp, tai họa không phải nhỏ. Xin hãy kéo quân về là hơn cả, quách gia nói, các ông nói sai cả rồi, chúa công tuy uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ, nhưng người ở nơi sa mạc, cậy thế xa xôi hiểm trở, tất không phòng bị. Nhân chỗ sơ hở ta đánh cho thật mau lẻ thì chắc phá được và lão ô hoàn mang ơn viên thiệu, mà hai anh em viên hy, viên thượng nay hãy còn sống, thế nào cũng phải trừ đi mới xong. Còn lưu biểu chỉ là hạng người ngồi nói chuyện xuông thôi, biểu tự biết không đủ tài để đối phó với lưu bị. Dùng bị vào việc to, thì sợ không khống chế nổi, còn dùng vào việc nhỏ, chắc bị không chịu làm. Dù ta có bỏ nước mà kéo quân đi đánh xa các ông cũng đừng lo. Tháo nói lời phụng hiếu rất đúng lập tức huy động ba quân và vài nghìn cỗ xe rầm rộ kéo đi. Dọc đường cát vàng bay ngát, gió bão bốn bề, đường xá gập ghềnh, người ngựa khó nhọc. Tháo có ý muốn quay trở về, bèn hỏi quách ra. Lúc ấy, ra không quen thủy thủ, ốm nằm trong xe. Tháo khóc nói vì ta muốn bình định miền sa mạc khiến ông phải đi xa vất vả, đến nỗi mắc bệnh, ta yên tâm sao được. Ra nói tôi đội ơn sâu của thừa tướng, dù có chết cũng chưa đền được muôn một. Tháo nói, ta thấy vùng Bắc hiểm trở, muốn rút quân về ông thấy thế nào? Gia nói, việc binh cốt mau lẻ, nay đi đánh xa hàng ngàn dặm, lương thực, khi giới nhiều, nhưng khó mang theo không bằng đem khinh binh rút đường đến đánh bất ngờ, nhưng phải có người thuộc đường tắt đi hướng dẫn mới được. Tháo cho quách gia ở lại dịch châu dưỡng bệnh, rồi sai tìm người hướng đạo. Có người giới thiệu điền trù là tướng cũ của viên thiệu. Tháo gọi lại hỏi, chủ nói, đường này về mùa hạ và mùa thu có nước chỗ nông xe ngựa không đi được chỗ sâu lại không chở được thuyền bè khó hành quân lắm chi bằng trở lại từ cửa lưu long vượt bạch đàn hiểm trở qua vùng đất hoang đến sát liễu thành mà đánh úp chỉ một trận là bắt sống được thác đốn tháo nghe theo phong điền trù làm tỉnh bắc tướng quân kiêm hướng đạo đi trước trương liêu đi thứ nhì tháo áp hậu gấp rút tiến quân điền trù dẫn trương liêu đến trước núi bạch lang vừa gặp viên thượng viên hy cùng với thác đốn đem vài vạn quân kỵ kéo đến liêu phi ngựa báo tào tháo tháo cưỡi ngựa lên cao đứng xem thấy quân thác đốn đi lộn xộn không có hàng ngũ tháo bảo trương liêu quân giặc không được tề trình nên đánh ngay nói rồi đưa cờ hiệu cho liêu liêu dẫn hứa chử vô cấm từ hoàng chia làm bốn đường kéo xuống cố sức xông vào đánh quân thác đốn rối loạn trương liêu sộc ngựa chém chết thác đốn tàn quân đều xin hàng còn hai anh em họ viên vội dẫn vài nghìn quân kỵ mã chạy sang liêu đông tháo thu quân vào liễu thành phong điền trù làm liễu đình hầu trấn thủ thành trù hu hu khóc nói rằng tôi đã là kẻ phụ nghĩa mang ơn ngài cho sống là may lắm rồi dám đâu bám lưu lòng đổi lấy tước lục nữa dẫu chết cũng không dám nhận tháo cho là người có nghĩa cử trù làm nghị lang tháo phủ dụ dân thung nô thu được một vạn ngựa tốt ngay hôm ấy rốt quân về bấy giờ tiết trời lạnh và khô giáo, trăm dặm đường không có lấy một giọt nước. Lương ăn cũng hết, phải giết ngựa cho quân ăn, phải đào sâu xuống đất ba bốn mươi trượng mới lấy được nước uống. Tháo về đến dịch châu, thưởng cho những người khuyên can lúc trước, nhân đó, bảo các tướng rằng bữa trước ta thừa cơ đi đánh xa, may mà thành công, cũng là trời giúp. Nhưng chớ nên thấy được mà bảo là việc nên làm, các người can ngăn là phải, nên ta khen thưởng, từ giày về sau. Các ngươi đừng có ngại, có việc gì cứ thực mà nói. Tháo về đến Dịch Châu thì quách gia vừa chết được mấy hôm, linh cữu quản tại công đường. Tháo vào tế, khóc rằng quách phụng hiếu mất đi, đó là trời hại ta vậy. Khóc rồi, ngoảnh lại bảo các quan rằng tuổi các ngươi cũng bằng chạc ta cả, duy có phụng hiếu còn trẻ hơn. Ta vẫn định ủy thác việc về sau, không ngờ nửa chừng chết yểu, khiến ta tan nát ruột gan lúc ấy bộ ba của quách gia đưa một phong thư gia trình nói khi quách công gần mất có viết thư này để lại dặn rằng nếu thừa tướng theo đúng lời trong thư này thì việc liêu đông sẽ xong tháo mở thư ra xem gật đầu khen phải các tướng không hiểu ý thế nào hôm sau bọn hạ hầu đôn vào bẩm rằng thái thú liêu đông là công tôn khang lâu nay vẫn không chịu phục bây giờ viên hy viên thượng lại sang ở đó tất sinh tai họa về sau chi bằng nhân lúc chúng chưa hành động ta đến đánh ngay, nhất định lấy được liêu đông. Tháo cười nói, không dám phiền đến oai hùng của các ông. Vài hôm nữa, công tôn khang sẽ đem đầu hai anh em họ viên lại nộp. Các tướng tá đều không tin, nói về viên hy, viên thượng dẫn vài nghìn quân kỷ chạy sang liêu đông. Thái thú liêu đông công tôn khang, vốn người ở tương bình, là con uy vũ tướng quân công tôn độ. Khi thấy hai anh em họ viên đến hàng, khang liền họp các tướng lại bàn. Công tôn công nói, khi viên thiệu còn sống, thường có ý muốn thôn tính liêu đông. Này viên hy, viên thượng quân thua tướng mất, không chỗ nương nhờ, nên mới phải đem thân lại đây, có khác nào chim cưu cướp tổ chim thước. Nếu ta dung nạp về sau tất nó phản, chi bằng lừa nó vào thành, giết nó đi lấy đầu nộp tào công, chắc thế nào ngài cũng hầu. Khang nói, chỉ sợ Tào Tháo đem binh lấy liêu đông, ta nên giữ hai anh em họ viên ở đây giúp ta thì hơn công nói nên sai người đi do thám xem hễ thấy quân tào đến đánh thì ta để hai anh em họ viên lại bằng quân tào không đến thì ta giết đi đem đầu ra nộp khang nghe theo cho ngay người đi do thám nói về viên hy viên thượng đến liêu đông hai anh em bàn kín với nhau rằng quân liêu đông được vài vạn kể cũng đủ chống với tào tháo nay ta hãy tạm đến nương nhờ sau này sẽ giết công tôn khang rồi cướp lấy đất bồi dưỡng lực lượng chống cự trung nguyên mới có thể lấy lại hà bắc được bản định xong hai người vào ra mắt khang khang mời nghỉ ở nhà khách giả ốm không tiếp vội được mấy hôm quân do thám về báo tào tháo đóng quân ở dịch châu không có ý gì hạ liêu đông cả công tôn khang mừng lắm sai ngay quân đao phủ mai phục hai bên rồi cho người mời hai anh em họ viên vào chào hỏi xong xuôi khang mời ngồi lúc này trời rét lắm thượng thấy giường không có đệm nói với Khang cho giải chiếu. Khang trợn mắt, mắng, hai cái đầu chúng bay sắp dụng, lo chi đít không có chiếu ngồi. Thượng sợ quá, Khang hét lớn, tả hiểu đâu, hạ thủ ngay đi, bọn đao phủ xông ra chặt đầu hai người, đóng vào hòm mang đến dịch châu, yết kiến Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo đóng quân ở dịch châu, hạ đầu đôn và Trương Liêu vào bẩm rằng, thừa tướng không đánh Liêu Đông thì nên rút về hứa đô, sợ Liêu biểu gây chuyện gì chăng? Tháo nói, đợi đầu lâu hai anh em họ viên đã rồi sẽ rút. Mọi người đều cười thầm, chợt có người vào báo, có công tôn khang ở liêu đi người đưa đầu lâu viên thượng, viên hy đến nộp. Ai nấy kinh sợ, sứ giả dâng thư lên. Tháo cười ha hả mà rằng quả đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu, liền trọng thưởng cho sứ và phong công tôn khang làm tướng Minh Hầu, tả tướng quân. Tướng tá đều hỏi đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu là thế nào, Tháo liền đưa bức thư của quách gia ra đại ý trong thư viết này nghe viên hy và viên thượng sang liêu đông minh công không nên cất quân ra đó công tôn khang vốn sợ họ viên thôn tính hai anh em viên đến hàng khang tất nghi ngờ nếu ta đem quân đến đánh nhất định họ phải hợp sức chống cự nôn nóng thì khó mà hạ được nếu ta hoãn lại thì công tôn khang và họ viên sẽ giết lẫn nhau việc này thế tất phải xảy ra như vậy nghe xong ai cũng hớn hở khen giỏi tháo dẫn bọn quan lại ra đặt hương án tế trước linh vị quách ra một lần nữa. Ra khi chết mới có 38 tuổi, theo Tào Tháo đi đánh dẹp 11 năm, lập nhiều kỳ công. Người sau có thơ khen rằng trời sinh quách phụng hiếu, hào kiệt đã nức danh, ruột chứa đầy kinh sử, bụng xếp chặt giáp binh. Lập mưu ngang phạm lãi, bầy mẻo tựa trần bình, đáng tiếc lại chết sớm, trung nguyên cột trụ nghiêng, tào tháo mang quân về ký châu, sai người đưa linh cữu quách ra về hứa đô trước làm lễ an táng. Bọn trình dục đề nghị phương Bắc định xong, nay về hứa đô, nên đặt ngay kế hoạch lấy Giang Nam. Tháo cười nói, ta vẫn có chi lấy đã lâu. Các người nói chính hợp ý ta, đêm ấy ngủ trên lầu phía đông thành ký châu, tháo tựa lan can, ngẩng mặt lên trời xem thiên văn, tuân du cũng đứng bên cạnh. Tháo trỏ lên trời bảo rằng, phương Nam vương khí trói lọi, vị tất đã đánh được. Du nói, quài thừa tướng như trời, đánh đâu chẳng nổi đang mải xem bỗng một luồng kim quang từ mặt đất bay lên du nói dưới chỗ đất ấy chắc có của bóng tháo xuống gác sai người đến tận nơi đào thế mới là phương nam vừa ngắm thiên văn rõ đất bắc ngờ đâu bảo khí sinh chưa biết đào chỗ ấy lên thấy vật gì xem hồi sau sẽ biết hồi ba mươi bốn sái phu nhân nấp nghe chuyện kín lưu hoàng thúc nhảy ngựa đàn khê tảo tháo sai người đào được một con chim sẽ bằng đồng bèn hỏi tuân du rằng điểm này là điểm gì du thưa ngày xưa mẹ vua thuấn nằm mơ thấy con chim sẻ bằng ngọc bay vào bụng sau sinh ra vua thuấn này thừa tướng được con sẻ bằng đồng cũng là điểm hay tháo mừng lắm sai là một cái đài cao để kỷ niệm Ngày hôm ấy bạt đất chặt cây nung ngói đóng gạch xây đài đồng tước ở trên bờ trương hà chừng một năm mới xong con thứ của tào tháo là tào thực bàn rằng muốn dựng đài cao hai tầng thì phải lập ra ba tòa tòa giữa cao nhất gọi là đồng tước tòa bên trái gọi là ngọc long tòa bên phải gọi là kim phượng lại nên xây hai cái cầu vồng nối dài hai bên với đền giữa cho đẹp mắt tháo nói ý kiến con ta hay lắm nay mai đền này làm xong sẽ là nơi di dưỡng tuổi già của ta nguyên tào tháo sinh được năm con duy có thực là thông minh linh lợi giỏi nghề văn chương tháo rất mực yêu mến nên để tào thực và tào phi ở lại nghiệp quận trông coi việc xây đền lại sai Trương Yên giữ Bắc trại, tháo dẫn 56 vạn quân, gồm cả số quân của Viên Thiệu, về Hứa Đô, phong tặng cho các công thần, lại dâng biểu xin truy tặng Quách Gia làm Trinh hầu và đem con trai Quách Gia tên là Dịch về nuôi ở trong phủ. Tháo lại họp các mưu sĩ bàn việc kéo quân xuống miền Nam đánh Lưu Biểu, Tuân Úc nói, đại quân đi đánh miền Bắc mới về, chưa nên huy động vội. Xin hãy đợi nửa năm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng. Chỉ một trận là dẹp xong Lưu Biểu và Tôn Quyền. Tháo nghe lời, bèn chia quân ra các nơi đóng đồn, làm ruộng, đợi khi dùng đến. Lại nói, Huyền Đức từ khi sang Kinh Châu, được Lưu Biểu đãi rất hậu. Một hồi sau, đương cùng nhau uống rượu, chợt có tin báo bọn hàng tướng là Trương Vũ, Trần Tôn ở Giang Hạ, âm mưu cướp bóc nhân dân, bản mưu làm phản. Biểu giật mình, nói rằng hai thằng giặc này làm phản sẽ gây tai họa không nhỏ. Huyền Đức thưa, đại huynh không phải lo, bị xin đi đánh, biểu mừng lắm, lập tức điểm cho ba vạn quân. Huyền Đức lĩnh mệnh đi ngay, không mấy bữa, đến Hạ Giang, Trương Vũ, Trần Tôn đem quân ra đón đánh. Huyền Đức cùng quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cưỡi ngựa ra cửa cờ. Trông thấy ngựa của Trương Vũ rất khỏe, Huyền Đức nói, đây tất là ngựa thiên lý, nói chưa dứt lời, Triệu Vân vác giáo xông thẳng vào trận địa. Trương Vũ tế ngựa đón đánh, chưa được ba hiệp, bị Triệu Vân đâm chết. Vân nắm ngay lấy dây cương rất ngựa chạy về, Trần Tôn trông thấy, đuổi cướp lại, Trương Phi quát to một tiếng, vác mâu ra đâm chết Trần Tôn. Quân địch tan vỡ, huyền đức chiêu dụ dư đảng, bình định xong vùng giang hạ, rồi kéo quân về. Lư biểu ra tận ngoại thành đón tiếp, mở tiệc ăn mừng. Rượu đến nửa chừng, biểu nói, hiền đệ tài giỏi, kinh châu thực được nhờ cậy, như còn lo nam Việt bất thần đến cướp, Tôn Quyền và Trương Lỗ cũng phải đề phòng. Huyền Đức nói, em có ba tướng có thể ủy thác được, Trương Phi đi tuần Nam Việt, Vân Trường giữ thành cố tử để chấn Trương Lỗ, Triệu Vân giữ tam giang cự với Tôn Quyền, như vậy còn lo gì nữa? Biểu mừng, định nghe theo, Sái Mạo nói với chị là Sái Phu Nhân, vợ Lưu Biểu, Lưu bị sai ba tướng giữ phía ngoài, còn hắn ở lại Kinh Châu, sau này sẽ gây tai họa cho ta. Đến đêm, Sái phu nhân nói với biểu, tôi thấy ở Kinh Châu lắm người đi lại với Lưu Bị, phải nên đề phòng mới được. Này để cho hắn ở trong thành cũng vô ích, sao bằng để cho hắn đi nơi khác. Biểu nói, Huyền Đức là người nhân nghĩa đấy. Sái phu nhân nói, tôi chỉ sợ người ta chẳng được như bụng ông nghĩ thôi. Biểu lặng yên nghĩ ngợi không trả lời. Hôm sau, Lưu Biểu đi ra ngoài thành, trông thấy con ngựa của Huyền Đức cưỡi tốt lắm. Hỏi ra, biết là ngựa của Trương Vũ biểu tấm tắc khen mãi, huyền đức đem biếu ngay, biểu mừng lắm, cưỡi về. Khoái Việt trông thấy, hỏi, biểu nói của huyền đức cho, Việt nói, xưa nay anh tôi là khoái lương xem ngựa rất giỏi, tôi cũng võ vẽ chút ít, con ngựa này dưới mắt có chỗ trũng chứa nước mắt, cạnh chán lại có điểm trắng, gọi là giống ngựa, đích lư, dùng nó thì hại chủ. Trường Vũ cũng vì ngựa này mà chết, chúa công không nên cưỡi. Biểu tin ngay hôm sau biểu mời huyền đức đến ăn tiệc nhân nói rằng hôm qua hiền đệ cho con ngựa rất tốt tôi xin cảm tả nhưng hiền đệ thỉnh thoảng phải đi chinh chiến xin trao lại để hiền đệ dùng huyền đức đứng dậy tạ lại biểu nói tiếp hiền đệ ở lâu đây sợ sao lãng việc võ nay có huyện tân giã thuộc ấp tương dương đầy đủ lương thực hiền đệ nên dẫn quân mã bản bộ ra đấy đóng đồn hiền đệ thấy thế nào huyền đức vâng theo hôm sau vào từ biệt lưu biểu rồi dẫn quân bản bộ đến tân giã. Vừa ra khỏi thành thấy một người đứng đón, vái dạp xuống tận đất, nói rằng con ngựa của ông không nên cưỡi. Huyền Đức nhìn ra là y tịch, mạc tân kinh châu tên tự là cơ bá, quê ở Sơn Dương. Huyền Đức vội xuống ngựa hỏi, tịch nói, hôm trước, tôi nghe thấy khoái Việt nói với Lưu Kinh Châu rằng ngựa này là giống, đích lư, cười thì hại chủ, nên Lưu Kinh Châu. Ông còn cưỡi làm gì? Huyền Đức nói, xin thành thật cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng người ta sống chết có mệnh, con ngựa hại thế nào được. Tịch phục là cao kiến, từ đấy thường hay đi lại thăm hỏi. Huyền Đức từ khi đến tân giã, quân dân đều vui mừng. Việc chính trị đổi mới hẳn, mùa xuân năm kiến an thứ 12, cam phu nhân sinh được lưu thiệp. Đêm hôm đó có một con hạc trắng bay đến đậu trên nóc nhà, kêu to hơn 40 tiếng rồi bay về phía tây. Lúc chờ giả, mùi thơm tỏa khắp phòng. Cam phu nhân trước khi có mang, thường nằm chiêm bao thấy ngửa mặt lên trời nuốt sao bắc đầu nên đặt tên là A Đồng. Hồi ấy, Tào Tháo đang đem quân đi đánh phương Bắc, Huyền Đức bèn đến Kinh Châu nói với Lưu Biểu này Tào Tháo đem hết quân đánh phương Bắc, hứa xương bỏ ngỏ. Nhân dịp này, ta đem quân Kinh, tương đến đánh Úc, nhất định sẽ thắng lợi. Biểu nói ta ngồi giữ chín châu cũng đủ rồi, còn cần mưu đồ chi nữa. Huyền Đức ngồi lặng yên, biểu mời vào nhà uống rượu, rượu ngà ngà say, biểu thở dài một tiếng, Huyền Đức hỏi, huynh trưởng có việc chi mà thở dài, biểu nói, ta có việc riêng khó nói ra lắm, Huyền Đức đang định hỏi thêm, thì ngay lúc ấy sái phu nhân nấp sau bình phong bước ra, lưu biểu không nói gì nữa. Một lát tiệc tan, Huyền Đức lại về tân giã, đến mùa đông năm ấy, nghe tin Tào Tháo tự liễu thành về, Huyền Đức rất tiếc biểu không nghe lời mình một hôm biểu sai sứ mời huyền đức đến kinh châu họp mặt huyền đức theo sứ về lưu biểu tiếp đón và mời vào nhà trong dự tiệc nhân bảo huyền đức rằng mới đây nghe tào tháo trở về hứa đô uy thế ngày càng mạnh tất muốn thôn tính kinh tương ta rất ăn năn trước kia không nghe lời hiền đệ bỏ lỡ mất cơ hội tốt huyền đức nói thời buổi này thiên hạ chia sẻ chiến tranh nổ ra càng nhiều cơ hội bao giờ hết được nếu biết ứng phó sau này thì cũng không đáng tiếc lắm. Biểu nói lời hiền đệ thật chi lý, hai người cùng nhau chén tạc chén thù, rượu say, lưu biểu tự nhiên ứa nước mắt, huyền đức hỏi vì cớ gì. Biểu nói ta có việc tâm sự, trước giây đã toàn nói với hiền đệ, nhưng chưa thuận tiện. Huyền đức nói huyền trường có việc gì khó giải quyết, nếu cần đến dù chết em cũng không từ. Biểu nói con trưởng tôi là kỳ, do vợ trước là Trần Thị sinh ra nó hiền lành nhưng nhu nhược lắm xem chừng không coi nổi việc nước con thứ tên là lưu tôn vợ sau sái thị sinh ra thằng này tư chất thông minh hơn tôi có ý muốn bỏ trưởng lập thứ nhưng lại sợ trái với lễ pháp muốn lập con trường thì lại sợ tôn tộc họ sái đều nắm binh quyền sau tất sinh loạn do đó ta lo muốn mãi chưa quyết huyền đức nói xưa nay có con trưởng lập con thứ vẫn là rước lấy những chuyện rối ren nếu huynh trưởng lo họ sái quyền to, thì nên dần dần tước bới đi, chứ không nên quá yêu mà lập con thứ. Biểu nín lặng, nguyên sái phu nhân vẫn có ý nghi huyền đức, hễ thấy huyền đức nói chuyện với chồng thì thế nào cũng dình nghe cho kỳ được. Lúc ấy, chính mụ nấp sau bình phong, nghe thấy huyền đức nói câu đó, mụ rất căm tức. Huyền đức biết mình lỡ lời, liền đứng dậy đi tiểu. Nhân đó trông thấy thịt vế mập ra, tự nhiên thương cảm ứa nước mắt một lát huyền đức lại trở vào, biểu thấy huyền đức nét mặt dầu dầu, ngạc nhiên hỏi làm sao. Huyền đức thở dài nói, từ trước đến nay, em không lúc nào rời yên ngựa, bắp thịt chân thường sắt lại, lâu nay không cưỡi ngựa, thịt lại đẫy ra, ngày tháng trôi qua, già đến nơi rồi mà chưa làm nên trò trống gì. Bởi thế nên em thương cảm mà khóc, biểu nói ta nghe trước kia hiền đệ ở hứa xương, cùng tào tháo uống rượu nồng với mơ xanh mà bàn luận anh hùng. Hiền đệ kể hết tên danh sĩ thời nay, nhưng Tháo không công nhận một ai, mà nói thẳng ngay rằng, thiên hạ anh hùng duy chỉ có sứ quân với Tháo. Xem đó, quyền thế lừng lẫy như Tào Tháo, còn chưa dám nhận là hơn hiền đệ, hiền đệ lo gì không dựng nên nghiệp bá. Huyền Đức đang lúc tử hứng buột miệng đáp rằng nếu em có cơ sở, thì chẳng cần đếm xỉa gì đến những bọn tầm thường trong thiên hạ cả. Biểu nghe nói ngồi lặng yên, Huyền Đức biết mình lỡ lời, nguyện cơ đứng dậy, về khách sáng nghỉ đời sau có thơ khen rằng tảo công tính đốt kể từng người thiên hạ anh hùng có bị thôi thịt vế mập đầy từng cảm thán chia ba thiên hạ tự đây rồi lại nói lưu biểu nghe mấy lời của huyền đức miệng tuy không nói lòng như không vui liền từ biệt huyền đức trở vào nhà trong sái phu nhân nói mới rồi thiếp ở sau bình phong nghe thấy những lời lưu bị nói khi người thậm tệ đủ biết hắn có ý nuốt kinh châu nếu không trừ trước ắt sinh hậu hoạn, biểu không nói, chỉ lắc đầu, sái thị triệu ngay sái mạo và bàn việc ấy, mạo nói, chị để em ra ngoài nhà khách giết hắn, rồi báo với chúa công sau. Sái thị đồng ý, mạo liền ra điểm quân, lại nói, huyền đức ở trong nhà khách đốt đèn ngồi chơi. Độ cuối canh ba, sắp sửa đi ngủ, bỗng có một người đẩy cửa vào, trông ra là y tịch. Nguyên tịch biết sái mạo định hại huyền đức, nên đang đêm đến báo tin dục huyền đức cấp tốc lánh đi. Huyền đức nói, chưa từ biệt cảnh thăng, đi sao cho tiện. Tịch nói, ông mà đến từ biệt tất bị sái mạo nó hại. Huyền đức tạ ơn y tịch rồi gọi ngay tùy tùng nhất tề lên ngựa, đang đêm chạy về tân giả. Khi sái mạo đem quân đến, thì huyền đức đã đi rồi. Mạo tức lắm, làm ngay một bài thơ viết ở trên tường, rồi vào nói với biểu, lưu bị có ý làm phản, nên đề một bài thơ phản trên tường không từ biệt mà đi ngay. Biểu không tin, thân ra tận nhà khách, quả nhiên thấy bốn câu thơ, khôn đốn lâu nay giữ phận hèn, ngồi buồn coi ngắm nước non quen, rồng đâu phải giống trong ao nhỏ, cưỡi sấm lên trời cũng có phen, lưu biểu đọc xong giận lắm, tuốt gương ra, nói, ta thề giết chết bọn bất nghĩa này, đi được vài bước, lại sực nghĩ ra, ta cùng ở với huyền đức một thời gian dài, không thấy hắn làm thơ bao giờ. Đây tất là âm mưu chia rẽ của kẻ nào đây, nghĩ xong lại trở vào, lấy mũi gươm cạo sạch bài thơ ở tường vứt gươm rồi lên ngựa về sái mạo trình rằng quân sĩ đã điểm sẵn xin cho đến tân giã bắt liêu bị biểu nói không nên vội vàng để ta nghĩ kỹ đã sái mạo thấy liêu biểu dùng rằng không quyết bèn lẻn vào bàn với sái thị nên mở ngay đại hội các quan ở tương dương rồi nhân dịp giết ngay liêu bị ở đây hôm sau mạo vào bẩm liêu biểu mấy năm nay được mùa nên họp các quan ở tương dương để tỏ sự săn sóc của chúa công xin mời chúa công đến dự, biểu nói ta mấy hôm nay có bệnh đau tức, không sao đi được. Nên mời hai công tử làm chủ để tiếp khách, mạo nói công tử còn ít tuổi lắm, sợ không quen lễ nghi. Biểu nói thế thì sang tân giã mời huyền đức đến, sái mạo thấy biểu chúng mẹo mình, lập tức sai người đi mời huyền đức đến tương dương. Huyền Đức từ khi chạy về tân giã, biết rằng mình lỡ lời rước vả, chưa kịp nói chuyện với ai thì chợt có sứ giả tới mời sang tương dương. Tôn Cản nói, hôm nọ thấy chúa công ở Kinh Châu về có dáng buồn. Tôn chắc bên ấy có xảy ra việc rủi ro gì, này tự dưng lại thấy mời chúa công đến hội, phải nên thận trọng. Lúc ấy, Huyền Đức mới kể lại chuyện trước. Vân Trường nói, từ khi xảy ra chuyện lỡ lời đến nay, Lưu Kinh Châu không hề trách móc gì hết, những tiếng đồn ngoài vội tin sao được. Và tương dương cách đây không xa, nếu anh không đến họ sẽ sinh nghi. Huyền Đức nói, lời Vân Trường đúng lắm, Trương Phi nói, tiệc chẳng ra tiệc, hội chẳng ra hội, thà đừng đi, Triệu Vân nói, tôi xin đem 300 quân mã đi theo, có thể bảo vệ chúa công vô sự. Huyền Đức nói, thế càng hay lắm, rồi cùng Triệu Vân ngay hôm ấy sang Tương Dương, Lưu Kỳ, Lưu Tôn dẫn văn võ Bách Quan ra đón. Sái Mạo cũng ra khỏi thành đón rất là kính cẩn. Huyền Đức thấy có cả hai công tử nên không nghi ngờ gì nữa. Hôm ấy Huyền Đức tạm nghỉ ở nhà khách, Triệu Vân dẫn 300 quân bảo vệ xung quanh. Vân mặc giáp đeo gương, không rời Huyền Đức nửa bước. Lưu Kỳ thưa với Huyền Đức cha tôi bị bệnh đau tức, không thể đi lại được, nên sai mời chú sang tiếp khách và phủ dụ các quan thú mục các nơi. Huyền Đức nói, lẽ ra tôi không dám đảm nhiệm, nhưng anh đã sai không dám từ chối. Hôm sau, người vào báo các quan chức trong 9 quận, 42 châu, đã đến đông đủ. Sái mạo mời khoái Việt đến bàn, huyền Đức là kẻ kiêu hùng đời nay, cho hắn ở lâu sau tất làm hại ta. Nên nhân hôm nay giết đi, Việt nói, sợ mất lòng dân, mạo nói, ta đã vâng mật lệnh của chúa công rồi, Việt nói, có phải như thế thì nên chuẩn bị trước, mạo nói, cửa đông, đại lộ nghiễn sơn, cửa nam, cửa bắc đã có các em ta là sái hòa, sái trung và sái huân canh giữ. Chỉ còn cửa tây không cần phải giữ vì trước mặt có suối đàn khê chắn ngang, dù chục vạn quân cũng khó vượt qua được. Việt nói, tôi thấy Triệu Vân không rời huyền Đức phút nào, sợ khó hạ thủ. Mạo nói, tôi sẽ huy động 500 quân mai phục sẵn trong thành. Việt nói, nên sai văn xính, vương uy đặt một tiệc riêng ngoài sảnh chiêu đãi các võ tướng, hãy mời Triệu Vân ra trước rồi mới hành động được. Mạo theo kế ấy, hôm đó, giết bò mổ ngựa, mở tiệc rất to huyền đức cưỡi ngựa đích lư đến chầu sai đắt ngựa buộc trong vườn sau các quan lại đã đông đủ ở công đường huyền đức ngồi chủ trì giữa hai công tử ngồi hai bên còn quan lại cứ ngồi theo thứ tự triệu vân đeo gươm đứng cạnh huyền đức văn xính vương uy vào mời triệu vân ra ngoài dự tiệc vân từ chối huyền đức bảo vân vân miễn cưỡng vâng theo sái mạo ở ngoài bố trí bao vây kín như rào sắt rồi cho ba trăm quân lui về nhà khách chỉ đợi tiệc đến nửa chừng thì hạ thu. Rượu được ba tuần, y tịch đứng dậy cầm chén đến trước mặt Huyền Đức đưa mắt nói sẽ xin ông thay áo, Huyền Đức biết ý, lập tức đứng dậy ra nhà tiêu. Y tịch mời rượu xong, đi nhanh vào vườn sau, dì tay Huyền Đức nói, sái mạo bày kế hại ông, ba mặt thành đều có quân mã canh giữ, chỉ còn cửa tây bỏ ngỏ, ông trốn ngay đi. Huyền Đức sợ hãi, vội cưỡi ngựa đích lư, mở cửa vườn dắt ra nhảy phát lên yên. Phi một mạch về phía cửa tây không kịp hỏi đến bọn tùy tùng. Lính gác hỏi, huyền đức không đáp, ra roi chạy miết, lính gác chặn lại không được, vội phi báo với sái mạo. Mạo lập tức đem 500 quân đuổi theo, lại nói huyền đức ra khỏi cửa tây, đi được vài dặm, trước mặt có một suối lớn chắn ngang. Suối đàn khê này rộng độ vài trượng chảy ra tương giang mạnh quá, sóng vỗ rất to. Huyền đức đến sát bờ, thấy không thể qua được, gò ngựa trở lại, nhìn về phía tây thành, bụi bốc mù mịt, quân đuổi theo sắp đến nơi. Huyền Đức nói, phe này chắc chết, rồi quay ngựa lại bờ suối. Lúc ấy quân đuổi đã kéo đến nơi, Huyền Đức hoảng sợ, quất ngựa xuống suối. Đi được vài bước, ngựa ngã quỵ hai chân trước, ướt hết cả áo bào, Huyền Đức liền dơ roi hô lớn, đích lư, đích lư, này mi hại ta rồi. Huyền Đức vừa dứt lời, con ngựa bỗng rúm mình nhảy vọt cao ba trượng sang bờ phía tây. Huyền Đức như vừa bay bổng lên mây, về sau, tô học sĩ, tức tô đông pha, có làm một bài cổ phong vịnh việc ấy. Thơ rằng, tuổi già vui cảnh xuân tàn, ngẫu nhiên lần tới khe đàn qua chơi, ngẩn ngơ rừng ngựa đứng coi, bông hoa trước mặt tả tơi cánh hồng, nhớ xưa vân hán đã cùng, nào hùm đua sức, nào rồng trọi nanh, tương dương mở tiệc linh đình, không may huyền đức thình lình gặp nguy cửa tây trốn nạn ra đi, sau lưng đã thấy quân truy đến gần, mông mênh mặt suối cách ngần, nước sâu thăm thẳm muôn phần khó thay, vó cầu rẽ sóng như bay, lưng trời gió cuốn một roi vẫy vùng, tài nghe tiếng kỵ rè chừng, hai rồng cất cánh giữa dòng bay lên, rõ ràng chân chúa tây xuyên, người này ngựa ấy phỉ nguyền vua tôi. Khe đàn cuốn nước ra khơi, chúa hiền ngựa tốt nay thời ở đâu, nhìn sông tuống phủ đốc sầu, bóng chiều bảng lảng phơi đầu núi không tam phân một giấc mơ màng, chỉ còn vết tích ghi trong cõi đời. Huyền Đức sang đến bờ bên kia, ngoảnh lại đã thấy sái mạo dẫn quân đến nơi, gọi to rằng, sao sứ quân bỏ tiệc mà đi thế? Huyền Đức đáp, ta cùng ngươi không thù không oán, sao muốn hại ta? Mạo nói, tôi đâu có mưu ấy, sứ quân đừng tin lời người ta nói. Huyền Đức thấy Mạo sửa soạn cung tên, liền quất ngựa chạy về phía tây nam. Mạo bảo với tả hữu rằng, người ấy có thần nào giúp vậy? Mạo sắp sửa trở về thành thì thấy Triệu Vân đem 300 quân từ trong cửa Tây rồi tới. Thế là, lòng cầu cứu chủ vừa qua suối, hổ tướng đem quân giáp báo thù, chưa biết sái mạo phen này sống chết thế nào, xem hồi sau mới rõ. Hồi 35, huyền Đức qua Nam Trương, gặp người ẩn giật đàn phúc đến Tân Giã, tiếp chúa anh Minh, lại nói sái mạo đang định quay về thì Triệu Vân đem quân đuổi tới. Nguyên Triệu Vân đang ngồi uống rượu, bỗng nghe có tiếng người ngựa xôn xao, vội chạy vào xem, không thấy huyền đức. Vân giật mình ra ngay nhà khách, được tin sái mạo dẫn 500 quân ra cửa Tây. Vân cấp tốc đem 300 quân cầm giáo cưỡi ngựa rượt theo, gặp ngay sái mạo. Vân hỏi, chúa ta đâu? Mạo nói, sứ quân bỏ tiệc trốn, không biết đi dâu. Triệu Vân là người cẩn thận, không hay hấp tấp, liền tế ngựa lên trước. Trông xa thấy một cây suối rộng không còn đường nào khác, liền quay ngựa lại, thét hỏi sái mạo, người mời chúa ta đến dự tiệc, cớ sao lại dẫn quân đuổi theo? Mạo đáp quan chức chín quận, 42 châu huyện đều họp ở đây. Ta là thượng tướng, sao lại không đi tuần tra bảo vệ? Vân lại hỏi, người bức chúa ta chạy đi đâu? Mạo nói, nghe nói sứ quân cưỡi ngựa chạy ra cửa Tây, tôi đến đây chẳng thấy đâu cả. Vân còn hoài nghi chưa biết thế nào, lại đến bên suối đứng ngắm mãi, thấy bờ bên kia có vệt ướt, bụng bảo dạ, chẳng lẽ cả người lẫn ngựa nhảy qua được suối này, liền sai 300 quân tản ra bốn phía tìm kiếm cũng chẳng thấy dấu tích gì. Khi Vân quay ngựa lại thì sái mạo đã vào thành rồi. Vân tóm bọn lính gác tra hỏi chúng nói lưu sứ quân tế ngựa ra cửa Tây. Vân định vào thành, nhưng sợ có mai phục, liền đem quân về tân giã. Lại nói, từ lúc nhảy qua suối, huyền đức bàng hoàng như người ngây dại, tự nhủ, suối rộng thế mà nhảy qua được há chẳng phải lòng chơi. Rồi cứ lần theo đường Nam Trương rủi ngựa đi, lúc mặt trời sắp lặn, gặp một chú bé chém trệ ngồi trên lưng châu, miệng thổi cây sáo, đường tiến lại. Huyền Đức than rằng chú bé kia thật sướng hơn ta, rồi dừng ngựa lại đứng xem, chú bé chăn châu cũng họ châu lại, hạ sáo xuống nhìn kỹ Huyền Đức một hồi rồi hỏi rằng có phải ngài là Lưu Huyền Đức phá giặc khăn vàng ngày xưa không? Huyền Đức lấy làm lạ, hỏi lại rằng cháu là trẻ nhỏ thôn quê sao cũng biết tên họ ta chú bé thưa trước cháu cũng không được biết nhân nhiều khi đứng hầu thầy tiếp khách thấy nhiều người nói có ông lưu huyền đức mình dài bảy thước năm tấc tay dài quá đầu gối mắt trông thấy được tai là người anh hùng đời nay nay gặp ngài đây thấy hình dạng như đúc cháu chắc ngài là ông huyền đức huyền đức hỏi thầy cháu là ai chú bé đáp thầy cháu là tư mã huy tự là đức tháo người ở Dĩnh Châu, đạo hiệu là Thủy Kính Tiên Sinh. Huyền Đức hỏi, thầy cháu hay kết bạn với ai? Cháu bé đáp, thầy cháu thường chơi với hai người ở Tương Dương là bàng Đức Công và bàng Thống. Huyền Đức hỏi, bàng Đức Công và bàng Thống là người thế nào? Chú bé đáp là hai chú cháu, bàng Đức Công, tự sơn dân, hơn thầy cháu 10 tuổi, bàng Thống, tự là sĩ nguyên kém thầy cháu 5 tuổi. Một hôm thầy cháu đương hái dâu ở trên cây, gặp bàng Thống lại thăm hai người ngồi chơi nói chuyện dưới gốc cây cả ngày không biết mệt thầy cháu yêu bằng thống lắm gọi là anh em Huyền Đức hỏi lại thầy cháu bây giờ ở đâu chú bé chỉ tay đáp nhà ở trong rừng trước mặt kia kia Huyền Đức nói ta chính là Lưu Huyền Đức đây cháu đưa ta vào yết kiến thầy cháu chú bé dẫn Huyền Đức đi ước được hơn hai dặm đến đầu nhà Huyền Đức xuống ngựa bước vào đến cửa trong nghe có tiếng đàn du dương huyền đức bảo chú bé đừng báo vội đứng lắng tay nghe bỗng tiếng đàn im bặt một người bước ra tươi cười nói tiếng đàn đương êm dịu bỗng nảy lên tiếng cao tất có người anh hùng nghe trộm chú bé trỏ tay và nói với huyền đức đây là thủy kính tiên sinh thầy cháu đấy huyền đức ngắm kỹ thấy người dáng tùng vóc hạc dáng điệu thật là tiên cách vội vàng bước lên thi lễ lúc ấy quần áo huyền đức vẫn còn ướt thủy kính nói ông hôm nay thoát được nạn to huyền đức rất lấy làm lạ chú bé lần nói thưa thầy đây là lưu huyền đức thủy kính mời vào nhà chú khách cùng ngồi huyền đức thấy trên giá chất đầy sách vở ngoài cửa sổ um tùm không trúc một cái đàn để trên sập đá một bầu thanh khí lâm lâng, lâng thủy kính hỏi minh công ở đâu đến huyền đức đáp tôi ngẫu nhiên đi qua chỗ này may gặp tiểu đồng chỉ dẫn được vào hầu ngài lấy làm hân hạnh lắm thủy kính cười nói ông không nên giấu chính ông chạy nạn đến đây huyền đức liền thuật lại đầu đuôi vụ tương dương thủy kính nói trông sắc mặt ngài tôi biết cả rồi lại nói huyền đức rằng tôi nghe đại danh đã lâu sao đến nay vẫn còn long đong huyền đức đáp số tôi vất vả mới đến chỗ này thủy kính nói không phải thế vì bên cạnh còn thiếu nhân tài đó thôi huyền đức nói bị tuy không có tài nhưng văn thì có tôn càn mi trúc giản ung võ thì có bọn quan vũ trương phi triệu vân hết lòng phủ tá tôi cũng nhờ được sự giúp đỡ của họ nhiều thủy kính nói quan trương triệu đều là những người có võ nghệ địch nổi muôn người cả nhưng chỉ tiếc không có người biết sử dụng những nhân tài ấy còn như bọn tôn càn mi trúc là hạc bạch diện thư sinh không có tài kinh luân tế thế gì huyền đức nói tôi thường vẫn khiêm tốn để cầu người hiền trong các nơi rừng núi nhưng chưa gặp được ai thì làm thế nào thủy kính đáp ông khổng tử nói rằng trong một cái ấp chừng 10 nóc nhà thể nào cũng có người trung tín. Sao ông lại bảo là chẳng có ai? Huyền Đức nói, bị này ngu dốt không hiểu, xin ngài chỉ bảo cho. Thủy Kính nói, ông có được nghe những câu ca dao của trẻ con ở các quận kinh, tương không? Ca dao nói rằng, khoảng năm 89 vận lung lay, năm thứ 13 sạch mảy may, hết thầy mệnh trời đã định trước, rồng ẩn trong mùn cất cánh bay. Ca dao ấy xuất hiện từ năm kiến an thứ nhất, đến năm thứ 8, 203 sau Thiên Chúa, vợ trước lưu biểu mất, gia đình sinh ra lục đục, thế là ứng vào câu đầu, vẫn lung lay. Câu thứ hai, sạch mảy may, nghĩa là lưu cảnh thăng sắp mất, văn vũ tan vỡ, mỗi người một nơi, không còn gì cả. Hai câu sau, mệnh trời đã định trước, và, rồng cất cánh bay, là ứng vào tướng quân đó. Huyền Đức nghe nói giật mình, tạ rằng tôi đâu dám nhận câu đó thủy kính nói nay những bậc kỳ tài trong thiên hạ đều ở miền này ông nên đến tìm huyền đức vội hỏi kỳ tài ở đâu thủy kính đáp phục long phượng sồ chỉ cần một trong hai người ấy cũng đủ bình định thiên hạ huyền đức hỏi phục long phượng sồ là người thế nào thủy kính vỗ tay cười rộ nói được được huyền đức hỏi thêm thủy kính nói bây giờ tối rồi xin tướng quân hãy tạm nghỉ chân ở đây ngày mai tôi sẽ nói chuyện liền sai tiểu đồng làm cơm khoản đãi, dắt ngựa vào tầng. Huyền Đức ăn uống xong, vào nghỉ ở gian phòng bên cạnh, đêm nằm nghĩ lời thủy kính, trần chọc mãi không ngủ được. Tới khuya, bỗng có tiếng người gõ cửa phòng giữa, đi vào, rồi nghe tiếng thủy kính hỏi, nguyên trực từ đâu đến, Huyền Đức trở dậy nghe trộm, thấy tiếng người khách đáp, lâu nay, tôi nghe nói lưu biểu là người yêu người thiện, ghét kẻ ác. Tôi đến yết kiến, té ra chỉ có hư danh thôi vì hắn tuy biết yêu người thiện mà không biết dùng biết ghét kẻ ác mà không biết bỏ cho nên tôi để lại thư từ biệt rồi đến đây thủy kính nói ông là người có tài vương tá nên chọn người mà theo sao lại khinh thân đến gặp lưu biểu làm gì và anh hùng hào kiệt ở ngay trước mắt chính ông không biết đấy thôi người đó nói tiên sinh dậy phải lắm huyền đức nghe thấy thế mừng lắm nghĩ thầm người này chắc là phục long phượng sổ đây chỉ muốn ra gặp ngay nhưng lại e hấp tấp quá đợi đến sáng huyền đức vào hỏi thủy kính đêm qua ai đến chơi đây thủy kính đáp bạn tôi đó huyền đức xin gặp thủy kính nói người ấy đã đi nơi khác tìm minh chủ rồi huyền đức hỏi tên họ người ấy thủy kính chỉ cười ồ lên nói được được huyền đức lại hỏi đến phục long phượng sồ thủy kính cũng chỉ cười nói được được huyền đức lại mời thủy kính ra giúp cùng phò nhà hán thủy kính nói, tôi là người ở rừng núi, xưa nay chỉ chơi rông dài không đáng cho đời dùng. Đã có người khác tài gấp mười tôi đến giúp ông, ông nên đi tìm. Đường nói chuyện, thấy bên ngoài có tiếng người ngựa xôn xao. Tiểu đồng và báo có một tướng dẫn vài trăm quân đến nhà, huyền đức nghe nói rộng rời, vội ra xem ai, thì là triệu vân. Huyền đức mừng lắm, vân xuống ngựa đi vào, nói đêm qua tôi về huyện không thấy chúa công, suốt đêm đi tìm hôm nay hỏi thăm mãi mới đến được đây chúa công nên về ngay sợ có người đến đánh huyện huyền đức từ biệt thủy kính cùng triệu vân lên ngựa về tân giả đi chưa được vài dặm thấy một toán quân đã kêu đến trông ra thì là vân trường và dực đức gặp nhau ai cũng mừng rỡ huyền đức kể lại chuyện nhảy qua suối đan phê mọi người đều kinh ngạc về đến huyện huyền đức cùng bọn tôn càn bàn bạc càn nói nên đưa thư nói việc ấy cho cảnh thăng biết huyền đức nghe lời sai ngay tôn càn mang thư sang kinh châu lưu biểu gọi vào hỏi ta mời huyền đức đến hội ở tương dương cớ sao đương giữa tiệc lại bỏ trốn đi càn trình thư lên và thuật lại đầu đuôi việc sái mạo lập mưu ám hại huyền đức nhờ được ngựa nhảy qua đàn khê mới chạy thoát biểu giận lắm cho đòi sái mạo đến mắng sao mi dám hại em ta rồi thét lôi ra chém sái phu nhân ra van khóc xin tha biểu vẫn chưa nguôi giận Tôn Càn Thưa, nếu Minh Công giết Sái Mạo, tôi e lưu huyền đức khó lòng ở được chốn này. Biểu trách mắng Sái Mạo thậm tệ, rồi mới tha tội, lại sai con trường là Lưu Kỳ cùng Tôn Càn sang Tân Giã xin lỗi huyền đức. Kỳ vâng lệnh đến Tân Giã, huyền đức tiếp đón, mở tiệc thết đãi. Rượu ngà say, Kỳ tự nhiên khóc, huyền đức hỏi vì cớ gì, Kỳ nói, kê mẫu cháu là Sái Thị thường vẫn có ý muốn hại cháu cháu không tìm được cái nào để tránh vạ, xin thúc phụ dạy bảo cho. Huyền Đức khuyên, nên ở cho chọn đạo hiếu, tất không lo gì. Hôm sau, Lưu Kỳ khóc lóc từ biệt, Huyền Đức cưỡi ngựa ra tận ngoài thành, nhân tiện trò vào con ngựa đang cưỡi nói, nếu không có con ngựa này, ta đã là người dưới suối rồi. Kỳ nói, đó không phải là sức ngựa, chính là phúc lớn của thúc phụ. Nói rồi, hai người chia tay, kỳ giỏ nước mắt mà đi. Huyền Đức quay ngựa về thành ngang qua chợ thấy một người đội khăn cát bá mặc áo vải thắt lưng thâm đi giày đen vừa đi vừa hát thuở trời đất gặp cơn phản phúc lửa viên lưu đương lúc suy tàn lâu đài sắp sửa lật nghiêng một cây há dễ trống nên được nào non sông có bậc anh hào muốn tìm minh chúa chúa nào biết ta huyền đức nghe xong nghĩ thầm rằng có lẽ phục long phượng sồ đây chăng liền xuống ngựa gặp mặt mời về huyện hỏi họ tên người ấy đáp tôi là người dinh thượng họ đan tên Phúc, lâu nay vẫn nghe nói sứ quân có ý tu nạp những kẻ hiền sĩ muốn đến theo hầu, nhưng chưa dám vội vàng, nên đi dòng chợ hát nghiêu ngao để động đến tay ngài. Huyền Đức mừng lắm, tiếp đãi vào bậc thượng khách, đàn Phúc nói xin phép cho xem con ngựa ngài cưỡi vừa rồi. Huyền Đức sai dắt đến, đàn Phúc nói đây có phải là ngựa đích lư không? Tuy là thiên lý mã nhưng hay bại chủ, không nên cưỡi. Huyền Đức nói việc ấy đã xảy ra rồi lại đem chuyện đan khê ra thuật cho đan phúc nghe đan phúc nói thế là cứu chủ chứ không phải hại chủ sau này thế nào nó cũng hại một chủ tôi có phép giải được cái tật ấy huyền đức hỏi phép gì đan phúc nói ông mới đến đây chưa dạy ta điều gì chính đạo đã vội khuyên ta ngay một việc ích kỷ hại nhân bị đây không thể nào theo được đan phúc cười xin lỗi lâu nay tôi vẫn nghe tiếng sứ quân là người nhân đức nhưng chưa dám tin nên mới đem lời ấy ra thưa Huyền Đức cũng bình tĩnh lại, đứng dậy xin lỗi, bị đâu đã có nhân đức đối với mọi người, nay nhờ tiên sinh đến dạy bảo cho. Đàn Phúc nói, tôi từ dinh thượng đến đây, nghe thấy người tân giã có câu hát rằng, tân giã mục lưu hoàng thúc từ khi đến đây, dân được sung túc, thế mới biết nhân đức sứ quân lan truyền trong mọi người. Huyền Đức cử Đan Phúc làm quân sư, để rèn luyện quân mã. Lại nói, từ khi ở Ký Châu về Hức Đô, Tào Tháo vẫn có ý muốn lấy Kinh Châu tháo sai tào nhân lý điển cùng hàng tướng lã khoáng lã tường lĩnh ba vạn quân đóng ở phân thành để uy hiếp kinh tương và dò xét tình thế một bữa lã khoáng và lã tường về bẩm với tào nhân nay lưu bị đóng quân ở tân giã chiêu binh mãi mã tích lũy lương thảo chi hắn không nhỏ đâu cần phải trừ ngay mới được hai chúng tôi từ khi hàng thừa tướng chưa lập được chút công nào nay xin lĩnh năm nghìn tinh binh sang lấy đầu lưu bị về dâng Tào Nhân giao ngay cho hai anh em 5.000 tinh binh kéo sang đánh tân giã. Thám mã phi báo huyền đức, huyền đức mời đan phúc đến bàn. Phúc nói, không nên để giặc vào đến cõi, phải sai quan công dẫn một đạo quân từ mé tả đi ra đánh đường giữa quân giặc. Trương Phi đem quân từ mé hữu đi ra đánh đường sau, còn chúa công đem triệu vân ra mặt trước đón đánh, nhất định phá được quân tàu. Huyền Đức nghe theo, liền cho quan, Trương đi trước, còn mình cùng đan phúc, triệu vân dẫn hai nghìn quân mã ra cửa ải đón đánh đi chưa được vài dặm đã thấy phía sau núi bụi bay mù mịt lạ khoáng lã tưởng kéo quân đến hai bên giàn thành thế trận lưu bị ra ngựa dưới cửa cờ gọi to rằng kẻ nào dám xâm phạm vào đất ta lã khoáng ra ngựa đáp ta là đại tướng lã khoáng vâng mệnh thừa tướng lại đây bắt sống mi huyền đức nổi giận sai triệu vân ra hai bên vừa giao chiến vài hiệp Triệu Vân đâm Lã Khoáng một nhát chết ngay dưới ngựa. Huyền Đức thúc quân ập vào đánh chém. Lã tường địch không nổi, dẫn quân chạy. Đến nửa đường, một cánh quân xông ra đi đầu là Đại tướng Vân Trường. Đánh giết một hồi, quân tường chết mất nửa, cướp đường chạy thoát. Chạy chưa được 10 dặm, lại một cánh quân nữa chặn lối. Đi đầu là Đại tướng Trương Phi, chống xà mâu hét lớn. Có Trương Dực Đức ở đây, Phi nhảy đến đâm Lã tường. Tường trở tay không kịp, bị trương phi đâm chúng chết ngay quân tào vỡ chạy tán loạn huyền đức đem quân đuổi theo bắt được quá nửa rồi thu quân về huyện trọng đãi đan phúc khao thưởng ba quân bọn bại quân về gặp tào nhân báo tin hai họ lã đã bị giết quân sĩ bị bắt rất nhiều tào nhân giật nảy mình bàn với lý điển điển nói hai tướng chết vì khinh địch nay nên đóng quân lại đừng điều động vội rồi về báo thừa tướng đem đại quân đi đánh mới được Nhân nói: "Không được, này hai tướng bị chết, quân mã lại thiệt hại nặng, ta nhất định phải báo thù." "Liệu cái đất Tân Giá nhỏ như lỗ mũi này có cần phải phiền đến đại quân của thừa tướng?" Điển nói: "Lưu bị là bậc hào kiệt, chớ nên coi thường." Nhân nói: "Sao ông nhát thế?" Điển nói: "Trong binh pháp có câu, biết người biết mình thì đánh trăm trận được cả trăm." "Tôi không nhát đâu, chỉ sợ đánh không nổi thôi." Nhân nổi giận, nói: "Ngươi hài lòng sao?" ta quyết bắt sống Lưu Bị. Lý Điển nói, nếu tướng quân đi, tôi xin ở lại giữ Phan thành. Nhân nói, nếu ngươi không đi thì thật là hai lòng rồi. Điển bất đắc dĩ phải cùng tào nhân điểm hai vạn rưỡi quân mã qua sông đến Tân Giã. Thật là, phó tướng khinh thường đã bỏ xác tướng quân rửa hận lại ra quân. Chưa biết phe này tào nhân, Lý Điển, được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 36 huyền đức dùng mẹo đánh úp phan thành nguyên trực tế ngựa tiến cử ra cát lại nói tào nhân tức giận dẫn binh mã cấp tốc vượt qua sông định san phẳng tân giã đàn phúc thắng trận về huyện bàn với huyền đức rằng tào nhân đóng quân ở phan thành nếu biết hai tướng bị giết tất huy động đại quân đến báo thù huyền đức hỏi nên dùng kế gì bây giờ đàn phúc nói nếu hắn đem hết quân sang đây phan thành bỏ ngỏ ta có thể thừa cơ đánh úp huyền đức hỏi kế Phúc ghé tai Huyền Đức nói nhỏ mấy câu, Huyền Đức hớn hở, truyền lệnh chuẩn bị sẵn sàng. Chợt có thám mã báo Tào Nhân đã dẫn đại quân sang sông kéo đến nơi. Đàn Phúc nói, tôi đoán không sai, rồi mời Huyền Đức đem quân Ninh địch, trận thế giản xong, Triệu Vân ra ngựa, gọi tướng giặc nói chuyện. Tào Nhân sai Lý Điển ra giao chiến với Triệu Vân, được độ vài chục hiệp, Lý Điển biết sức không cự nổi, quay ngựa chạy về. Vân Tế ngựa đuổi theo, nhưng quân Tào bắn chặn lại. Đôi bên cùng thu quân về trại, Lý Điển về gặp Tào Nhân nói quân giặc tinh nhuệ lắm, không nên coi thường, chi bằng hãy rút quân về phàn thành. Tào Nhân cả giận, nói lúc chưa xuất quân, người đã làm ngã lòng quân sĩ ta. Này lại giả tảng thua, tội đáng chém, đào phủ đâu, lôi ra chặt đầu nó đi, các tướng xuống lại can mãi, Điển mới khỏi chết, rồi, nhật tự dẫn binh đi tiền bộ, cho Lý Điển đi hậu quân hôm sau đánh trống tiến binh bày thành thế trận sai người hỏi huyền đức rằng có biết thế trận của ta không đàn phúc trèo lên chỗ cao ngắm một hồi rồi xuống nói với huyền đức đây là trận bát môn kim tỏa có tám cửa là hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai nếu nhằm các cửa sinh cửa cảnh cửa khai mà đánh vào thì thắng vào các cửa thương cửa kinh hưu thì bị thiệt hại vào cửa đỗ cửa tử thì chết hết. Tám cửa tuy bố trí chỉnh tề, nhưng chỉ thiếu lực lượng chua chốt ở giữa. Nếu ta tiến vào cửa sinh góc đông nam, rồi đánh sang cửa cảnh góc tây thì trận này phải tan vỡ. Huyền Đức truyền lệnh cho quân sĩ giữ vững lấy góc trận và sai Triệu Vân đem 500 quân từ mặt đông nam tiến vào, lướt qua cửa tây mà ra ngoài trận. Được lệnh, Vân lập tức vác giáo lên ngựa, đem quân thắng đến góc đông nam, hò reo đánh vào giữa trận. Tào Nhân lui chạy về phía bắc, Vân không đuổi theo, đánh sộc ra cửa Tây, rồi lại từ cửa Tây đánh sang góc Đông Nam. Quân tàu đại loạn, huyền đức thúc quân đánh ùa vào, quân tàu nhân thua to chạy trốn. Đàn Phúc truyền lệnh không đuổi theo, thu quân về, tàu nhân bị thua trận ấy mới tin lời Lý Điển, bèn cho mời Điển đến bảo rằng trận mới rồi mà cũng phá được, trong quân lưu bị tất có người giỏi. Lý Điển nói, tôi tuy ở đây nhưng bụng vẫn còn lo phàn thành, tàu nhân nói, đêm nay ta đến cướp trại, nếu thắng ta sẽ liệu kê khác, nhược bằng thua, bấy giờ ta sẽ rút về phàn thành. Lý Điển nói, không nên, huyền đức chắc có phòng bị, nhân nói, đa nghi như vậy thì dùng binh thế nào được, rồi nhân không nghe lời Lý Điển, tự dẫn quân đi tiền đổi, sai Lý Điển đi hậu ứng, canh hai đêm hôm ấy đến cướp trại huyền đức. Đàn Phúc đang ngồi bàn bạc với huyền đức ở trong trại, bỗng có một con gió giật đùng đùng nổi lên, Phúc nói, đêm nay tào nhân tất đến cướp trại đây huyền đức nói ta lấy gì địch lại đan phúc nói tôi đã bố trí cả rồi bèn cắt đặt đâu vào đấy đến canh hai tào nhân kéo đến gần trại thấy bốn mặt lửa cháy ngùn ngụt nhân biết trong trại có phòng bị vội vã rút lui triệu vân đuổi theo nhân không kịp thu quân về trại tất cả chạy về phía bắc sông đến bờ sông đang hoang mang tìm dò thì một toán quân kéo đến tướng đi đầu là trương phi tào nhân liều chết đánh nhau Lý Điền bảo vệ Tào Nhân xuống được thuyền sang sông, quân Tào chết đuối quá nửa, Tào Nhân sang khỏi sông, chạy ngang về phàn thành sai người gọi cửa. Bỗng trên thành một hồi trống nổi rồi một tướng xông ra, thét lớn, phàn thành vào tay ta đã lâu rồi, quân Tào giật mình, nhìn ra thì là Vân Trường, Tào Nhân rụng rời, quất ngựa chạy. Vân Trường đuổi đánh, Tào Nhân lại thiệt một số quân nữa, vội xã chạy về hứa xương. Dọc đường, nhân mới được tin huyền đức có đan phúc làm quân sư bảy mưu đặt kế đây nói huyền đức toàn thắng kéo quân vào phàn thành quan huyện lệnh lưu bật ra đón huyền đức vào thành phủ dụ dân chúng xong lưu bật rước về nhà mở tiệc khoản đãi bật cũng là tôn thân nhà hán quê ở tiến sĩ trong tiệc huyền đức thấy một người đứng hầu tư thế hiên ngang liền hỏi bật người này là ai bật thưa đó là khấu phong con họ khấu ở la hầu cháu gọi tôi bằng cậu vì cha mẹ chết cả nên đến ở với tôi huyền đức tỏ vẻ yêu mến muốn nhận làm con nuôi lưu bật mừng rỡ nhận lời ngay và bảo khấu phong ra lại huyền đức làm cha nuôi đổi tên họ là lưu phong huyền đức dẫn về sai lại vân trường dực đức làm chú vân trường nói anh đã có con rồi hà tất phải nuôi con nuôi sau này chắc sinh loạn huyền đức nói ta đãi nó như con tất nó phải thờ ta như cha việc gì mà loạn, Vân Trường tỏ vẻ không bằng lòng. Huyền Đức bàn với Đan Phúc, sai Triệu Vân đem một nghìn quân giữ phản thành, còn mình thì dẫn quân về tân giã. Lại nói Tào Nhân, Lý Điển về hứa đô, vào ra mắt Tào Tháo, khóc lại xuống đất xin chịu tội và thuật đầu đuôi việc hao binh tổn tướng. Tháo nói, được thua là chuyện thương của nhà binh, nhưng không biết ai bày mưu cho lưu bị. Tào Nhân nói là mẹo của Đan Phúc. Tháo hỏi, Đan Phúc là người thế nào? Trình Dục nói, người ấy không phải là Đan Phúc, thuở nhỏ hắn tập múa gươm, cuối năm trung bình, đời vua Linh Đế, hắn giết người để báo thù cho kẻ khác, rồi xóa tóc bôi nhọ mặt đi trốn. Bị nha lại tóm được, hắn không nói họ tên, liền bị trói bỏ lên xe, đem đi rong chợ, đánh trống gọi loa cho dân phố nhận mặt. Cũng có người biết, nhưng không ai dám nói, sau được các bè bạn đánh tháo, cứu thoát hắn ra, hắn mới thay tên đổi họ, đi lánh nạn gắng sức học hành, tìm kiếm danh sư khắp nơi. Hắn thường đi lại đàm luận với Tư Mã Huy, hắn quê ở Dĩnh Châu, tên là Từ Thứ, tự là Nguyên Trực, đàn phúc chỉ là họ tên giả của hắn thôi. Tháo lại hỏi, tài của Từ Thứ so với ngươi thế nào, dục thưa, người ấy mười phần, dục không lấy được một. Tháo nói, đáng tiếc hiền sĩ đều về với lưu bị cả, về cánh y đã thành, biết làm thế nào. Dục đáp từ thứ tùy ở với lưu bị, nhưng nếu thừa tướng muốn dùng, gọi về cũng dễ. Tháo hỏi, làm thế nào dụ hắn về được? Dục thưa, từ thứ là người chi hiếu. Bố mất sớm, chỉ còn mẹ già ở nhà. Hiện nay em là từ khang đã mất. Mẹ già không ai phụng dưỡng. Thừa tướng nên sai người lừa mẹ hắn đến hứa xương, rồi bắt mụ ấy viết thư gọi con về đây. Chắc từ thứ thế nào cũng phải nghe theo. Tháo mừng lắm, sai người cấp tốc đi bắt mẹ từ thứ. Chẳng bao lâu, quân bắt được mẹ từ thư dẫn về tháo đôi đãi rất tử tế rồi bảo từ mẫu rằng ta được biết từ nguyên trực con trai bà là bậc kỳ tài trong thiên hạ nay y ở tân giã giúp tên nghịch thần lưu bị phản bội triều đình có khác nào viên ngọc quý rơi trong vũng bùn thật đáng tiếc nay ta muốn nhờ bà viết thư gọi y về hứa đô ta sẽ tâu lên thiên tử nhất định y sẽ được trọng thương rồi sai tả hữu lấy nghiên bút giấy mực lại bảo từ mẫu viết thư. Từ mẫu hỏi, Lưu Bị là người thế nào? Tháo đáp là một kẻ hèn mọn ở bái quận, mạo xưng là Hoàng Thúc, vốn chẳng có tín nghĩa gì. Có thể nói ngoài vò là người quân tử, mà trong ruột là một đứa tiểu nhân. Từ mẫu đùng đùng nổi giận, người xảo quyệt đến thế là cung. Từ lâu ta đã biết Huyền Đức là con cháu Trung Sơn Tĩnh Vương, cháu chắt hiếu cảnh hoáng đế. Ông ấy khiêm tốn, quý trọng hiền sĩ, kính cẩn đãi người tiếng nhân đức lừng lẫy khắp thiên hạ từ già đến trẻ từ kẻ chăn trâu đến người kiếm củi ai cũng biết ông là một bậc anh hùng đời nay con ta phò tá người ấy thật là xứng đáng còn ngươi tuy là tướng nhà hán nhưng thực là giặc nhà hán lại còn dám bảo huyền đức là nghịch thần người định đẩy con ta bỏ chỗ sáng vào hang tối há chẳng biết nhục lắm sao nói xong bà cầm ngay nghiên bút đá quẳng vào mặt tào tháo tháo giận lắm thét võ sĩ lôi từ mẫu ra chém. Trình dục vội can rằng từ mẫu nói xúc phạm đến thừa tướng là cốt để tìm đường chết. Nếu thừa tướng giết đi, không những mang tiếng bất nghĩa mà lại đề cao cái đức của từ mẫu. Mẹ chết rồi, từ thứ tắt đem hết tài trí ra giúp lưu bị để trả thù. Chỉ bằng không giết, làm cho từ thứ thân ở một nơi, lòng nghĩ một nơi, dù có giúp lưu bị cũng không tận sức. Hơn nữa, để từ mẫu sống, Dục sẽ có kế lừa Từ Thứ về đây giúp thừa tướng. Tháo nghe lời, tha chém Từ Mẫu và đem nuôi nấng ở riêng một nhà. Trình Dục ngày ngày đến thăm hỏi, nói dối là anh em kết nghĩa với Từ Thứ, ân cần phụng dưỡng chẳng khác mẹ đẻ. Thường thường Dục đem biếu Từ Mẫu thứ nọ thứ kia, lại kèm theo danh thiếp, Từ Mẫu cũng gửi thiếp đáp lại. Dục bắt trước đúng được lối chữ của Từ Mẫu, liền viết một bức thư giả, sai người tâm phúc đem sang Tân Giã, tìm đến hành dinh Đan Phúc. Quân sĩ dẫn vào gặp từ thứ, thứ biết tin có thư của mẹ vội gọi vào và hỏi tôi là người hầu ở nhà khách. Vâng lời của lão phu nhân, mang trình ngài một phong thư. Thứ bóc ra xem, thư rằng gần đây em con đã mất, mẹ thành tứ cố vô thân, đang cơn sầu thảm, không ngờ tào thừa tướng đánh lửa đưa đến hứa xương, nói rằng con theo phản ngụy bắt mẹ giam cầm. Mày nhờ có bọn trình dục, mẹ mới được an toàn. Nếu con về hàng mẹ sẽ thoát chết. Nhận được thư này, con hãy nhớ ơn Đức Cù Lao, gấp rút tới đây cho toàn đạo hiếu. Rồi dần già sẽ tính việc về quê cầy cấy làm ăn, khỏi mắc tai vạ. Tính mạng mẹ lúc này chẳng khác nghìn cân treo sợi tóc, chỉ mong chờ cứu viện. Thư chẳng hết lời, từ thứ xem xong, nước mắt chứa chan, đem thư vào ít kiến huyền đức, nói rằng tôi vốn người Dĩnh Châu, tên là từ thứ, tự nguyên trực, vì lánh nạn phải đổi tên là Đan Phúc. Khi trước, nghe thấy cảnh thăng chiêu hiền nạp sĩ cũng đã đến gặp. Nhưng khi bàn việc, mới biết hắn là đồ vô dụng, nên viết thư từ biệt. Đêm nọ đến chơi nhà ông Thủy Kính, có kể lại chuyện ấy. Thủy Kính trách tôi là người không biết chủ, và nói có lưu dư châu ở đây, sao không đi theo. Bởi thế, tôi mới đi hát rong ở chợ để động đến tai sứ quân, nay được sứ quân tin dùng. Không ngờ lão mẫu bị tào tháo bày mưu lừa đến hứa xương sắp đem sát hại mẹ có viết thư lại gọi, tôi không thể không về. Không phải tôi không muốn đem tài khuyển mã để báo đáp sứ quân, nhưng vì thân mẫu bị bắt, không thể làm sao được. Nay xin từ biệt và mong có cơ hội gặp gặp sứ quân sau. Huyền Đức nghe nói, khóc giống lên tình nghĩa mẹ con là tính trời, nguyên trực đừng có nghĩ ngợi gì đến bị nữa. Đợi sau khi gặp lão phu nhân rồi, có thể bị lại được nghe lời chỉ bảo. Từ thứ lại tạ muốn đi ngay. Huyền Đức nói, xin hãy xung vầy một đêm, mai sẽ đi sớm. Tôn Càn Mặt bảo Huyền Đức nguyên trực là kỳ tài thiên hạ, lại ở tân giã đã lâu, tình hình quân ta thế nào đều biết rõ cả. Này nếu hắn về với Tào Tháo tất nhiên được trọng dụng, nguy cho ta lắm. Chúa Công phải cố lưu lại đừng cho đi, Tào Tháo thấy hắn không đến tất đem giết mẹ hắn. Hắn biết mẹ chết, chắc phải báo thù, sẽ cố sức đánh Tào Tháo. Huyền Đức nói, không được, mượn tay người khác giết mẹ người ta để ta dùng con là bất nhân, giữ người ta lại không cho đi để cắt đứt cái đạo mẹ con là bất nghĩa. Ta thả chết chứ không khi nào làm những việc bất nhân bất nghĩa. Ai nấy đều thán phục, huyền đức mời thứ uống rượu, thứ nói, nay mẹ tôi còn ở trong ngục, dù nước vàng rượu ngọc cũng không sao trôi vào cổ học được. Huyền đức nói, bị thấy ông sắp đi, như mất cả tay phải tay trái, dù gan rồng tùy phượng, ăn cũng không ngon hai người ngồi nhìn nhau, nước mắt tầm tã, chờ sáng. Các tướng đã bày tiệc tiễn đưa ở ngoài cõi, huyền đức, từ thứ cùng lên ngựa, hai ngựa sóng đôi ra ngoài thành. Đến cuối tràng dinh, hai người xuống ngựa từ biệt nhau. Huyền đức bưng một chén rượu bào từ thứ rằng bị nay phận mỏng duyên hèn, không được cùng tiên sinh tụ hội, chúa tiên sinh khéo thờ chủ mới để chóng nên công danh. Từ thứ khóc, nói tôi tài nhỏ trí mọn, đội ơn sứ quân trọng dụng, Nay chẳng may nửa đường phải từ biệt, chỉ vì mẹ già mà thôi. Dù Tào Tháo có ép nài tôi cũng thể chọn đời không bày một mưu kế gì cho y cả. Huyền Đức Đáp tiên sinh ra đi, bị này cũng sẽ liệu đường tránh ẩn vào nơi rừng rú. Thư nói, tôi sở dĩ muốn cùng sứ quân mưu đồ nghiệp vương bá, là nhờ ở tấm lòng này. Nay vì việc mẹ già, lòng tôi bối rối, dù cố gắng ở lại cũng vô ích sứ quân nên cầu người hiền khác cũng toan nghiệp lớn, việc gì mà đã vội ngã lòng. Huyền Đức thở dài nói, cao hiền trong thiên hạ, còn có ai hơn tiên sinh? Từ thứ nói, tôi tài trí tầm thường, không dám nhận lời khen ấy. Lúc sắp đi, từ thứ ngoảnh lại nói với các tướng, xin các ông hết lòng thờ sứ quân để tên tuổi ghi vào tơ lụa. Sự nghiệp ghi trong sử xanh, đừng có như thứ này là người hữu thủy vô chung. Các tướng ai cũng thương cảm huyền đức không nỡ chia tay tiễn hết cung đường này đến cung đường khác từ thứ nói không dám phiền sứ quân đi tiễn xa quá đến đây thứ xin cáo biệt huyền đức ngồi trên ngựa cầm tay từ thứ nói tiên sinh chuyến này đi mỗi người một phương trời biết ngày nào lại được gặp nhau nói xong nước mắt tuôn xuống như mưa thứ cũng khóc rồi cáo biệt huyền đức dừng ngựa bên rừng trông theo từ thứ và bọn tùy tùng vội vã kéo đi khóc mà nói nguyên trực đi rồi ta làm thế nào bây giờ huyền đức gạt nước mắt trông theo lại bị dặn cây trước mặt che khuất bèn lấy roi trỏ vào rừng nói ta muốn chặt hết cây cối chỗ này đi các tướng hỏi vì cớ gì huyền đức nói cánh rừng này che khuất nguyên trực của ta huyền đức đang trông theo chợt thấy từ thứ cưỡi ngựa quay lại huyền đức mừng rỡ nghĩ thầm nguyên trực quay lại có lẽ không muốn đi chăng liền hớn hở tế ngựa lên trước đón hỏi tiên sinh trở lại hẳn là không định đi nữa Thứ gì ngựa nói với Huyền Đức lúc tôi ra đi, ruột rối bời bời, quên bẵng đi một việc, trong vùng này có một bậc kỳ tài ở tại Long Trung, cách tương dương 20 dặm, sứ quân nên đến mà tìm. Huyền Đức nói, dám phiền nguyên trực mời giúp người đó ra cho bị, thư nói, người đó không thể gọi ra được, sứ quân phải thân đến mà mời. Nếu được người đó, không khác gì nhà Chu được lạ vọng nhà Hán được trương lương. Huyền Đức lại hỏi, tài đức người đó so với tiên sinh thế nào? thư đá tôi mà so với người đó, khác nào ngựa hèn sánh với kỳ lân, quạ đen sánh với phượng hoàng. Người đó thường ví mình với quản trọng, nhạc nghị, cứ như ý tôi, quản, nhạc còm kém xa, người đó có tài ngang trời dọc đất, thiên hạ chắc chỉ có một không hai. Lưu bị mừng, hỏi, xin cho biết họ người đó, thư đá người ấy quê ở Dương Đô, quận Lang Nha, họ Gia Cát, tên Lượng, tự khổng minh vốn là dòng dõi nhà quan tư lệ hiệu úy Gia Cát Phong ngày xưa. Cha tên là Khuê, tự là Từ Cống, nguyên làm quận thừa ở Thái Sơn, mất sớm. Lượng theo chú là Huyền, Huyền cùng với Lưu Biểu quen biết nhau, nên đến nương tựa, rồi dựng nhà ở Tương Dương. Đến khi Huyền mất, Lượng mới cùng em là Gia Cát Quân ra cầy cấy, làm ăn ở Nam Dương, thường hay ngâm bài lương phủ ngâm, nhạc phù. Chỗ ở có chai núi ngọa Long Cương. Nhân thế tự gọi là Ngọa Long Tiên Sinh. Người đó là bậc kỳ tài đệ nhất đời nay, sứ quân phải chịu hạ mình đến đó mà gặp, nếu được người ấy giúp cho thì lo gì việc thiên hạ không định xong." Huyền Đức nói, "Ngày trước, Thủy Kính Tiên Sinh đã nói với bị rằng, Phục Long, Phượng Sồ chỉ cần được một trong hai người cũng đủ định thiên hạ." "Này theo lời ông có phải người ấy là Phục Long hay Phượng Sồ không?" Thư nói, "Phượng Sồ là bàng thống ở Tương Dương." còn phục long chính là gia cát khổng minh đó. Huyền Đức mừng cuống lên, nói hôm nay mới hiểu được tiếng phục long, phượng sồ, ngờ đâu đại hiền ở ngay trước mắt, nếu tiên sinh không nói thì bị co mắt cũng như mù. Người đời sau có thơ khen từ thứ rủi ngựa tiến Gia cát. Thơ rằng, rất tiếc, cao hiền không tái ngộ, trên đường từ biệt lệ tuôn đầy, một lời như sấm mùa xuân dậy, thúc dục rồng nằm cất cánh bay, từ thứ tiến cử khổng minh, rồi từ biệt huyền đức quay ngựa đi. Huyền Đức nghe theo từ thư nói mới hiểu những lời của tư mã Đức Tháo, lúc ấy như tỉnh được giấc ngủ mê, giải được cơn say rượu. Về đến nhà vội vàng sắm lễ vật rất hậu, cùng quan, trường đến Nam Dương mời khổng minh, lại nói từ thứ từ biệt Huyền Đức, cảm tình lưu luyến, lại sợ khổng minh không chịu ra giúp, nên đi thẳng đến ngọ Long Cương, vào liều tranh gặp khổng minh. Khổng minh hỏi đến làm gì? Thư nói, lúc chia tay, tôi có tiến cử tiên sinh thế nào nay Mai Huyền Đức cũng đến đây yết kiến, mong tiên sinh đừng từ chối, hãy trổ hết đại tài ra giúp Huyền Đức, thứ cũng được cảm tạ muôn phần. Khổng Minh nghe nói, ra vẻ giận, nói, thế ra người coi ta như là vật dùng để cúng tế có phải không? Nói xong, rũ vạt áo đi vào, từ thư bẽn lẽn đi ra, lên ngựa rồi thẳng đến hứa sương gặp mẹ. Một lời dặn bạn, vì yêu chủ, ngàn dặm thăm nhà, bởi nhớ thân, chưa biết việc sau thế nào xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 37, Tư Mã Hoa hai lần tiến cử danh sĩ Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận Liều Tranh, lại nói, từ thứ đi gấp đến hứa xương, Tào Tháo được tin, sai ngay tuần Úc, trình dục và một bọn mưu sĩ ra đón. Thứ vào tướng phủ yết kiến Tào Tháo, Tháo hỏi, ông là người cao minh, cớ sao lại hạ mình thờ Lưu Bị? Thứ nói, tôi từ tuổi nhỏ trốn nạn, lưu lạc giang hồ, ngẫu nhiên đến tân giã bèn kết bạn với Huyền Đức. Lão mẫu ở đây, được săn sóc chu đáo, tôi cảm tạ vô cùng. Tháo nói, này ông về đây, được sớm tối hầu hạ mẫu thân và tôi cũng được nghe lời dạy bảo. Thứ lại tả trở ra, vội đến gặp mẹ, khóc lóc quỳ lại dưới thềm. Từ mẫu thất kinh hỏi, mày đâm đầu vào chốn này làm gì? Thứ đã, gần đây, con ở tân giã, thờ ông lưu dự châu vừa rồi tiếp được thư của mẹ, nên cấp tốc phải đến đây. Từ mẫu giận quá, đập tay xuống bàn, mắng rằng, đồ nhơ nhuốc kia, mày trôi giạt mấy năm nay, ta tưởng học hành cũng đã khá, ai ngờ mày lại còn ngu thế. Mày đã đọc sách, nên biết Trung Hiếu không thể vẹn được cả đôi. Mày há lại không biết Tào Tháo là tên giặc dối trên lừa dưới à? Còn Lưu Huyền Đức nhân nghĩa lan rộng bốn bể, lại là dòng dõi nhà Hán, mày đã đi theo, chính là tìm được chủ rồi. Nay chỉ tin một mảnh thư giả, không suy xét kỹ càng, vội bỏ chỗ sáng đâm đầu vào hang tối, rước lấy tiếng sâu. Thật là đồ ngu, ta còn mặt mũi nào trông thấy mày nữa. Thật mày bôi nhọ tổ tông, sống thừa trong khoảng trời đất vậy. Từ thứ nghe mẹ mắng đến nỗi cứ nằm dạp xuống đất không dám ngẩng mặt lên nữa. Từ mẫu liền chờ vào sau bình phong. Được một lát, người nhà ra báo rằng lão bà đã treo cổ tự tử ở xa nhà. Từ thứ vội chạy vào cứu, thì từ mẫu đã tắt thở rồi người sau có thơ khen từ mẫu rằng, hiền thay từ mẫu, tiếng thơm nghìn thừa, thủ tiết vẹn toàn, tề ra đầy đủ, dạy con phải đường, đành mình chịu tội, khí ngất núi non, nghĩa đầy gan phổi, trách mắng tảo man, vạc nấu chẳng ngại, gươm chém không sờn, chỉ sợ con mình, bôi nhọ tổ tiên, so bà chặt khung, sánh bà đâm cổ, sống được tiếng hay, chết vừa đúng chỗ, hiền thay từ mẫu, tiếng thơm nghìn thừa, từ thứ thấy mẹ chết, khóc ngất đi. Giờ lâu mới tỉnh. Tào Tháo sai người đem lễ phúng đến, lại thân đến viếng. Từ thứ đem linh cữu mẹ táng ở gò phía nam hứa xương, cư tang giữ mổ. Tháo cho cái gì cũng không lấy, khi ấy Tào Tháo muốn bản mưu đi đánh miền Nam. Tuân Úc can rằng mùa rét, chưa nên cất quân, đợi sang xuân ấm áp sẽ hay. Tháo nghe theo, bèn sai khơi một cây ngòi dẫn nước sông Trương Hà vào một cây ao, gọi là ao huyền vũ để luyện tập quân thủy, chuẩn bị nam trinh lại nói Huyền Đức sắp sửa mang lễ vật sang Long Trung cầu ra cát lượng, chợt có người báo rằng ngoài cửa có một tiên sinh mũ cao áo rộng, đạo mạo khác thường, muốn vào thăm. Huyền Đức nói, có lẽ khổng minh chăng, lập tức, mặc áo nghiêm chỉnh ra đón tiếp, nhìn xem thì đó là tư mã huy, Huyền Đức mừng lắm, mời vào nhà trong, rước lên ngồi trên, rồi vái mà hỏi rằng, bị từ khi xa tiên nhân, vì việc quân bận rộn lắm, chưa đến hầu được nay được ngài hạ cố đến đây thật thỏa lòng mong ước huy nói tôi nghe từ nguyên trực ở đây nên lại thăm một chút huyền đức nói gần đây vì bị giặc tháo bắt giam mẹ già lão bà có sai người mang thư sang đây gọi nên nguyên trực đã về hứa xương rồi huy nói thôi mắc mẹo tào tháo rồi tôi đã biết từ mẫu là người rất trọng khí tiết dù tào tháo có giam cầm bà ấy cũng không khi nào chịu viết thư gọi con thư ấy đúng là thư giả Nguyên trực không về thì mẹ còn sống, nay về rồi thì mẹ chắc chết. Huyền Đức thất kinh hỏi cớ làm sao, Huy đáp từ mẫu cao nghĩa lắm, tất hồ thẹn không muốn trông mặt con nữa. Huyền Đức nói, lúc chia tay, Nguyên Trực có tiến cử người ở Nam Dương là Gia Cát Lượng. Người đó thế nào, Huy cười nói, Nguyên Trực muốn đi thì cứ đi, lại còn dắt người đó ra để làm khổ người ta. Huyền Đức hỏi, sao tiên sinh lại nói thế? huy nói khổng minh cùng với thôi châu bình ở bắc lăng thạch quảng nguyên ở dĩnh xuyên mạnh công uy và từ nguyên trực ở nhữ nam bốn người kết bạn thân với nhau mấy người kia học hành rất chăm duy có khổng minh chỉ xem những đoạn cốt yếu thường ngồi rung đùi ngâm vịnh rồi trò vào bốn người mà nói các anh rồi làm quan chỉ làm đến thứ sử quận thú là cùng họ hỏi chí khổng minh thế nào khổng minh chỉ cười không nói thường tự ví mình với quan trọng nhạc nghị ngày xưa tài người đó không thể nào lường được huyền đức nói sao dĩnh châu lắm người hiền thế huy nói ngày xưa có an quy tài xem thiên văn thường nói rằng các vì sao tụ trên không phận đất dĩnh tất đất này lắm người hiền sĩ lúc ấy vân trường đứng bên cạnh nói tôi nghe quan trọng nhạc nghị là hai người có tiếng ở đời xuân thu và đời chiến quốc sự nghiệp lừng lẫy thiên hạ khổng minh tự so sánh với hai người ấy chẳng phải là nói quá hay sao Huy vì lời, nói rằng cứ ý tôi thì hai người ấy vị tất đã đáng so sánh với khổng minh. Tôi muốn so sánh khổng minh với hai người ấy, quan công hỏi hai người nào, Huy nói khổng minh có thể so sánh với Khương Tử Nha làm nên cơ nghiệp 800 năm của nhà Chu và Trương Tử Phong làm nên cơ nghiệp 400 năm của nhà Hán. Ai cũng ngạc nhiên, Huy bước xuống thêm từ biệt ra về, huyền đức lưu lại không được. Huy ra khỏi cửa, ngẩng mặt lên trời cười to rằng ngoạn lòng tuy gặp chủ nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay. Nói rồi, Huy thong dong đi thẳng, Huyền Đức than rằng thế mới thật là hiền sĩ ẩn giật. Hôm sau, Huyền Đức cùng với quan, Trương và bọn Tùy Tùng đến Long Trung, nhìn về phía xa xa đã thấy mấy người đương cầy bừa ở sườn núi, miệng hát rằng rời xanh như tán lọng tròn, đất kia trần trận như bàn cờ vuông, người đời đen trắng đôi phường, kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh, kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng, người nhục kia vất vưởng vất vơ. Nam Dương có bậc ẩn cư, nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời. Huyền Đức nghe hát, kìm ngựa gọi mấy người nông phu lại hỏi, ai làm ra bài ca ấy? Nông phu đáp, bài ca ấy của ngọa long tiên sinh làm ra. Huyền Đức hỏi, nhà ngọa long tiên sinh ở đâu? Nông phu đáp, ở mé nam núi này, có một dãy gò cao, gọi là gò ngọa long. Trước gò, trong quãng rừng thưa, có một cái liều tranh, đấy là nhà gia cát tiên sinh. Huyền Đức cảm ơn, giật ngựa đi lên đi chưa được vài dặm, xa xa đã thấy gò ngọa long, quả nhiên phong cảnh khác thường. Đời sau đã có một bài cổ phong nói về chỗ ở của ngọa long như sau, cách 20 dặm tương dương thành một dãy gò cao, suối lượn quanh. Nước chảy ầm ầm phơi đá trắng, gò cao chót vót ngất mây xanh, hình như rồng cuốn trên tảng đá, phượng hoàng đậu dưới bóng thông ngả, cửa phèn khép cánh kín nhà tranh, cao sĩ nằm khàn bền vững dạ, bình phong, dãy trúc ôm tùm lá bốn mùa hoa rụng nức mùi hương, đầu giường trồng chất nhiều sách lạ, trong nhà lui tới không người thường, vượn kia dâm quả gõ cửa ngoài, hạc kia đêm thanh nghe đọc sách, túi đàn thiêu gấm gác đầu bàn, thanh kiếm vẩy rồng treo trước vách, tiên sinh trong lầu rất thanh nhàn, khi nhân cầy cấy cũng không can, chỉ đợi sấm xuân tỉnh giấc mộng, gọi to một tiếng thiên hạ an, huyền đức đến trước chạy xuống ngựa, đến gõ cửa. Có tiểu đồng ra hỏi, huyền đức nói, tôi là hoàng thúc lưu bị hán tả tướng quân nghi thành đinh hầu châu mục dự châu lại đây bái kiến tiên sinh tiểu đồng nói tên ông dài lắm tôi không nhớ được huyền đức nói em cứ vào nói có lưu bị lại hầu tiểu đồng nói tiên sinh sớm hôm nay vừa đi chơi vắng huyền đức hỏi đi chơi đâu tiểu đồng đáp tiên sinh tôi nay đây mai đó không biết đi đâu huyền đức lại hỏi bao giờ tiên sinh về tiểu đồng nói khi thì dăm ba bữa khi thì mười mười hai hôm không biết chừng huyền đức lấy làm buồn rầu trương phi nói hắn không có nhà thì về quách cho xong huyền đức nói hãy đợi một lát nữa vân trường nói không bằng hãy về rồi sai người lại nghe tin tức huyền đức nghe theo và dặn lại em bé bao giờ tiên sinh về em trình hộ rằng có lưu bị lại hầu nhé nói rồi lên ngựa đi được vài dặm ngoảnh lại xem phong cảnh long trung quả nhiên núi không cao nhưng thanh nhã nước không sâu mà trong suốt đất không rộng nhưng bằng phẳng, rừng không lớn nhưng rậm rạp. Vượn hạc quấn quýt, thông trúc um tùm, ngắm mãi không chán. Chợt thấy một người dung mạo hiên ngang, mặt mũi tuấn tú, đầu đội khăn tiêu diêu mình bận áo thâm rộng, tay chống gậy gỗ lê, đương ở hẻm núi đi ra. Huyền Đức nói, đúng ngọ long tiên sinh kia rồi, rồi vội vàng xuống ngựa bước tới thi lễ, hỏi rằng tiên sinh có phải là ngọ long không? Người ấy hỏi lại, tướng quân là ai? huyền đức đáp tôi là lưu bị người đó nói tôi là bạn khổng minh tên là thôi châu bình ở bắc lăng không phải khổng minh đâu huyền đức nói tôi được biết đại danh của ngài đã lâu nay may được gặp xin ngài tạm dừng chân ở đây dạy cho một vài điều hai người lại ngồi trên phiến đá trong rừng quan trương đứng hầu bên cạnh châu bình hỏi tướng quân muốn tìm khổng minh làm gì huyền đức đáp bây giờ thiên hạ loạn lạc bốn phương rối ren tôi muốn gặp khổng minh để tìm kế yên dân định nước. Châu Bình cười, nói ông lấy việc dẹp loạn làm chủ yếu, thế cũng là nhân đức rồi. Nhưng từ xưa đến nay, khi yên khi loạn bất thường. Từ khi cao tổ chém rắn khởi nghĩa, trừ được nhà tần vô đạo, thế là hết đời loạn sang đời Thái Bình. Đến đời vua ai đế, bình đế nhà Hán đã được hơn 200 năm, Thái Bình lâu rồi, vương mãng thoán nghịch, thế là hết đời trị lại đến đời loạn. Về sau vua Quang Vũ Trung Hưng, sửa sang cơ nghiệp, thế là lại hết đời loạn sang đời trị đó. Từ bấy giờ đến nay được hai trăm năm rồi, dân hưởng Thái Bình đã lâu thì can qua bùng nổ, đây chính là thời kỳ từ yên đến loạn, chưa dễ bình định ngay được. Tướng quân muốn khiến khổng minh chuyển xoay trời đất, chắc vã cản khôn, tôi e khó lắm, chỉ uổng hơi sức mà thôi. Tướng quân chẳng nghe người ta nói, thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả, số đã định thì không chống lại được hay sao huyền đức nói tiên sinh dạy thế thực là cao kiến nhưng tôi là dòng dõi nhà hán phải ra tay gây dựng lại cơ nghiệp dám đâu đổ cho số với mệnh châu bình nói tôi là người quê mùa biết gì mà dám bàn đến việc thiên hạ bởi thấy ngài hỏi đến nên cũng nói cản thế thôi huyền đức đáp cảm ơn ngài dạy cho nhưng không biết hôm nay khổng minh đi đâu châu bình đáp tôi cũng muốn vào thăm mà không biết đi đâu Huyền Đức nói, xin mời tiên sinh về huyện chơi có được không? Châu Bình nói, tính tôi ưa đi chơi rông dài, thờ ơ với công danh đã lâu, xin để cho khi khác sẽ gặp lại nhau. Nói xong, vái rồi đi, Huyền Đức cùng quan, Trương lên ngựa trở về. Trương Phi nói, tìm khổng tử đã chẳng thấy, lại gặp ngay cái anh hù nho này, chuyện hão lâu quá. Huyền Đức nói, đấy cũng là những lời của bậc ẩn giật đó, ba người về đến tân giã, được vài ngày, huyền đức sai người đi thăm dò xem khổng minh đã về chưa một hôm người thăm dò về báo ngọa long tiên sinh đã về huyền đức sai ngay người thắng ngựa trương phi nói khổng minh chỉ là một tên thôn phu quèn hà tất đại ca phải thân đến cứ sai người đi gọi cũng được huyền đức mắng rằng em há không nhớ lời mạnh tử nói muốn cầu người hiền mà không biết đảo khác gì muốn cho người ta vào nhà mình mà lại đi đóng cửa lại khổng minh là bậc đại hiền thời nay cho đi gọi sao được. Bèn lại lên ngựa đến Long Trung, quan, trương cũng đi theo, bấy giờ, đang thời tiết mùa đông, khí trời rét buốt, mây sám nghịt trời. Ba người đi chưa được vài dặm, bỗng nhiên trời nổi cơn gió bắc tuyết bay phơi phới, núi tựa ngọc reo, rừng như bạc rắc. Trương Phi nói, rời rét, đất đóng băng, đánh nhau còn chẳng được, lại phải lận đận đi cầu người vô ích làm chi. Không bằng trở về tân giã, tội gì mà dầm mưa giải tuyết thế này huyền đức nói chính ta muốn làm cho khổng minh biết đến lòng nhiệt thành của ta các em có sợ rét thì hãy về trước phi nói chết còn chẳng ngại ngại chi rét chỉ sợ đại huynh vất vả uổng công thôi huyền đức nói em chớ nói nhiều lời hãy theo ta đi gần đến nhà tranh chợt nghe thấy tiếng ca trong một quán rượu bên cạnh đường huyền đức dừng ngựa lại nghe lời ca rằng công danh tráng sĩ muộn thay than ôi lâu chẳng gặp ngày đương xuân, người chẳng thấy lão nhân Đông Hải lìa bụi gai theo với vua văn, chư hầu bát bách lai thần gặp điểm cá trắng mạnh tân sang đỏ, mục xã một trận đánh to, công danh lừng lẫy ai so được tay, cao dương lại có thầy hay sửa, vái cao hoàng theo điệu làm tôi, bản mưu vương bá kỳ tài, lọt tai cũng phải, mời ai lên ngồi, thành tề, hạ 72, thế gian hà dễ mấy ai nối mình. Hai người công tích rành rành, đến nay ai bảo là anh hùng nào? một người hát xong, người khác lại tiếp luôn, lời ca rằng, vua ta vung lưỡi gươm dẹp loạn, gây cơ đồ hán 400 năm, đời hoàn, linh vận lửa tắt ngấm, gian thần tặc từ tay cầm quyền to, trốn ngự tọa rắn bỏ điềm ngở, nơi ngọc đường cầu mộng yêu ma, bốn phương trộm giặc đổ ra, gian hùng lũ lượt theo đà múa may, chúng ta chỉ vỗ tay nói tiếu, buồn ra hàng chén rượu cho vui. Một mình sung sướng thảnh thơi, chẳng cầu tiếng để muôn đời làm chi, hai người hát xong vỗ tay cười ầm lên huyền đức nói có lẽ ngọa long ở trong này liền xuống ngựa bước vào thấy hai người đương dựa bàn đối nhau uống rượu một người mặt trắng dâu dài một người mặt mũi khôi ngô huyền đức vái rồi hỏi thưa hạ ông ông nào là ngọa long tiên sinh người dâu dài hỏi lại ông là ai tìm ngọa long làm gì huyền đức đáp thưa tôi là lưu bị muốn tìm tiên sinh để cầu mưu giúp đời yên dân người dâu dài nói, chúng tôi không phải là Ngọa Long mà là bạn Ngọa Long đấy thôi. Tôi là Thạch Quảng Nguyên ở Dĩnh Châu, ông này là Mạnh Công Thành ở Nhữ Nam. Huyền Đức Mừng, nói, tôi được biết đại danh của hai tiên sinh đã lâu, nay được bái yết, thực là may quá. Nhân tôi có mang theo cả ngựa, xin mời hai tiên sinh cùng đến nhà Ngọa Long với tôi. Quảng Nguyên nói, chúng tôi là bọn quê mùa, chẳng biết đâu đến những việc trị nước yên dân, xin đừng bận lòng hỏi chúng tôi những việc ấy mời ông cứ lên ngựa đi tìm ngọa long, huyền đức từ giã hai người rồi lên ngựa đi thẳng đến ngọa long cương. Tới trước nhà, gõ cửa, hỏi tiểu đồng, hôm nay, tiên sinh có nhà không? Tiểu đồng đã, đang ngồi trên nhà xem sách, huyền đức mừng lắm, theo ngay tiểu đồng đi vào, đến cửa giữa, nhìn thấy câu đối, đạm bạc dĩ minh trí, ninh tĩnh nhi trí viễn, huyền đức đương xem câu đối, lại nghe có tiếng ngâm thơ, vội vàng đứng nép bên cạnh cửa nhòm vào thấy trên nhà tranh có một thanh niên ngồi ôm gối sưởi cạnh hỏa lò mà hát rằng phượng bay cao khi ngô đồng không chỗ sĩ ẩn mình phi minh chủ không thờ nông thôn vui thú cẩy bừa thảnh thơi đàn sách đợi cơ truyền vần huyền đức đợi hát xong mới bước lên thềm vái chào nói bị lâu nay hâm mộ tiên sinh chưa được dịp nào bái kiến mới đây được từ nguyên trực tiến cử vội đến tiên trang rồi phải về không nay sông pha mưa gió đến đây được chiêm ngưỡng tôn nhan thật may mắn quá Người thanh niên vội đáp lễ, nói, tướng quân có phải là Lưu Dự Châu đến tìm anh tôi không? Huyền Đức ngẩn người, hỏi rằng, thế ra tiên sinh cũng không phải ngọa long sao? Người thanh niên đáp, tôi là Gia Cát quân em ngọa long, chúng tôi ba anh em, anh cả là Gia Cát cần. Hiện đương là Mạc Tân bên tôn trọng mưu ở Giang Đông, khổng minh là anh thứ hai tôi. Huyền Đức hỏi, ngọa long hôm nay có nhà không? Quân đáp, hôm qua vừa có tôi Châu Bình đến rủ đi chơi rồi. Huyền Đức hỏi đi chơi đâu? Quân nói, khi thì bơi chiếc thuyền nhỏ chu du trên sông, khi thì thăm hỏi các nhà sư trên núi, khi thì tìm anh em bạn ở chốn hương thôn, khi thì vui gảy đàn, đánh cờ trong hang núi. Anh tôi đi, ở bất thường không biết đâu mà tìm. Huyền Đức nói, tôi thực là duyên mỏng phận hèn, hai phen đi đều không được gặp đại hiền. Quân nói, mời ngài hãy thư thả ngồi chơi sôi nước. Trương Phi nói, tiên sinh ấy đã đi vắng xin đại huynh lên ngựa về thôi. Huyền Đức nói, ta đã cất công đến đây, chẳng lẽ không bày tỏ một đôi lời. Lại hỏi ra cát quân, tôi nghe nói lệnh huynh ngọa long tiên sinh tinh thông thao lược, mài miệt binh thư có phải không? Quân nói, tôi không được biết, Trương Phi nói, hỏi người ta làm gì? Mưa to gió lớn, đại huynh đi về cho sớm, Huyền Đức mắng át đi. Quân nói, anh tôi đi vắng, không dám lưu ngựa xe ở lại lâu, xin để khi khác đáp lễ huyền đức nói tôi đâu dám mong tiên sinh hạ cố vài hôm nữa bị sẽ đến hầu hôm nay nhân đây xin tiên sinh cho mượn bút giấy tôi viết bức thư để lại nhờ chuyển đến lệnh huynh để tỏ ý ân cần của tôi quân đưa bút mực ra huyền đức viết một bức thư như sau bị tôi lâu nay hâm mộ cao danh đã hai lần đến yết kiến đều không được gặp phải trở về ân hận vô cùng tôi trộm nghĩ mình là dòng dõi nhà hán lạm hưởng danh tước mà nay trông thấy triều đình suy sụp kỳ cương dối ghen, gian hùng loạn nước, giúp dân, nhưng kém tài kinh luân, cho nên mong ngóng tiên sinh mở lòng nhân từ trung nghĩa, đứng ra trổ hết tài lớn của lã vọng, thi thố hết kế lạ của tử phóng, thì thiên hạ may lắm. Xã tắc may lắm, này trước có mấy lời bày tỏ với tiên sinh, bị xin về tắm gội ăn chay, đến bái tôn nhan một lần nữa, để giải lòng quê kịch, xin tiên sinh soi xét cho, huyền đức viết thư xong, đưa gửi ra cát quân rồi từ biệt ra về quân tiễn ra tận cửa, huyền đức còn ân cần, dặn đi dặn lại đôi ba lần. Huyền đức vừa lên ngựa sắp đi, thì thấy tiểu đồng đứng ngoài bờ rào vẫy tay nói, lão tiên sinh đã đến, lưu bị nhìn ra thấy bên phía tây chiếc cầu nhỏ, có một người đội mũ ấm trùm đầu, mặc áo hồ cừu, cưỡi con lừa, theo sau một tiểu đồng mặc áo xanh đi hầu, tay sách một bầu rượu, đường rẽ tuyết đi lại. Qua cái cầu nhỏ đang ngâm một bài thơ, một đêm gió lạnh lùng, muôn dạm mây đỏ ối bời bời hoa tuyết bay, nước non hình sắc nổi, ngẩng mặt trông trên trời, tưởng là rồng ngọc trọi, vây mai tua tủa bay, một lát khắp bốn cõi, cưỡi lửa qua cầu con, than vì mai gầy cỗi, huyền đức nghe ngâm xong, nói rằng, đây hẳn là ngọa long rồi, rồi nhảy xuống ngựa, bước tới chào, nói, tiên sinh sông pha rét mướt, nhọc mệt lắm nhỉ, bị này đợi mãi tiên sinh, người ấy vội xuống lửa, đáp lễ. Gia Cát Quân ở đàng sau nói, đây là Hoàng Thừa Ngạn, ông nhạc anh tôi đó không phải ngọa long đâu. Huyền Đức nói, vừa rồi nghe câu thơ ngài ngâm rất cao nhã, thừa ngạn hỏi, nhân lão phu xem bài, lương phủ ngâm, ở nhà con rể có nhớ được một đoạn. Nay qua cầu nhỏ, chợt thấy cây hoa mai bên rào, nên sực nhớ lại đọc chơi, không ngờ quý khách nghe thấy. Huyền Đức nói, ngài đã gặp lệnh tế chưa? Thừa ngạn đáp, lão cũng đương đến tìm ngọa long đây. Huyền Đức nghe xong, từ biệt hoàng thừa ngạn, rồi cưỡi ngựa về đang cơn mưa tuyết dữ dội, huyền đức vừa đi vừa ngoảnh lại ngắm gò ngọa long, buồn rầu không biết ngần nào. Đời sau có thơ vịnh cảnh đương cơn mưa tuyết, huyền đức đến thăm khổng minh rằng, sông pha mưa gió kiếm hiền tài, lưỡng thững về xuân dạ cảm hoài, chi chít khe cầu hoa tuyết đóng, lạnh lùng yên ngựa dặm đường dài, chạm đầu là tả hoa lê rụng, vướng mắt tơi bời hoa liễu rơi, ngoảnh rừng roi nhìn trốn cũ, trói lòa ánh bạc ngọa long phơi. Từ khi huyền đức về tân giã ngày tháng thấm thoát đã sang xuân mới, liền sai người đem cỏ thi ra bói, kén chọn ngày tốt, ăn chay ở sạch ba ngày, tắm gội hôn hương, thay quần đổi áo, rồi sang gò ngọa long ít khổng minh. Quan, trương được tin cũng phát chán, kéo nhau vào can. Thế là, cao hiền chưa phục anh hùng giỏi, khiêm tốn làm cho hào kiệt nghi, chưa biết chuyện ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 38, lòng trung quyết kế thiên hạ chia ba, tôn thị báo thù. Trường Giang đại chiến, lại nói, Huyền Đức hai lần đi không được gặp Khổng Minh lại định đi lần nữa. Quan công nói, huyền trường đã hai lần thân đến nhà bái yết, lễ nghi như vậy là quá hậu rồi. Có lẽ ra cắt lượng cũng chỉ có hư danh, không có thực tài nên mới tránh mặt không cho gặp đấy thôi. Sao huynh trường quá sùng bái người ấy làm vậy? Huyền Đức nói, không phải thế đâu, ngày xưa Tề Hoàn Công muốn đi cầu một người quê mùa ở Đông Quách, năm lần đi mới được gặp huống chi ta muốn cầu một bậc đại hiền trương phi nói đại huynh nhầm đó gã nhà quê đó sao gọi là đại hiền nữa thôi chuyến này không cần đại huynh đi nữa nếu hắn không đến em sẽ lấy thừng trói điệu về đây là ổn chuyện huyền đức mắng chú không nhớ việc văn vương ngày xưa đi cầu khương tử nha văn vương còn kính người hiền như thế nào à chú sao vô lễ quá vậy lần này chú đừng đi nữa để ta đi cùng vân trường thôi Phi nói hai anh đều đi cả, tiểu đệ ở nhà làm gì? Huyền Đức nói nếu muốn đi thì không được thất lễ. Phi vâng theo nói rồi ba người cưỡi ngựa cùng bọn tùy tùng đến Long Trung. Còn cách liều tranh độ nửa dặm, Huyền Đức xuống ngựa đi bộ gặp gia cát quân. Huyền Đức vội vàng thi lễ hỏi lệnh huynh hôm nay có nhà không? Quân đáp anh tôi mới về chiều qua tướng quân đến hôm nay thì gặp nói rồi ung dung đi ra huyền đức nói phen này may được gặp tiên sinh đây trương phi nói người này mới vô lễ chứ dẫn luôn bọn ta vào nhà thì đã mất gì sao cứ cắm đầu đi thẳng huyền đức nói ai có việc người nấy bắt buộc người ta sao được ba người lại đi đến trước nhà gõ cửa tiểu đồng ra mở cửa nói tiên sinh hôm nay có nhà nhưng đương ngủ huyền đức nói đã vậy xin đừng báo tin vội rồi dặn quan trương hãy đứng trực ngoài ngõ Huyền Đức gión rén đi vào, thấy Khổng Minh đương nằm ngủ trên ghế. Huyền Đức bèn chắp tay đứng trực dưới thềm, được một lúc lâu, Khổng Minh vẫn chưa dậy, quan, trương đứng đợi ngoài ngõ mãi, chẳng thấy động tĩnh gì, mới lẻn vào xem, thì thấy Huyền Đức vẫn chắp tay đứng hồng. Trương Phi giận lắm, bảo Vân Trường rằng, lão tiên sinh này sao kiêu kỳ lắm thế, thấy anh ta đứng thế kia, nó càng giả vờ ngủ khi không dậy. Để em ra sau nhà cho một mồi lửa, Xem nó có phải dậy không? Vân Trường can mãi, Trương Phi mới thôi. Huyền Đức bắt hai người phải ra ngoài đứng đợi, rồi trông vào trong nhà, thấy Khổng Minh dở mình, nhưng rồi lại quay mặt vào vách tường ngủ yên. Tiểu Đồng toan lại đánh thức, Huyền Đức bảo chớ nên đánh thức vội, rồi lại đứng đợi một lúc nữa. Khổng Minh mới tỉnh giấc, miệng ngâm bài thơ rằng: Mơ màng ai tỉnh trước, bình sinh ta biết ta, thềm tranh giấc xuân đẫy, ngoài song bóng ác tà. Ngâm xong, Khổng Minh mới quay ra hỏi Tiểu Đồng rằng, có tục khách nào đến đây không? Tiểu Đồng thưa, có Lưu Hoàng Thúc đứng đợi đây đã lâu lắm. Khổng Minh liền vùng dậy nói, sao không báo tin ngay? Để ta dậy thay áo đã, rồi đi vào nhà trong, một lúc mới mặc áo đội khăn chỉnh tề ra tiếp. Huyền Đức thấy Khổng Minh mình cao tám thước, mặt đẹp như ngọc, đầu đội khăn lượt, mình mặc áo cánh hạc, hình dáng thanh thoát như tiên. Huyền Đức lại thụp xuống đất nói rằng, tôi là kẻ ngu hèn, dòng dõi nhà hán quê ở quận trác lâu nay được nghe tiếng lớn tiên sinh như sấm bên tai đã hai lần đến hầu đều chưa được gặp tôi có viết bức thư nhờ đệ tới không biết đã được tiên sinh xem đến chưa khổng minh nói tôi là một người quê mùa ở nam dương tính quen lười biếng mấy lần đội ơn tướng quân có lòng hạ cố tự nghĩ thấy hổ thẹn vô cùng hai người chào lễ nhau xong bèn phân môi chủ khách ngồi chơi tiểu đồng bưng trà lên Uống xong, Khổng Minh nói, tôi xem bức thư tướng quân, biết là lòng tướng quân đêm ngày lo việc dân việc nước. Nhưng vì lượng này tuổi còn trẻ, tài còn kém, chưa đáp được lòng mong mỏi của ngài. Huyền Đức nói, không có lẽ những lời của Tư Mã Đức Tháo và Từ Nguyên Trực đều lầm cả hay sao? Mong tiên sinh đừng chê kẻ ngu hèn này mà dạy bảo cho. Khổng Minh nói, Đức Tháo, Nguyên Trực thực là cao sĩ trong đời, lượng này là một kẻ đi cầy dám đâu bàn việc thiên hạ. Hai ông ấy tiến cử lầm người rồi, xin tướng quân chớ vứt ngọc quý mà tìm đá vôi. Huyền Đức nói những bậc trượng phu mang tài kinh bang tế thế, há chịu chết già trong chốn lâm tuyền hay sao? Xin tiên sinh hãy trông đến đời sống của muôn dân, dạy bảo cho điều hay lẽ phải để đầu óc mờ tối của tôi được sáng tỏ ra. Khổng Minh cười nói xin cho biết chi của tướng quân. Huyền Đức bảo người nhà lui ra rồi nói nhà Hán nghiêng đổ kẻ gian thần cướp quyền, vị này không lượng sức mình, muốn đem sức lớn mà bỏ ra với thiên hạ, nhưng tài nông trí cạn, chẳng làm nên trò chống gì. Xin tiên sinh hãy mở mắt giúp cho và cứu bị đang cơn vận khốn, thì thật là may mắn. Khổng Minh nói, từ khi đồng trác phản nghịch đến nay, hào kiệt bốn phương trỗi dậy. Như tào tháo thế kém viên thiệu mà đánh được thiệu, đó không phải chỉ có thiên thời mà cũng có mưu người nữa. Này Tháo đã cầm được quân trăm vạn, mượn tiếng thiên tử để khống chế chư hầu xem đó thật không thể tranh giành với hắn được tôn quyền giữa đất giang đông đã được ba đời đất đai hiểm trở mà lòng dân lại quy phục xem thế giang đông cũng chỉ dùng để giúp ta chớ không thôn tính được duy chỉ còn kinh châu phía bắc có sông hán sông miền kéo dài đến tận nam hải phía đông nối liền với ngô hội phía tây thông vào ba thục chỗ ấy là đất dụng võ phải có chúa giỏi mới giữ nổi chơi để dành riêng cho tướng quân đó tướng quân nghĩ sao, lại còn ích châu, hình thế hiểm trở, ruộng đất phí nhiêu nghìn dặm, thực là một vựa thóc của trời. Cao tổ ngày xưa cũng do nơi đó mà dựng thành nghiệp đế. Này nghiêu trương ngu si hèn yếu, dân nhiều, nước giàu mà không biết trông coi, những người hiền tài đều chỉ mong được vua sáng mà thờ. Tướng quân đã là dòng dõi nhà vua, tin nghĩa tỏa ra bốn bể, thu nạp anh hùng, mong người hiền như khát nước, nếu tướng quân gục được châu kinh châu ích, giữ vững nơi hiểm trở, mặt tây hòa với các tộc, mặt nam phủ dụ các nước di, Việt, ngoài thì liên kết với tôn quyền, trong thì sửa sang việc chính trị, đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân kinh châu tiến sang huyền lạc, còn tướng quân thì đem quân ích châu tiến xa tần xuyên, nhất định chăm họ phải đem giỏ cơm bầu nước đến đón tướng quân. Nếu được như thế, nghiệp lớn mới thành, nhà Hán mới phục hưng được. Đó là việc mà Lượng bày tỏ với tướng quân, tướng quân thử xét xem. Nói xong, Sai tiểu đồng đem bản đồ treo giữa nhà, rồi trò bảo Huyền Đức rằng, đây là địa đồ 54 châu ở Tây Xuyên, tướng quân muốn thành nghiệp bá thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở phía bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ở phía nam, còn tướng quân thì nắm vững lấy nhân hòa. Trước hãy chiếm Kinh Châu làm nơi căn bản, sau lấy đến Tây Xuyên để dựng cơ đồ, hình thành cái thế chân vạc rồi sau mới tính đến Trung Nguyên được. Huyền Đức nghe nói, chắp tay tạ rằng lời nói của tiên sinh, mở sáng chỗ tối tăm cho bị, làm cho bị này như gạt đám mây đen trông thâu đến trời xanh. Nhưng Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Trương ở Ích Châu đều là tôn thân nhà Hán, bị sao nỡ cướp lấy. Khổng Minh nói, ban đêm, Lượng đã xem thiên văn, biết Lưu Biểu cũng không thọ được mấy nỗi nữa. Còn Lưu Trương không phải người chủ lập được cơ nghiệp, sau này kinh, xuyên cũng phải về tay tướng quân cả. Huyền Đức nghe nói, cúi đầu lại tạ, chỉ qua cuộc đàm luận này cũng đủ thấy khổng minh chưa ra khỏi liều tranh mà đã biết tình thế thiên hạ chia ba rồi. Thật ngàn xưa không ai sánh kịp, người sau có thơ khen rằng dự châu đang oán bước đường cùng, nay tới Nam Dương gặp ngọa long, muốn biết sau này chia thế vạc, địa đồ cười trỏ, đứng mà trông. Huyền Đức vái mời Khổng Minh và nói, bị tuy danh hèn Đức kém, cũng xin tiên sinh chớ bỏ rơi kẻ ngu hèn này, xuống núi giúp đỡ, bị xin chắp tay cúi đầu nghe lời dạy bảo. Khổng Minh nói, lượng này lâu nay quen tay cầy tay quốc chảnh mảng việc đời, không thể vâng mệnh được. Huyền Đức khóc nói, tiên sinh không xuống núi giúp cho thì trăm họ sẽ ra sao? Nói xong hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả vạt áo. Khổng Minh thấy Lưu bị quả là thành thật, liền nói rằng tướng quân đã không dùng bỏ lượng này xin đem hết tài khuyển mã ra phò tá, huyền đức mừng lắm, lập tức gọi quan, trương vào lại dâng lễ vật, vàng, lụa, khổng minh từ chối không lấy. Huyền đức nói đó không phải là lễ vật đi cầu bậc đại hiền, mà chỉ là để biểu lộ tấm lòng của bị này đó thôi. Khổng minh mới chịu nhận, đêm hôm ấy cả anh em lưu, quan, trương cùng ngủ lại trong trại. Hôm sau, gia cát quân về khổng minh dặn rằng ta chịu ân lưu hoàng thúc ba lần hạ cố không thể từ chối được. Em ở nhà, chăm việc cầy bừa ruộng nương không được bỏ hoang, đợi bao giờ thành công anh sẽ về đây ẩn giật. Đời sau có bài thơ than rằng, chưa bước chân ra vội nghĩ lui, công thành thân thoái chớ quên lời. Chỉ vì tiên chúa đinh ninh dặn, ngũ trưởng cao xa lúm ngậm ngùi, lại có một bài cổ phong như sau, kiếm cao hoàng vung ba thước ngắn, núi mang đằng máu rắn chứa chan, giết tần phá sở gian nan, hàm dương truyền kế hai trăm năm trời vua quang vũ nối ngôi đông lạc đến hoàn linh cơ nghiệp nghiêng xó hứa xương vô hiến rời đô anh hùng bốn bể ồ ồ nổi lên tào tháo đã chuyên quyền được thể tôn quyền dựng nghiệp giang đông dự châu một phận long đong nương mình tân giã cô cùng một nơi ngọn long vốn là người đại trí quân trong tay chia vị chính kỳ nhận lời từ thứ khi đi liều tranh ba lượt nằn nì thăm coi tuổi tiên sinh mới 27, mươi xếp cầm thư ra khỏi điền viên lấy kinh rồi lại lấy xuyên ra tay kinh tế cán tuyền càn khôn lời đầu lưỡi khua cơn sấm gió mẹo trong lòng sáng tỏ trăng cao rồng bay hồ giữa khác nào xưa nay có một tiếng cao muôn đời ba anh em huyền đức từ biệt ra cát quân rồi cùng khổng minh về tân giã huyền đức đã tôn khổng minh và bậc thầy ăn cùng một bàn ngủ cùng một chiếu hàng ngày chỉ bàn việc thiên hạ khổng minh nói tào tháo ở kinh châu đảo ao huyên vũ để tập thủy quân tất có ý muốn xâm chiếm giang nam ta nên sai người qua sông, dò xem tình hình ra sao. Huyền Đức nghe lời, sai người sang Giang Đông, lại nói từ khi tôn sách mất, tôn quyền chấn giữ Giang Đông, nối lại cơ nghiệp của Phụ Hoàng dùng nhiều hiền sĩ, mở một nhà tiếp khách ở Ngô Hội, sai cố ung, trương hoành ra đó chiêu đãi tân khách bốn phương. Suốt mấy năm liền, họ lần lượt tiến cử nhau rất nhiều, như Hám Thạch, tự là Đức Nguyện ở Cối Kê, Nghiêm Tuấn, tự là Man Tài ở Bành Thành. Tiết Tôn tự là Kính Văn ở huyện Bái, Trình Bình tự là Đức Khu ở Nhũ Dương, Chu Hoàn tự là Hưu Mục và Lục Tích tự là Công Kỳ ở Ngô Quận, Trương Ôn tự là Huệ Thứ ở Nước Ngô, Lạc Thống tự là Công Tục ở Ô Thương, Ngô Sán tự là Khổng Hưu ở Ô Trình, tất cả đều tấp nập kéo đến Giang Đông. Tôn quyền kính trọng, tiếp đãi rất hậu, lại được mấy tướng giỏi nữa, như Lã Mông tự là Tử Minh ở Nhữ Dương, Lục Tốn tự là Bá Ngôn ở Ngô Quận, từ Thịnh Tử là Văn Hướng ở Lương Gia, Phan Trương Tử là Đông Khê ở Đông Quận, Đinh Phụng Tử là Thừa Uyên ở Lư Giang. Văn võ bấy nhiêu người đồng tâm giúp đỡ, cho nên Giang Đông nổi tiếng là thu nạp được nhiều người tài giỏi. Năm Kiến An thứ bảy, Tào Tháo phá được viên thiệu rồi, sai sứ sang Giang Đông bảo Tôn Quyền cho con sang chầu vua. Tôn Quyền còn do dự chưa định, Ngô Thái Phu Nhân mời gọi bọn Chu Du, Trương Chiêu đến bản bạc. Trương Chiêu nói, Tào Tháo dụ ta cho thế tử vào trầu tức là dùng thế kiềm chế chư hầu đó. Nếu không đi, Tháo kéo đại quân sang đánh Giang Đông, tình hình sẽ nguy ngập. Chu Du nói, tướng quân thừa kế cơ nghị ép của cha anh, thâu gồm được cả nhân dân sáu quận, binh mạnh lương nhiều, tướng sĩ hết lòng, có việc gì bức bách mà phải đặt con tin với người ta. Đưa con tin đến rồi tất phải phục tùng họ Tào, khi hắn có lệnh, đòi ta không đi không được như thế chẳng hóa ra cúi đầu chịu cho người ta kiềm chế hay sao? Cứ ý tôi thì không nên cho thế tử vào chầu, đợi sự biến xảy ra, lúc ấy ta sẽ có kế hay đối phó. Ngô Thái Phu Nhân nói, công cần nói phải đó, tôn quyền nghe theo, khước từ sứ giả, không cho con vào chồng. Từ đó Tào Tháo có ý muốn đánh Giang Nam, chỉ vì việc phương Bắc chưa yên, nên chưa rảnh tay cất quân Nam Trinh được. Đến tháng 11 năm kiến An Thư Tám, Tôn Quyền dẫn quân đánh Hoàng Tổ hai bên đánh nhau trên sông Đại Giang, quân tổ thua chạy. Bộ tướng Tôn Quyền là Lăng Tháo, bơi một chiếc thuyền nhỏ vào hạ khẩu, bị tướng địch là Cam Ninh bắn chết. Còn Lăng Tháo là Lăng Thống mới 15 tuổi, dáng sức cướp lại thay cha đem về. Quyền thấy chiều gió không lợi, thu quân về Đông Ngô. Lại nói, em Tôn Quyền là Tôn Dực làm thái thú ở Đan Dương, tinh nóng lại hay rượu, khi say thường hay đánh đập quân lính đốc tướng ở đan dương là vì lãm và quân thừa là đái viên vẫn có ý muốn giết dực hai người liên kết bạn tâm phúc với tên tùy tùng của tôn dực là biên hồng cùng nhau bàn âm mưu giết dực hồi ấy các huyện lệnh và tướng tá đều họp nhau ở đan dương dực mở tiệc khoản đãi vợ dực là từ thị xinh đẹp lại thông minh có tài bói dịch hôm ấy từ thị bói một quẻ rất xấu khuyên chồng đừng ra tiếp khách dực không nghe đến chiều tiệc tan Biên Hồng theo dược ra ngoài cửa sổ và rút dao chém chết dược. Vì lãm, thái viên đổ tội cho Biên Hồng, bắt Hồng đem chém ở chợ. Dược chết rồi, hai người thừa thế cướp đoạt của cải, tỷ thiếp của dược. Vì lãm thấy Từ Thị có nhan sắc, mới bảo rằng ta đã báo thù cho chồng nàng, nàng nên theo ta, nếu không sẽ chết. Từ Thị thưa chồng thiếp chết chưa được mấy ngày, thiếp đâu nỡ thế? Xin hãy gắng đợi đến ngày 30 sửa lễ trừ phục. Rồi sẽ xin theo cũng chưa muộn Lãm đồng ý Từ thị lập tức sai người mật báo Hai tướng tâm phúc cũ của chồng là tôn cao Và phó anh đến Khóc bảo rằng khi chồng thiếp còn sống Vẫn thường bảo hai ông là người trung nghĩa Nay hai thằng giặc vì Đái giết chồng thiếp Rồi vu cho biên hồng Cướp cả của cải cho trí kẻ hầu người ở Đem chia nhau Vì lãm lại muốn chiếm cả thân thiếp nữa Thiếp đã phải giả cách vâng lời cho yên lòng nó Hai tướng quân nên sai người sớm khuya báo tin với Ngô Hầu, một mặt lập kế để trừ hai thằng giặc ấy để rửa thù này, thì kẻ sống người thắc ai cũng hàm ân. Từ Thị nói xong bèn sụp xuống lạy, "Tôn cao, phó anh cùng khóc nói, hai chúng tôi ngày xưa đều được đội ơn phu quân, nay chúng tôi còn cố sống lại, cũng là để tìm kế báo thù cho chủ." Phu nhân đã sai khiến, dám đâu không hết sức, bèn mật sai người tâm phúc đi báo Tôn Quyền, đến tối 30, Từ Thị gọi Tôn phó đến trước, mai phục ở sau màn trong phòng ngủ, rồi bày đồ tế lễ. Tế xong, nàng bỏ áo tang ra, tắm gội sông hương, trang điểm lịch sự, cười nói tự nhiên. Vì lãm thấy vậy mừng lắm, đến đêm, từ thị sai hoàn ra mời lãm vào phủ, mở tiệc uống rượu. Rượu say rồi, từ thị mời lãm vào phòng ngủ, lãm mừng quính, lảo đảo bước vào. Từ thị bèn hô rằng, hai tướng quân tôn, phó đâu rồi, hai tướng từ trong màn, vác đao nhảy ra, vì lãm chưa kịp trở tay, đã bị phó anh chém một nhát ngã vật xuống đất. Tôn cao lại bồi thêm một nhát nữa, lãm chết ngay. Từ thị lại cho mời cả đái viên đến, viên vừa đến cửa, cũng bị tôn, phó giết nốt. Hai người sai bắt giết sạch họ hàng, bè đảng của họ vì và họ đái. Từ thị lại mặc đồ tang phục, và mang đầu vì lãm, đái viên tế trước linh vị chồng. Được mấy ngày, tôn quyền dẫn quân mã đến Đan Dương thấy từ thị đã trừ được hai tên giặc vì đái rồi liền phong cho tôn cao phó anh làm nha môn tướng sai giữ đan dương rồi đem từ thị về dưỡng lão người giang đông ai cũng khen đức họ từ đời sau có thơ rằng lập mẹo trừ gian báo nghĩa chồng khôn ngoan tỏ mặt nữ anh hùng tục thần theo giặc trung thần chết mở mắt nhìn xem khách mã hồng lại nói đồng ngô hồi ấy đã bình định được bọn giặc cướp ở các vùng rừng núi trên sông đại giang chiến thuyền có hơn 7.000 chiếc. Tôn quyền cử Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy cả thủy lục quân mã. Đến tháng 10 năm kiến an thứ 12, mẹ Tôn quyền là ngô thái phu nhân bị bệnh nguy cấp lắm đòi Chu Du. Trương Chiêu đến trước màn bảo rằng ta vốn là người nước ngô, thuở nhỏ cha mẹ mất sớm, cùng với em ta là ngô cảnh rời sang Việt Trung, sau ta lấy họ Tôn, sinh được bốn con. Con trưởng là sách, lúc nó ra đời, ta nằm chiêm bao thấy nuốt mặt trăng vào bụng, con thứ hai là quyền lúc đẻ ta nằm chiêm bao thấy nuốt mặt trời. Thầy bói nói rằng, mơ thấy nặt trời, mặt trăng chui vào bụng tất sinh quý tử. Chẳng may sách mất sớm, nay trao cả cơ nghiệp giang đông giao phó cho quyền. Mong các người hết lòng giúp đỡ, ta có chết cũng được yên tâm. Lại dặn tôn quyền con phải thờ tử bố và công cần như bậc thầy. Em gái ta cũng lấy cha con, tức là mẹ của con đấy, một mai ta nằm xuống con phải thờ phụng như mẹ vậy còn em gái con cũng phải nuôi dưỡng chu đáo và kén một người chồng giỏi cho nó nói xong thì mất tôn quyền thương khóc rồi làm lễ tống táng đến mùa xuân năm sau tôn quyền bàn muốn sang đánh hoàng tổ trương chiêu can có tang chưa đầy năm không nên cất quân vội chu du nói việc báo thù rửa hận cần gì phải đợi hết tang quyền còn do dự chưa quyết thì Bắc Bình Đô Ý Lã Mông vào thưa rằng tôi giữ cửa sông bỗng có Cam Ninh là bộ tướng của Hoàng Tổ đến hàng. Tôi hỏi kỹ mới biết rằng Ninh Tự là Hưng Bá, quê ở Lâm Giang, thuộc ba quận. Hắn lò thông kinh sử, sức khỏe mạnh, tính hào hiệp, thường vẫn tụ họp những kẻ lánh nạn, tung hoành khắp trốn giang hồ. Hắn đeo một cái chuông đồng, lắc chuông lên ai nghe cũng phải xa lánh. Lại thường dùng gấm Tây Xuyên làm buồm thuyền, người bấy giờ gọi là giặc buồn gấm. Về sau, Cam Ninh hối lại, đổi nét giữ, làm điều thiện, đem quân đến hàng lưu biểu, nhưng thấy biểu hèn kém, muốn sang theo Đông Ngô, lại bị Hoàng Tổ giữ lại ở hạ khẩu. Mới rồi, Đông Ngô đến đánh, Tổ cũng nhờ có sức Cam Ninh, mới lấy lại được hạ khẩu. Nhưng Tổ bạc đãi Cam Ninh lắm, đồ đốc là Tô Phi nhiều lần tiến cử với Tổ, nhưng Tổ bảo, Ninh là bọn thủy tặc, trọng dụng làm gì? Do đó Ninh oán giận. Tô Phi biết ý, liền đặt tiệc mời Cam Ninh đến nhà, bảo rằng, tôi đã nhiều lần tiến cử ông, nhưng Chúa Công nhất định không dùng, ngày tháng thoi đưa, đời người thấm thoát, ông nên lo xa. Tôi đã xin cho ông làm huyện trưởng huyện Ngạc, để ông dễ đường ra đi hay ở lại, nhờ đó Ninh qua được hạ khẩu, muốn đến Giang Đông, lại e Giang Đông oán việc giúp Hoàng Tổ giết Lăng Tháo ngày trước. Tôi nói, Chúa Công mong người hiền như lúc khát cầu nước, không nhớ oán cũ đâu và lúc đó ai cũng thờ chủ người nấy, việc gì mà oán giận. Ninh mừng rỡ liền dẫn quân sang sông định ra mắt chúa công, xin chúa công định đoạt. Tôn quyền mừng lắm, nói ta được hương bá, chắc phá được hoàng tổ, rồi sai lã mông dẫn cam ninh vào, ninh chào lại xong, quyền nói hương bá về đây, ta thật hả lòng, lẽ nào còn nhắc đến oán hơn. Xin chớ nghi ngờ, hãy cứ bảo ta kế phá hoàng tổ. Ninh nói, nay vận nhà Hán mỗi ngày một suy. Tào Tháo thế tất cướp lấy ngôi vua và cướp lấy Nam Kinh. Liêu biểu không có chi lớn, con lại ngu hèn, không thể giữ nổi cơ nghiệp. Mình công nên tính sớm, nếu để chậm thì Tào Tháo nhấc tay trên mắt. Giờ đây, nên đánh hoàng tổ trước, tổ già lẫn lại tham lam xâm phạm của dân. Ai cũng oán ghét, khi giới bỏ gì, quân không có kỷ luật gì. Nếu Minh công sang đánh tất phá được tổ, phá được hoàng tổ rồi, khua trống vào phía Tây, giữ cửa sở đánh lấy ba, thục. Như thế nhất định nghiệp bá phải thành, tôn quyền mừng rỡ nói, đó thật là những lời vàng ngọc, liền cử Chu Du làm đại đô đốc, tổng chỉ huy thủy lục quân, lã mông làm tiền bộ tiên phong, đồng tập, cam ninh làm phó tướng, quyền tự dẫn 10 vạn đại quân đi đánh hoàng Tổ. Quân do thám được tin vội về báo giang hạ, hoàng tổ vội họp phó tướng lại bàn bạc, sai tô phi làm đại tướng, trần tựu, đặng long làm tiên phong đem hết quân giang hạ ra đón đánh trần tửu đặng long mỗi người dẫn một đội chiến thuyền chẹn ngang miệng khẩu trên mỗi chiến thuyền đều gài hơn nghìn cung nỏ cứng lại lấy dây xích buộc rằng các thuyền vào với nhau trống trên thuyền vang dậy cung nỏ bắn ra tua tùa quân đông ngô kéo đến nhưng không sao tiến lên được phải lùi xa vài dặm cam ninh bảo đông tập rằng việc đã thế này không tiến cũng không xong lập tức lựa hơn trăm chiếc xuồng mỗi chiếc dùng 50 tên quân tinh trắng trong đó 20 người bơi xuồng, còn 30 người đều mặc áo giáp, tay cầm phảng, xông thẳng đến cạnh chiến thuyền bên địch, bất chấp tên đạn, lăn xả vào chặt đứt dây xích, các thuyền đều quay ngang cả. Cam Ninh nhảy vọt lên thuyền, chém chết Đặng Long, Trần Tựu bỏ thuyền chạy. Lã Mông trông thấy, nhảy ngay xuống xuồng, cầm bơi chèo bơi thẳng vào đội thuyền bên địch, châm lửa đốt. Trần Tựu sắp chạy được lên bờ, lã mông cố trèo đuổi theo sân đến tận trước mặt chém một nhát trần tự chết lăn nhào ra đó đến khi tô phi dẫn quân tới bờ sông để tiếp ứng thì các tướng đông ngô đã kéo ô cả lên bờ thế không đương nổi quân tổ đại bại tô phi đang cắm đầu chạy gặp ngay đại tướng đông ngô là phan trương hai ngựa kể nhau chỉ được vài hiệp tô phi bị trương bắt sống đem đến nộp tôn quyền tôn quyền sai tả hữu hãy bỏ vào xe tù đợi bắt được hoàng tổ, sẽ giết luôn thể, rồi thúc ba quân đêm ngày đánh phá hạ khẩu. Thế là, chỉ vì không dùng giặc buồm gấm đến nỗi ra cho đội chiến thuyền, chưa biết hoàng tổ được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 39, thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế, gò bác vọng, quân sư bắt đầu dùng binh, lại nói, tôn quyền thúc quân công phá hạ khẩu, hoàng tổ hao binh tổn tướng, biết chừng giữ không nổi, liền bỏ giang hạ, chạy về Kinh Châu cam ninh cũng đoán như thế nên đem quân mai phục sẵn ngoài cửa đông tổ dẫn vài chục quân kỵ xông ra ngoài cửa đông đang cắm cổ chạy bỗng có tiếng reo ầm ĩ cam ninh chặn lại tổ ngồi trên ngựa bảo ninh rằng ta chưa hề bạc đãi nhà ngươi nay sao bức nhau quá vậy ninh mắng rằng trước giang hạ lập bao nhiêu công lao thế mà ngươi vẫn coi ta là giặc cướp sông nay còn muốn gì hoàng tổ thấy xin không được bèn tế ngựa chạy cam ninh thúc quân rượt tới đường đuổi lại nghe thấy sau núi có tiếng reo hò, Ninh ngoảnh lại xem ai thì hóa ra là trình phủ. Ninh sợ phủ đến tranh công, vội dương cung đặt tên bắn một phát, hoàng tổ lăn xuống ngựa, Ninh chặt lấy đầu quay ngựa trở lại, phối hợp với quân trình phủ, cùng về ra mắt tôn quyền, dâng đầu hoàng tổ. Quyền sai bỏ vào hòm gỗ, đợi khi về Giang Đông sẽ đặt lên tế bố rồi trọng thưởng cho ba quân, và thăng cam Ninh lên chức đô úy. Tôn Quyến bản muốn chia quân giữa Giang Hạ, trương chiêu nói không nên giữ cái thành trơ trọi ấy làm gì hãy rút quân về giang đông lưu biểu được tin ta phá hoàng tổ tất lại báo thù ta đem quân nghỉ ngơi đánh quân khó nhọc chắc thắng lưu biểu biểu thua ta sẽ thừa thế đánh dấn đi kinh tương nhất định về tay ta quyền nghe lời liền rút hết cả quân về giang đông dọc đường tô phi ở trong xe tù mật sai người cầu cứu cam ninh ninh nói điều đó phi chẳng nói ta cũng đã nghĩ đến khi đại quân về đến ngô hội, tôn quyền sai đem chém tô phi, để lấy đầu phi và đầu tổ dâng lên tế bố. Cam ninh vào ra mắt tôn quyền, dập đầu xuống lại, kêu rằng tôi trước kia không gặp được tô phi, thì xương thịt ngày nay đã lấp đầy rãnh rồi còn đâu được gắng sức hầu hạ dưới cờ của tướng quân. Tội phi thực đáng chết, nhưng cũng vì chút như ấy, tôi xin đem nộp lại chức để chuộc tội cho phi. Quyền nói, hắn từng ban ơn cho ngươi, nên ta vì ngươi mà tha cho hắn nhưng nếu hắn trốn mất thì sao? Ninh nói phi được thoát chết sẽ đội ơn chúa công vô cùng. lẽ đâu còn trốn? nếu phi trốn đi, tôi xin đem đầu nộp dưới thềm. tôn quyền bèn tha cho tô phi chỉ đem đầu hoàng tổ làm lễ tế bố. tế xong quyền họp đại hội văn võ mở tiệc ăn mừng. đường khi chén tạc chén thù bỗng thấy một người đứng dậy khóc giống lên rồi rút gươm toàn chém cam ninh. cam ninh vội vác ghế đỡ tôn quyền giật mình nhìn ra là lạc thống trước kia khi cam ninh ở giang hạ bắn chết cha thống nay thấy mặt ninh thống liền muốn báo thù quyền vội vàng ngăn lại bảo thống rằng hưng bá bắn chết cha ngươi bấy giờ ai cũng thờ chủ người nấy không thể không gắng sức nay đều là người một nhà lại còn nhắc đến thù cũ làm gì muôn việc phải nể mặt ta mới được lạc thống dập đầu khóc to nói cái thù không đội trời chung này không thể không báo quyền và các quan khuyên can mãi, lạc thống chỉ trừng mắt nhìn Cam Ninh. Ngày hôm ấy, Tôn Quyền sai Cam Ninh dẫn 5.000 quân và 100 chiếc thuyền ra chấn thủ hạ khẩu để tránh mặt lạc thống. Lại phong thêm cho thống làm đô úy, thống phải nhịn, nhưng bụng vẫn căng. Từ đó Đông ngô đóng nhiều chiến thuyền, chia quân phòng thủ bờ sông, sai tôn tĩnh dẫn một đạo quân giữ ngô hội. Quyền tự lĩnh đại quân đóng ở sái tang, Chu Du hàng ngày luyện tập thủy quân ở Hồ Phiên Dương để phòng khi đánh dẹp. Lại nói, huyền Đức sai quân đi thăm dò tin tức Giang Đông, quân về báo Đông Ngô đã phá vỡ Hoàng Tổ rồi, nay đương đóng quân ở Sài Tăng. Huyền Đức mời Khổng Minh đến bàn bạc, đang nói chuyện chợt có sứ của Lưu Biểu đến mời Huyền Đức sang Kinh Châu bàn việc. Khổng Minh nói chắc là vì Giang Đông phá vỡ Hoàng Tổ, nên Lưu Biểu mới cho mời sứ quân sang bàn kế báo thù. Tôi xin đi cùng, tùy cơ ứng biến sẽ có mẹo hay. Huyền Đức nghe lời, để quan công ở lại giữ tân giã và sai trương phi dẫn 500 binh mã đi theo sang Kinh Châu. Huyền Đức ngồi trên ngựa, hỏi Khổng Minh rằng, nay vào gặp cảnh thăng nên đối đáp thế nào? Khổng Minh nói, trước hết nên xin lỗi vụ tương dương đã, nếu biểu sai chúa công sang đánh Giang Đông không nên nhận lời ngay. Chỉ nói hãy về tân giã thu xếp quân mã đã, Huyền Đức nghe theo, đến Kinh Châu, Huyền Đức vào nhà khách nghỉ ngơi, để Trương Phi đóng quân ngoài thành, rồi cùng khổng minh vào ít kiến lưu biểu. Làm lễ xong, Huyền Đức đứng dưới thềm xin lỗi, biểu nói ta đã biết rõ vụ hiền đệ bị mưu hại rồi, lúc đó ta định chém ngay sái mạo để tạ hiền đệ, vì có nhiều người van xin, nên mới tạm tha, xin hiền đệ tha thứ cho ta. Huyền Đức nói, tôi nghĩ việc ấy không can gì đến sai tướng quân mà do người dưới đấy thôi. Lưu biểu nói, nay giang hạ thất thủ, hoàng tổ bị giết, nên mời hiền đệ đến bàn kế báo thù. Huyền Đức nói, Hoàng Tổ tính thô bảo, không biết dùng người, mới gặp vạ ấy. Này nếu ta cất quân Nam Trinh, lỡ Tào Tháo ở mặt Bắc kéo đến thì làm thế nào? Biểu nói, tôi này tuổi già đau yếu, không làm việc được, hiền đệ nên lại đây giúp tôi. Một mai tôi mất rồi, hiền đệ sẽ làm chủ kinh châu này. Huyền Đức nói, sao anh dậy thế, cái thế như bị này gánh vác sao nổi việc lớn ấy. Khổng Minh đưa mắt ra hiệu cho Huyền Đức, Huyền Đức nói: "Hãy cho thư thả để bị nghĩ một kế hay." Nói rồi, liền cùng Khổng Minh về nhà khách. Khổng Minh nói: "Cảnh Thăng muốn trao kinh châu cho chúa công, sao lại từ chối?" Huyền Đức nói: "Cảnh Thăng đãi ta rất hậu, sao lại nỡ nhân lúc nguy mà cướp cơ nghiệp người ta?" Khổng Minh than rằng: "Thật là một vị chúa nhân từ." Hai người đương nói chuyện, chợt báo có công tử Liêu Kỳ xin vào gặp. Huyền Đức mời vào. Kỳ khóc nói rằng, dì ghẻ cháu ghét cháu lắm, tính mệnh cháu nguy đến nơi, xin chú thương tình cứu cho. Huyền Đức nói, đấy là việc riêng trong nhà cháu, sao lại đi hỏi chú? Khổng Minh mỉm cười, Huyền Đức hỏi kế Khổng Minh. Khổng Minh nói, đấy là việc nhà, tôi không dám biết đến. Một lúc, Huyền Đức tiễn Lưu Kỳ ra đến cửa, rồi ghé vào tay Kỳ nói nhỏ, đến mai ta sai Khổng Minh đến tạ cháu. Cháu nên, như thế, như thế ông ta sẽ có rượu kế kỳ từ tạ ra về hôm sau huyền đức giả cách đau bụng nhờ khổng minh thay mình đến tạ liêu kỳ khổng minh vâng lời đi đến cửa nhà liêu kỳ xuống ngựa vào gặp liêu kỳ kỳ mời vào nhà trong uống nước xong kỳ nói kế mẫu muốn hại kỳ xin tiên sinh cứu cho khổng minh nói lượng là một người khách đâu dám nhúng tay vào việc gia đình của người khác lỡ có điều gì bị lộ thì hại to nói xong đứng dậy cáo từ kỳ nói tiên sinh đã hạ cố đến đây xin đừng vội về liền dắt khổng minh vào phòng uống rượu vừa được vài chén kỳ lại nói kê mẫu không muốn dùng kỳ xin tiên sinh cho một lời giải nguy khổng minh lại nói việc này lượng không dám bàn đến nói xong lại muốn ra về kỳ nói tiên sinh không nói thì thôi sao cứ đòi về khổng minh lại ngồi xuống kỳ nói kỳ có bó sách cổ xin mời tiên sinh lên xem qua một chút Nói rồi Kỳ dắt Khổng Minh lên trên lầu nhỏ. Khổng Minh hỏi, sách đâu? Kỳ khóc nói, kê mẫu không dùng, tính mạng Kỳ đang treo đầu sợi tóc. Tiên sinh nỡ nào không một lời giải cứu, Khổng Minh bực mình đứng dậy, định trở xuống thì thang đã cất đi rồi. Kỳ thưa rằng, Kỳ muốn cầu cứu kế hay, nhưng tiên sinh sợ tiết lộ, nên không chịu nói. Này ở chốn này, trên không đến trời, dưới không đến đất, miệng tiên sinh nói ra, chỉ có tay Kỳ nghe thấy, xin tiên sinh dạy cho. Khổng Minh nói, người sợ không nên làm ly gián người thân, lượng sao dám bày mưu cho công tử. Kỳ nói, tiên sinh không bảo cho, thì mạng kỳ chắc không vẹn toàn. Kỳ xin chết ngay trước mặt tiên sinh, liền rút gươm ra muốn tự vẫn. Khổng Minh vội ngăn lại nói, hãy thong thả ta đã có kế hay đây. Kỳ lẩy, nói, xin tiên sinh dạy bảo ngay cho. Khổng Minh nói, công tử há không biết chuyện thân sinh và trùng nhĩ đây ư thân sinh ở trong thì chết trùng nhĩ ở ngoài thì yên nay hoàng tổ mới chết giang hạ thiếu người phong thủ công tử nên xin đem quân ra giữ ở đó chắc có thể tránh được tai vạ kỳ mừng rỡ bái tạ khổng minh một lần nữa rồi gọi người bắc thang đưa khổng minh xuống gác khổng minh về gặp lại huyền đức thuật lại chuyện ấy huyền đức mừng lắm hôm sau liêu kỳ dâng thư xin đi trấn giang hạ lưu biểu lúng túng cho mời huyền đức vào bàn Huyền Đức nói, Giang Hạ là chốn quan trọng, không nên sai người ngoài, cần phái công tử đi. Việc ở mặt Đông Nam, thì xin huynh trường cùng các cháu đảm đương, còn mặt Tây Bắc, bị xin coi giữ. Biểu nói, mới đây, tôi nghe Tào Tháo ở nghiệp quận đảo Ao Huyền Vũ để luyện tập thủy quân, tất có ý đánh xuống miền Nam, ta cần phải đề phòng. Huyền Đức đáp, em đã biết, xin anh đừng lo, nói rồi, bái tử về tân giã. Lưu biểu sai ngay Lưu kỳ dẫn ngay ba nghìn quân ra trấn thủ giang hà lại nói tào tháo bãi chức tam công tự phong mình làm thừa tướng kiêm cả ba chức ấy cử mao giới làm đông tào duyện thôi viêm làm tây tào duyện tư mã ý làm văn học duyện tư mã ý tự là trọng đạt quê ở hà nội quận ôn con quan doãn kinh triệu là tư mã phong cháu thai thu dĩnh châu tư mã tuấn em quan chủ bà tư mã lãng tháo biên chế quan văn đâu vào đấy rồi bèn họp cả các tướng bàn xuống việc đánh phương Nam. Hạ Hầu Đôn đứng lên nói rằng, gần đây nghe tin Lưu Bị ở Tân Giã, ngày ngày luyện tập quân sĩ. Để vậy, rất có lo về sau, nên sớm liệu đi mới được. Tháo sai ngay Hạ Hầu Đôn làm đô đốc, vô cấm, lý điển, Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo làm phó tướng, lĩnh 10 vạn quân kéo thẳng đến thành Bắc Võng để thừa cơ đánh vào Tân Giã. Tuân Úc can rằng Lưu Bị đã là anh hùng, lại thêm có gia cát lượng làm quân sư, không nên khinh địch. Đôn nói, lưu bị như lũ chuột, thế nào ta cũng bắt được. Từ thư nói, xin tướng quân chớ coi thường huyền đức, nay huyền đức được gia cát lượng giúp đỡ, chẳng khắc hổ thêm cánh đấy. Tháo hỏi, gia cát lượng là người thế nào? Thứ đá, lượng tự là khổng minh, tên hiệu ngọa long tiên sinh, có tài ngang trời dọc đất, có mưu xuất quỷ nhập thần, thật là kỳ sĩ đời nay, không nên xem nhẹ. Tháo hỏi, so với ông thế nào? Thứ nói, tôi đâu dám sánh với lượng. Thứ này chỉ là ánh đom đóm, còn lượng là ánh trăng rằm. Hạ hầu đôn nói, nguyên trực lầm rồi, tôi coi ra cát lượng như cỏ rác, sợ quái gì. Nếu tôi đánh một trận, không bắt sống được cả lưu bị và gia cát lượng, thì tôi xin đem đầu về chịu tội với thừa tướng. Tháo nói, được, người sớm đưa tin thắng trận về cho ta hà dạ. Đôn phấn khởi, từ biệt tào tháo, dẫn quân lên đường lại nói từ khi được khổng minh huyền đức đối đãi như bậc thầy quan trương thấy vậy không bằng lòng nói khổng minh tuổi trẻ có tài cán gì sao anh trọng đãi quá thế và lại từ khi về đây đã thấy y làm được việc gì tài ba đông huyền đức nói ta được khổng minh như cá được nước hai em chớ nên nhiều lời hai người nghe nói lặng lặng lui ra một hôm có người đem biếu một cái đuôi trâu huyền đức đem đuôi trâu đan thành chiếc mũ khổng minh ở ngoài vào trông thấy nghiêm sắc mặt lại nói minh công không còn phải lo đến việc gì nữa à huyền đức vội vàng ném chiếc mũ xuống và xin lỗi tôi mượn việc đó để tiêu khiển đấy thôi khổng minh nói minh công tự so mình với tào tháo như thế nào huyền đức nói không bằng được khổng minh nói quân của minh quân chẳng qua được vài nghìn nếu quân tào kéo đến đánh thì lấy gì chống cự huyền đức nói chính tôi đương lo việc ấy nhưng nghĩ chưa ra kế nào hay Khổng Minh nói, Minh Công nên cho tuyển mộ thật nhiều dân binh để tôi huấn luyện thì có thể chống được giặc. Huyền Đức liền tuyển mộ ngay được 3.000 người. Khổng Minh sớm tối dậy bảo diễn tập phương pháp đánh trận. Chợt có người báo Tào Tháo sai hạ hầu đôn dẫn 10 vạn quân rầm rộ kéo đến tân giã. Trương Phi nghe tin, nói với quan công rằng, tốt hơn hết, nên để Khổng Minh ra nghênh địch. Giữa lúc ấy, Huyền Đức cho gọi hai người vào, bảo rằng, hạ hầu đôn kéo quân đến rồi ta đối phó như thế nào? Trương Phi nói, sao đại huynh không sai, nước, đi để chống giặc. Huyền Đức nói, mưu thì ta phải nhờ đến khổng minh, nhưng dũng cảm thì phải nhờ đến hai anh em mới xong, không nên suy tị như thế. Quan, Trương đi ra, Huyền Đức mời khổng minh đến bàn. Khổng Minh nói, chỉ sợ quan, trương không phục tùng hiệu lệnh, nếu chúa công thực muốn tôi chỉ huy, xin giao kiếm ấn cho tôi. Huyền Đức sai lấy kiếm ấn trao cho Khổng Minh, khổng minh liền họp các tướng lại để nghe lệnh trương phi bảo vân trường rằng ta hãy thử đến nghe lệnh xem hắn xếp đặt ra sao khổng minh truyền lệnh bên tả núi bác vọng có núi dự sơn bên hữu có rừng an lâm có thể phục quân mã được vân trường dẫn một nghìn quân ra mai phục ở núi dự sơn đón địch địch kéo đến cứ mặc cho chúng đi qua khi nào các xe lương thực tới nếu thấy mé nam có hiệu lửa sẽ thả quân ra đánh đốt sạch lương thực của giặc đi Dược Đức dẫn một nghìn quân ra sau rừng An Lâm, mai phục trong hang núi, cũng đợi khi nào mé nam có hiệu lửa bấy giờ sẽ kéo đến đốt kho lương ở thành Bác Vọng. Quan Bình, Lưu Phong dẫn 500 quân sắp sẵn củi đuốc, trực ở hai bên sườn gò Bác Vọng, chập tối địch kéo đến, thì đốt lửa lên. Lại gọi Triệu Vân ở Phàn Thành về sai đi tiền bộ, không cần đánh được mà chỉ đánh cốt lấy thua, Chúa Công dẫn một toán quân tiếp ứng. Ai nãy đều phải theo kế mà làm, không được để lỡ. Vân Trường nói, chúng tôi đều ra nghênh địch cả, không hiểu quân sư ngài nhận việc gì. Khổng Minh nói, ta chỉ ngồi nhà giữ thành. Trương Phi cười ầm lên nói, chúng tôi đều đi đánh nhau cả, còn ông thì ngồi khỉnh ở nhà, thảnh thơi quá. Khổng Minh nói, kiếm ấn ở đây, ai không tuân lệnh, ta lập tức chém đầu. Huyền Đức nói, hai em phải biết, người có tài ngồi trong màn quyết thắng ở ngoài nhìn dặm, hai em không được trái lệnh. Trương Phi nói, hãy xem kế của hắn có hiệu nghiệm không đã bây giờ ta sẽ hỏi tội cũng chưa muộn. Hai người đem quân đi, các tướng cũng chưa ai biết thao lược của khổng minh ra sao, nay nghe lệnh, nhưng vẫn nghi hoặc, không được yên tâm. Khổng minh bảo huyền đức rằng chúa công này dẫn quân đến dưới núi bác vọng đóng đồn. Tối mai thế nào quân giặc cũng kéo đến, chúa công nên bỏ chạy rốt chạy, hễ thấy lửa cháy thì lập tức đem quân quay lại đánh. Tôi cùng mi Trúc, mi phương dẫn 500 quân giữ huyền, lại sai tôn càn, giản ung sắp sẵn tiệc ăn mừng và sổ ghi công. Mọi việc sắp đặt đã xong, nhưng chính huyền Đức cũng còn ngờ vực. Lại nói hạ hầu đôn cùng bọn vu cấm, dẫn quân đến thành Bắc Vọng, chia một nửa tinh binh làm tiền đội, còn bao nhiêu đi sau bảo vệ xe lương thực. Bấy giờ đương mùa thu, gió may hay hầy, quân mã đương đi, trông thấy trước mặt cát bay mịt mù, đôn liền giàn thành thế trận và hỏi quan hướng đạo. Đây là chỗ nào? Quan hướng đạo thưa, trước mặt là gò Bắc Vọng, mé sau là cửa sông La Xuyên. Đồn sai vô cấm, Lý Điển giữ vững góc trận, tự mình cưỡi ngựa ra trước trận, nhìn về phía xa xa thấy một toán quân mã kéo lại, đôn cười ầm lên. Các tướng lấy làm lạ hỏi, tướng quân cười gì thế? Đôn nói, ta cười từ nguyên trực khoe với thừa tướng rằng Gia Cát Lượng là người giỏi. Này xem cách dùng binh của hắn, đem thứ quân mã thế kia đối địch với ta, khác nào đem đàn dê đánh nhau với hổ báo ta đã nói trước mặt thừa tướng rằng sẽ bắt sống lưu bị và ra cát lượng nay nhất định ta làm được việc ấy nói rồi đôn tế ngựa sông lên triệu vân ra ngựa đôn mắng rằng bọn mi theo lưu bị có khác gì cô hồn theo ma quỳ vân cả giận tế ngựa lại đánh được vài hiệp giả tảng thua chạy hạ hầu đôn đuổi theo vân chạy độ hơn 10 dặm quay ngựa lại đánh chưa được vài hiệp lại chạy hàn hạo tế ngựa lên trước can rằng triệu vân dừ địch sợ có mai phục Đôn nói, quân giặc như thế, dẫu có mai phục cả mười mặt, ta cũng chẳng sợ. Rồi đôn nhờ định không nghe lời hàn hảo, đuổi thẳng đến gò bác vọng. Bỗng nghe pháo nổ, huyền đức tự dẫn quân xông tới tiếp ứng. Hạ hầu đôn cười, bảo hàn hảo rằng quân mai phục đó, ta không đến được tân giã chiều nay, thì nhất định không nghỉ quân. Nói xong, đôn lại thúc quân tiến lên. Huyền đức và triệu vân rút chạy, bấy giờ trời đã tối, mây kéo dày đặc, lại không có ánh trăng gió thổi càng mạnh, hạ hầu đôn cứ thúc quân đuổi miết. vô cấm, lý điển đi vào quãng đường hẹp nhỏ, thấy hai bên lao sậy um tùm. điển bảo cấm rằng, khinh địch tất phải thua. phía nam này đường xã chật hẹp, sông núi san sát cây cối rậm rạp. nếu địch đánh hỏa công thì tính sao? cấm nói, người nói phải đó, ta nên tiến lên trước nói với đô đốc cho hậu quân đóng lại. lý điển quay ngựa trở lại, hô hậu quân hãy đi chậm lại như người ngựa đương chạy như vũ bão, không tài nào kìm lại được. Vô cấm vội tế ngựa lên trước, gọi to rằng tiền quân của đô đốc dừng lại, hạ hầu đôn đương chạy, thấy Vu cấm rượt tới liền hỏi duyên cớ làm sao. Cấm nói, phía nam này đường xã chật hẹp, sông núi san sát, cây cối rậm rạp, phải đề phòng hỏa công mới được. Đôn sực tỉnh, lập tức truyền lệnh cho quân mã không được tiến công nữa. Nói chưa dứt lời, sau lưng đã có tiếng reo hò ầm ĩ, lửa cháy đùng đùng, tiếp đó hai bên lao sậy cũng bốc cháy. chỉ trong chớp mắt ba bề bốn bên biến thành biển lửa, lại gặp gió to, lửa bốc càng mạnh, quân tào dẫm đạp lên nhau, chết không biết bao nhiêu mà kề. triệu vân quay lại đánh giết, hạ hầu đôn sông pha ra khỏi được biển lửa chạy thục mạng. khi lý điển thấy tình thế không lợi, vội quay gấp về thành bắc vọng, thì gặp ngay một cánh quân chặn đường đi đầu là vân trường. lý điển sông ngựa đánh bừa cướp đường tháo chạy, vô cấm thấy xe lương bị cháy sạch, liền men theo đường nhỏ chạy trốn. Hạ hầu lan, hàn hảo súng lại cứu xe lương thì chạm chán trương phi. Chưa được vài hiệp, lan bị phi cho một xà mâu chết lăn nhào xuống ngựa. Hảo cướp đường chạy thoát, hai bên đánh nhau suốt một đêm, quân tàu bị giết, xác chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đời sau có thơ rằng, bác vọng dùng mưu đánh hỏa công, cười cười nói nói vẫn ung dung, tảo man nghe tiếng hồn bay bồng rời khỏi liều tranh đệ nhất công, hạ hầu đôn nhặt nhạnh tàn quân, rút về hứa xương. Khổng Minh cũng thu quân về, quan, trương, hai người nhìn nhau, nói, Khổng Minh quả là bậc anh tài, đi chưa được vài dặm gặp Mi Trúc, Mi Phương dẫn quân xuống xít theo hầu một cỗ xe nhỏ, trong xe có một người ngồi chễm trệ, chính là Khổng Minh. Quan, trương xuống ngựa sụp lại, một lúc huyền đức, triệu vân, lưu phong, quan bình đều đến, thu thập quân sĩ, đem lương thảo bắt được chia cho tướng sĩ, rồi kéo quân về tân giã. Chăm họ ra đón rước chật hai bên đường vái, lại mà nói rằng chúng tôi được an toàn, cũng là nhờ sứ quân dùng được người hiền vậy. Khổng Minh về đến huyện, bảo huyền Đức rằng hạ hầu đôn thua, thế nào Tào Tháo cũng đem đại quân đến. Huyền Đức nói, nếu vậy thì làm thế nào? Khổng Minh nói, tôi đã có một kế địch được quân Tào, thế là, phá giặc, chưa thể dùng ngựa chiến, tránh quân, lại phải cậy mưu hay, chưa biết khổng minh bày kế gì, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 40, sái phu nhân bàn hiến ký châu ra cát lượng hỏa thiêu tân giã, lại nói huyền đức hỏi khổng minh kế chống cự quân tàu, khổng minh nói tân giã là một huyện nhỏ, không ở lâu được. Mới đây, tôi nghe lưu biểu bị bệnh nguy cấp lắm, chúa công phải nhân dịp này chiếm lấy kinh châu làm căn cư đã, rồi hãy chống cự tào tháo sau. Huyền Đức nói, kế của tiên sinh hay lắm nhưng tôi đã chịu ơn cảnh thăng, không nỡ làm thế. Khổng Minh nói, nếu chúa công không lấy bây giờ, sau sẽ hối không kịp. Huyền Đức nói, thả rằng ta chết thì thôi, chớ không chịu làm điều phi nghĩa. Khổng Minh nói, vậy để liệu kế khác, lại nói hạ hầu đôn về hứa xương, tự trói mình lại, vào lại tào tháo, xin chịu tội. Tháo tha tội cho đôn nói, tôi gặp phải quỷ kế của gia cát lượng, y dùng hỏa công phá vỡ cả quân mã của ta. Tháo nói, người dùng binh từ thuở bé, há không biết rằng ở chốn hiểm phải phòng hỏa công à. Đôn nói, Lý Điển và Vu Cấm đã nhắc bảo, nhưng hối lại thì sự đã rồi. Tháo lập tức thưởng cho Lý Điển và Vu Cấm, Đôn nói, Lưu bị hung hăng như thế, thật là cái họa lớn không thể không trừ ngay đi. Tháo nói, ta cũng chỉ lo con Lưu bị và tôn quyền mà thôi, còn những bọn khác có ngại gì. Này nên nhân dịp này bình định Giang Nam mới được lập tức truyền lệnh huy động 50 vạn quân, sai Tào Nhân và Tào Hồng làm đội thứ nhất, Trương Liêu và Trương Nhân làm đội thứ nhì, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên làm đội thứ ba, Vu Cấm và Lý Điển làm đội thứ tư. Tháo tự lĩnh các tướng làm đội thứ năm, mỗi đội dẫn 10 vạn quân, hứa trừ làm chiết sung tướng quân, dẫn 3.000 quân đi tiên phong, lại chọn ngày bính ngọ, tháng 7, năm thứ 13 đời kiến an, 208, xuất phát. Thái Trung Đại Phu là khổng dung can rằng, lưu bị, lưu biểu là tôn thân nhà Hán, không nên khinh thường mà đánh. Tôn quyền nắm giữ sáu quận, lại được sông trường giang hiểm trở, cũng không dễ lấy được đâu. Này thừa tướng huy động đạo quân vô đạo ấy, tôi e trái với nguyện vọng của thiên hạ. Tháo giận nói, lưu biểu, lưu bị, tôn quyền đều là bọn nghịch thần, sao lại không đánh? Liền mắng đuổi khổng dung ra và hạ lệnh, ai can nữa thì chém. Khổng dung ra khỏi phủ. Ngừng mặt lên trời than rằng người chi bất nhân bị đánh người trí nhân, chẳng thua sao được. Lúc ấy, người khách nhà quan ngự sử đại phu Khước Lự, nghe thấy câu đó, liền báo với chủ. Khước Lự vốn đã nhiều lần bị khổng dung khinh nhiệt, vẫn đương căm tức dung, vội vàng đem chuyện ấy vào tâu với Tào Tháo, lại nói thêm vào khổng dung ngày thường vẫn khinh thừa tướng, lại chơi thân với nễ hành, nễ hành tán dương khổng dung là trọng mỗ không mất. Khổng Dung lại gọi nễ hành là Nhan hồi tái sinh Lần trước Nễ Hành nói xấu thừa tướng Cũng là tự khổng dung xui đó Tào Tháo giận lắm Lập tức sai đình úy đi bắt khổng dung Khổng dung có hai con Còn nhỏ tuổi Lúc ấy đương ngồi ở nhà đánh cờ Bỗng có người nhà cấp báo rằng Có đình úy đến bắt tôn quân sắp sửa đem chém sao Hai công tử không trốn tránh cho mong Hai công tử nói Trong cái tổ vỡ Chứng đâu có lành được Nói chưa rút lời đình úy đã đến bắt cả nhà khổng dung đem chém thay khổng dung thì đem bêu ở ngoài chợ có một người ở kinh triệu tên là tri tập đến khóc lóc lăn bên thay khổng dung tháo biết tin giận lắm muốn giết luôn Tuần úc can rằng tôi nghe tri tập thường can khổng dung ông cương trực quá tất là rước vả vào thân nay dung chết mà hắn khóc tức là người có nghĩa xin thừa tướng đừng giết tháo tha cho tri tập thu thập thi thể cha con khổng dung đem tống táng người sau có thơ khen khổng dung rằng, khổng dung ở Bắc Hải, hào khí át cầu vồng, trên ghế khách chật nít trong cốc dược, chẳng không, văn chương lừng thiên hạ, cười nói, khinh vương công, sử sách khen trung trực, quan danh ghi thái trung, tào tháo giết khổng dung rồi, truyền lệnh quân mã năm đội lần lượt kéo đi, chỉ để bọn tuân Úc ở lại giữ hứa xương, lại nói ở Kinh Châu, lưu biểu bệnh nguy kịch lắm, bèn sai người mời huyền đức đến dặn dò việc thừa tử. Huyền Đức dẫn quan. Trương đến Kinh Châu, biểu nói, bệnh ta đã đặt vào đến mạng mỡ, không biết sớm tối lúc nào, muốn ủy thác đứa con côi cho hiền đệ. Nhưng con ta bất tài, sợ không nối được nghiệp bố. Sau khi chết, xin hiền đệ tự lĩnh lấy Kinh Châu cho. Huyền Đức khóc lại nói rằng, em xin hết sức giúp cháu nhỏ, đâu dám có ý gì khác. Đang nói chuyện, có tin báo Tào Tháo tự thống lĩnh đại binh đến đánh. Huyền Đức vội vàng từ biệt lưu biểu, về ngay tân giã. Lưu biểu đương ốm, nghe tin ấy, lo lắm, bàn bạc việc viết di chúc, sai huyền đức giúp con trưởng là Lưu Kỳ làm chủ Kinh Châu. Sái phu nhân thấy vậy, giận lắm, đóng ngay cửa trong lại, sai sái mạo, trường doãn canh giữ cửa ngoài. Bấy giờ, Lưu Kỳ ở Giang Hạ, nghe tin cha đau nặng, vội vàng về Kinh Châu thăm cha. Vừa đến cửa ngoài. Sái mạo lại nói rằng công tử phụng mệnh cha, coi giữ giang hạ, trách nhiệm rất nặng, Nay dám tự tiện bỏ về, nhỡ đông mô kéo đến, thì làm thế nào? Nếu vào ra mắt chúa công, chúa công nổi giận, bệnh lại tăng thêm, đó là bất hiếu. Công tử nên cấp tóc về ngay đi, Lưu Kỳ đứng ở ngoài cửa, khóc giống một hồi rồi đành phải lên ngựa trở về giang hạ. Lưu biểu bệnh tình nguy cấp lắm, mong mãi không thấy con cả về. Ngày mậu thân tháng 8, kêu to vài tiếng rồi chết đời sau có thơ than rằng, trước nghe viên thiệu bên Hà Sóc, nay thấy lưu quân ở Hán Dương, đều vì gà mái hư ra đảo, đến nỗi không lâu phải diệt vong, lưu biểu chết rồi, sái phu nhân cùng với sái mạo, trương doãn bàn bạc, viết tờ di trúc giả cho con thứ là lưu tôn làm chủ kinh châu, xong rồi mới cho báo tang. Khi ấy, lưu tôn mới 14 tuổi, tư chất khá thông minh. Tôn họp các quan lại bàn rằng, cha ta chẳng may tạ thế, anh ta hiện ở Giang Hạ, lại có chú ta là Lưu Huyền Đức ở Tân Giã. Các người lập ta làm chủ, nếu chú ta và anh ta đem quân về hỏi tội, thì ăn nói làm sao? Mọi người còn chưa nghĩ ra sao thì mặc quan là Lý Khuê thưa rằng công tử nói rất phải, nay nên đưa thư cáo tang đến Giang Hạ, mời đại công tử về làm chủ Kinh Châu rồi cử Huyền Đức cùng coi việc lớn. Mặt Bắc địch được tào tháo, mặt Nam chống được tôn quyền, đó là kế vẹn toàn sái mạo mắng rằng mày là thằng nào, dám mở mồm nói cản, trái lời di chúc của chúa công. Lý Khuê to tiếng mắng lại rằng mày cấu kết trong ngoài, mưu mô với nhau, giả mạo làm di mệnh, bỏ con trưởng lập con thứ, chín quận kinh tương sẽ mất không ở trong tay họ sái. Chúa công có thiêng chắc giết mày đi, sái mạo tức lắm, quát tả hữu lôi ra chém. Lý Khuê, đến lúc chết, vẫn còn chửi mắng không dứt lời. Rồi đó sái mạo lập lưu tôn lên làm chủ tôn tộc họ sái chia nhau lĩnh luôn kinh châu còn sái phu nhân cùng lưu tôn đến ở tương dương đề phòng lưu kỳ lưu bị nhân thể đem linh cữu lưu biểu táng ở gò hán dương phía đông thành tương dương mà không báo tang cho lưu kỳ lưu bị biết lưu tôn đến tương dương vừa tháo yên ngựa xong có người báo tào tháo dẫn đại quân đi thẳng đến tương dương tôn thất kinh bèn mời lũ khoái việt sái mạo đến bàn đông tào diện là phó tôn nói không những phải lo tào tháo đem quân đến mà thôi nay đại công tử ở giang hạ huyền đức ở tân giã ta đều không cho đến báo tang nếu họ đem quân về hỏi tội thì kinh tương nguy mất tôi có một kế làm cho dân kinh tương vững như núi thái sơn lại giữ toàn được danh tước cho chúa công tôn hỏi kế gì tôn nói chi bằng đem chín quận kinh tôn dâng tào tháo tháo chắc trọng đại chúa công tôn mắng rằng người chỉ nói càn ta mới nối cơ nghiệp của tiên quân ngồi chưa yên chỗ có lẽ đầu đã bỏ cho người khác khoái việt nói phó công đệ nói phải lắm thuận hay nghịch đều phải theo tình hình chung khỏe hay yếu đều có thế hẳn hoi và tào tháo đánh nam dẹp bắc đều lấy danh nghĩa triều đình nếu chúa công chống lại thì vẫn mang tiếng phản nghịch hơn nữa chúa công mới lên việc lo bên ngoài chưa xong việc lo bên trong lại sắp đến dân kinh tương nghe quân tào đến chưa đánh đã mất vía rồi thì còn địch thế nào được tôn nói lời các ông đều phải cả không phải tôi không nghe theo nhưng cơ nghiệp của tiên quân để lại cho phút chốc phải sang tay cho người khác chỉ e thiên hạ chê cười cho tôn nói chưa dứt lời có một người ngang nhiên nói phó công đệ khoái gì rộ nói đúng lắm sao chúa công không nghe theo các tướng nhìn xem ai thì ra là vương sán tự trọng tuyên người ở cao bình Quận Sơn Dương. Sán hình dáng gầy gò, mình mẩy bé nhỏ, thở bé lại chơi nhà quan trung lang sai ung Bữa ấy trong nhà ông đang đông khách quý ngồi chơi. Ông nghe thấy Sán đến chơi, lật đật đi trái cả giày ra đón. Khách khứa thấy vậy, ai cũng ngạc nhiên, hỏi rằng, quan trung lang sao lại tôn kính riêng chú bé này như thế? Ông nói, chú bé có tài lạ, ta cũng không bằng. Sán quả là người học rộng nhớ dai, không ai sánh kịp thường xem bài văn bia ở cạnh đường, chỉ đọc qua một lượt là thuộc lòng. Xem người ta đánh cờ, đường đánh mà xóa đi, sán bày ngay lại được, không sai một quân. Tính toán công giỏi, văn chương nhất đời ấy, khi 17 tuổi, sán được cử làm hàn môn thị lang nhưng không chịu ra. Sau vì chạy loạn đến kinh tương, lưu biểu đãi làm thượng khách. Hôm đó, sán hỏi lưu tôn, tướng quân tự so mình có bằng tào công không, tôn đáp không bằng được. Sán nói, tào công binh cường tướng khỏe, nhiều trí lắm mưu, bắt sống lạ bố ở Hạ Phi, phá vỡ quan thiệu ở quan đổ, đuổi lưu bị ở Lũng Hiểu, trừ ô hoàn ở Bạch Lang, đánh dẹp, bình định, không sao kể xiết. Nay lại kéo đại quân xuống Nam Hạ, thế kinh tương thực khó lòng địch nổi. Kế của hai ông phó, khoái rất hay, tướng quân nên quyết ngay đi, kẻo về sau lại hối. Tôn nói, tiên sinh dậy phải lắm nhưng tôi còn phải bẩm để mẫu thân biết đã. Nói chưa dứt lời, đã thầy sái phu nhân ở sau bức bình phong bước ra, bảo tôn rằng bà ông đã đồng ý với nhau mà bảo thế, hà tất phải hỏi ta. Lưu tôn lúc này mới quyết định, lập tức viết thư hàng, sai tống trương bí mật mang đến bản doanh Tào Tháo. Trung vâng lệnh, đi thẳng tới huyền thành, ra mắt Tào Tháo và dâng thư lên. Tháo mừng lắm, trọng thường cho tống trung và sai về bảo Lưu tôn ra thành đón rước rồi sẽ cho giữa kinh châu mãi. Tống Trung lại từ biệt Tào Tháo trở về kinh tương. Lúc sắp qua sông, chợt gặp một toán quân mã kêu đến, trông ra thì là quan Vân Trường. Tống Trung chưa kịp tránh thì bị Vân Trường gọi lại, hỏi tỉ mỉ công việc kinh châu. Trung trước còn giấu giếm, sau Vân Trường truy giết, phải nói thật cả. Vân Trường thất kinh, bắt luôn Tống Trung đến tân giã ra mắt Huyền Đức, kể lại tương tận việc đó. Huyền Đức nghe xong, khóc ầm lên. Trương Phi nói, việc thế này, nên chém tống trung trước, rồi cất quân sang sông chiếm lấy tương dương, giết sái thị và lưu tôn, rồi hãy đánh nhau với tào tháo. Huyền Đức nói, Chu hãy im đi, để cho ta liệu, rồi quát hỏi tống trung, mày thấy chúng nó mưu mô như thế nào, sao không báo cho ta biết trước. Này ta chém mày cũng vô ích, bước ngay đi, trung bái tạ, ôm đầu lùi tuổi đi thẳng, Huyền Đức đang buồn bực, chợt có tin công tử lưu kỳ sai y tịch đến huyền đức vẫn còn nhớ ơn y tịch cứu giúp khi trước nên xuống thềm đón vào rồi tạ ơn hai ba lượt tịch nói đại công tử ở giang hạ nghe tin quận kinh châu đã mất sái phu nhân cùng với lũ liêu tôn bàn nhau không báo tang lập liêu tôn làm chủ công tử sai người đến kinh dương dò xét quả thật là thế sợ sứ quân không biết nên sai tôi đem tin buồn đến trình và xin sứ quân khởi hết binh mã sang tương dương hỏi tội huyền đức xem xong thư Bảo y tịch rằng, Cơ Bá chỉ biết Lưu Tôn chiếm môi, chứ chưa biết Lưu Tôn đã đem cả chín quận Kinh Tương dâng lên Tào Tháo rồi. Tịch thất kinh, nói rằng, sao sứ quân biết việc ấy? Huyền Đức mới kể lại chuyện bắt được Tống Trung, Tịch nói, nếu thế sứ quân nên mượn danh nghĩa viếng Tang, đến Tương Dương dụ Lưu Tôn ra đón, lập tức bắt lấy, giết sạch những bọn tòng đảng thì Kinh Tương nhất định về tay sứ quân. Khổng Minh nói, lời Cơ Bá chí phải, chúa công nên nghe theo. Huyền Đức ứa nước mắt, nói rằng lúc anh ta sắp mất đã gửi con cho ta, nay nếu ta bắt lấy con, cướp lấy đất, thì sau này xuống chín suối còn mặt mũi nào trông thấy anh ta nữa. Khổng Minh nói, Chúa Công không theo kế ấy, nay quân Tào đã đến huyền thanh rồi, thì lấy gì chống cự? Huyền Đức nói, chi bằng chạy ra phàn thành để tránh, đường bán định, có thám mã phi báo, quân Tào đã đến bác vọng, huyền Đức vội vàng bảo y tịch về giang hạ sắp sẵn quân mã còn mình cùng khổng minh bàn kế đánh địch khổng minh nói xin chúa công cứ bình tĩnh lần trước chỉ có một bó lửa đã đốt hơn một nửa quân mã hạ hầu đôn lần này quân tàu lại đến dù có làm cho nó mắc phải kế trước thì mình cũng không thể ở tân giã được nữa chi bằng ta đi phàn thành cho sớm thì hơn lập tức sai người treo bảng bốn cửa thành thông báo nhân dân rằng bất cứ ai không nề già trẻ trai gái muốn theo thì hôm nay cùng đi phàn thành để tạm lánh giặc, không nên chậm trễ. Lại sai tôn càn sang sông sắp đặt thuyền đò để chờ chăm họ, còn mi trúc, hộ tống gia quyến các quan đến phàn thành, một mặt, họp các tướng lại để nghe lệnh. Trước hết sai quan công đem một nghìn quân lên thượng lưu sông Bạch Hà Mai Phục, mang theo nhiều bao tải đựng đầy đất cát để lấp khúc sông, đợi đến cuối canh ba hôm sau. Hễ nghe tiếng người ngựa rầm rộ ở hạ lưu thì vớt những túi đất lên cho nước tràn xuống rồi cứ thuận dòng sông kéo về tiếp ứng. Lại sai Trương Phi dẫn một nghìn quân mai phục ở bến đỏ Bắc Lăng. Khúc sông này nước chảy từ từ, quân tàu bị ngập tắt trốn qua lối đó, bấy giờ thừa thế đánh về để tiếp ứng. Lại sai Triệu Vân dẫn ba nghìn quân, chia làm bốn đội, Vân tự lĩnh một đội phục cửa Đông, còn ba đội phục ba cửa Tây, Nam, Bắc. Nhưng trước hết phải gài những vật bắt lửa như Lưu Hoàng, Diêm Tiêu trong các mái nhà trong thành quân tàu vào thành tất phải nghỉ ở nhà dân, chiều tối hôm sau thế nào cũng có gió lớn, hễ nổi gió, thì sai quân phục ba cửa Tây, Nam, Bắc bắn tên lửa vào thành, lúc lửa bốc lên to, bên ngoài hò reo ầm lên để trộm oai. Các cửa đều phải giữ cả, duy cửa đông bỏ ngỏ cho giặc chạy. Khi giặc chạy ra, thì thừa thế đổi đánh, đến sáng sẽ hội với hai tướng quan, Trương, thu quân về phản thành. Còn Mi Phương, Lưu Phong đem hai nghìn quân một nửa cờ đỏ một nửa cờ xanh đóng trước gò thước vĩ cách tân giã ba mươi dặm hễ thấy quân tàu đến thì cho quân cờ đỏ chạy về tả quân cờ xanh chạy về hữu. quân địch nghi hoặc tất không dám đuổi hai người lúc ấy chia nhau ra mai phục đợi trong thành nổi lửa sẽ kéo ra đuổi đánh bại binh rồi lên cả trên thượng lưu bạch hà để tiếp ứng khổng minh cắt đặt xong xuôi cùng với huyền đức lên chỗ cao đứng quan sát đợi tin thắng trận lại nói Tào Nhân, Tào Hồng đem 10 vạn quân làm tiền đội. Đằng trước, đã có hứa trừ dẫn 3.000 quân thiết giáp mở đường rầm rộ kéo đến Tân Giã. Trưa hôm ấy đi đến gò thước vĩ, trông thấy trước gò một toán quân mã cầm toàn cờ hiệu xanh đỏ. Hứa trừ thúc quân tiến lên, lưu phong, lưu mi chia làm bốn đội, cờ đỏ chạy về mé tả, cờ xanh chạy về mé hữu. Hứa trừ dừng ngựa ra lệnh, hãy dừng lại, đây chắc có quân mai phục, quân ta đóng ở đây thôi. Nói rồi, một mình một ngựa báo với tiền đội Tào Nhân. Tào Nhân nói, đó là nghi binh, không có mai phục, ngươi nên tiến quân mau lên, ta sẽ thúc quân tiếp ứng đến. Hứa trừ quay ngựa tới trước gò, hô quân đánh vào trong rừng, đuổi tìm toán quân mã lúc nãy, thì chẳng thấy một người nào nữa. Lúc ấy mặt trời đã lặn về Tây, hứa trừ vừa định tiến lên thì trên núi thổi còi, đánh trống ẩm ý, trừ vội ngẩng đầu lên thấy trên đỉnh núi cắm một hàng cờ, trong đó có đôi lọng. bên tả thì Huyền Đức, bên hữu thì Khổng Minh ngồi đối diện uống rượu. Hứa trừ tức lắm, đem quân tìm đường lên núi, bị gỗ, đá ở trên lăn xuống, không tài nào lên được. lại nghe mé sau núi có tiếng reo rầm trời, định tìm lối đến đánh thì trời đã tối. Tào Nhân kéo quân đến, ra lệnh hãy cướp thành thì bốn cửa mở toang, quân Tào xông vào không thấy ngăn trở, trong thành cũng không có một bóng người nào cả tào hồng nói lưu bị gặp thế bí nên đem cả trăm họ chạy trốn rồi quân ta hãy tạm nghỉ lại sáng mai sẽ tiến lúc này quân sĩ đều mệt và đói khát cả liền tranh nhau thổi cơm ăn tào nhân tào hồng vào nghỉ trong huyện cuối canh một gió to nổi lên lính gác chạy vào báo cháy tào nhân nói chắc quân sĩ thổi cơm sơ ý để lửa cháy đấy thôi không được xôn xao nói chưa dứt lời nhân lại liên tiếp nhận được tin ba cửa tây nam Bắc đều bốc cháy. Khi Tào Nhân ra lệnh tất cả các tướng phải lên ngựa ngay, thì toàn huyện đã trở thành bề lửa bốc sáng rực trời. Lửa đêm hôm ấy lại cháy dữ hơn lửa đồn bác vọng hôm trước. Đời sau có thơ than rằng, gian hùng Tào Tháo giữ Trung Nguyên, tháng 9 sang năm đánh Hàn Xuyên, phong bá ra oai huyện Tân Giã, trúc dung bay xuống diễm Ma Thiên, Tào Nhân dẫn tướng tá xông pha khói lửa tìm đường chạy trốn. Thấy cửa đông không có lửa, nhân vội vàng chạy ra phía đó quân sĩ giày xéo lẫn nhau, chết nhiều vô kể. Bọn tào nhân vừa thoát được nạn lừa thì đàng sau đã thấy ngay Triệu Vân dẫn quân đuổi đến đánh giết. Quân tào tranh nhau chạy trốn, không ai dám ngoảnh cổ lại. Đang chạy, bị mi phương kéo quân ra bồi cho một trận nữa. Tào nhân thua to, cướp đường rút chạy. Lưu Phong lại dẫn quân ra chặn đường, hai bên đánh nhau đến canh tư. Bấy giờ, người ngựa đều mệt, quân tào phần lớn bị bỏng, xém chán, cháy đầu chạy đến sông Bạch Hà, thấy nước sông không sâu, người ngựa hí hửng lội xuống uống nước, người thì ồn ào, ngựa thì gầm hí. Lại nói Vân Trường đã đem những túi sỏi lấp khúc sông trên rồi, vừa sầm tối thấy lửa cháy ở tân giã, đến canh tư lại nghe dưới hạ lưu có tiếng người ngựa kêu, vội vàng hô quân sĩ rút túi sỏi đất lên, nước đổ xuống như thác, rồi kéo quân theo xuống. Quân Tào lại chết đuối vô số, tàu nhân dẫn quân nhằm chỗ nước chảy nhẹ, cướp đường chạy đi đến bến đỏ bắc lăng lại thấy tiếng reo ầm ĩ một toán quân kéo đến chặn đường đại tướng đi đầu là trương phi phi quát to dập tàu lại chịu chết cho mong, quân tàu hết vía thế là trong thành vừa thấy ngọn lửa đỏ bên sông lại gặp cơn gió đen chưa biết tính mệnh quân tàu thế nào xem hồi sau mới rõ